Thiên đế trùng sinh, độc đoán vạn cổ tập 25, Long Đồng Vũ, thất thải hải loa chúc các bạn xem video vui vẻ. Ngay khi tịch thiên dạ chuẩn bị bế quan tu luyện, một luồng sóng ngầm trong thiên cơ thánh thành phun trào, mục châu, trong khách sạn phương hoa lâu nổi danh nhất, một tiểu con nương 13, 14 tuổi đang ngồi trên ban công phương hoa lâu, ánh mắt nhìn về phía xa bầu trời, trong mắt đầu vẻ u sâu, tiểu cô nương này mặc một bộ áo trắng, tướng mạo thanh tú, nàng chính là tiểu công chúa vân tử vận của vân phượng cổ quốc. Vân tử vận ngồi ở đấy, Vân Thành Dược quanh chân trong phòng khách nhắm mắt tu luyện. Lúc lâu sau, Vân Thành Dược mở mắt ra, thấy muội muội vẫn thất thần nhìn lên bầu trời, không khỏi khẽ thở dài. Tử vận đừng lo lắng, thạch đầu tiền bối là người hiền sẽ được trời thương, không có việc gì đâu. Vân Tử vẫn lấy lại tinh thần, nhìn về ca ca của nàng. Những người kia sao lại vội vàng muốn tìm thạch đầu tiền bối như vậy chứ? Chẳng lẽ là kẻ thù của thạch đầu tiền bối sao? Từ khi đi vào thiên cơ thánh thành, bọn họ còn chưa kịp liên hệ với đan minh đã bị một đám người thần bí khống chế lại đám người thần bí đó vô cùng cường đại, bọn họ không cách nào phản kháng. Một mực bị nhốt trong phương hoa lâu, không biết. Bất quá những người kia rất cường đại. Thời điểm nhắc đến những người này, trong mắt Vân Thành Dực tràn đầy kiêng kỵ. Phanh phanh, một chàng gõ cửa vang lên, sắc mặt hai huynh muội biến sắc, vội vàng đứng dậy. Một nữ tử mỹ lệ mặc váy màu vàng nhạt bước vào, nhìn qua Vân Tử Vận và Vân Thành Dực, thản nhiên nói: các ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa? Vân Tử Vận khi nhìn về nữ tử váy vàng đó mang theo một vòng sợ hãi núp về sau lưng ca ca theo bản năng chúng ta thật sự không biết thạch đầu tiền bối đi đâu thậm chí có khi tiền bối đã chết trong thông đạo không gian thứ nguyên rồi các ngươi muốn tìm tiền bối chỉ là uổng công phí sức mà thôi vân thành dực thở dài nhìn thẳng vào nữ tử váy vàng chúng ta biết rõ thạch đầu tiền bối của các ngươi có còn sống hay không khẳng định với các ngươi rằng hắn còn sống nữ tử váy vàng thản nhiên nói nghe vậy vân thành dực và vân tử vận đều vui mừng trong lòng thạch đầu tiền bối còn sống hai huynh muội lập tức an tâm không ít thời điểm chạy trốn ở trong thông đạo không gian thứ nguyên chuyện bọn họ sợ nhất chính là thạch đầu tiên bối sẽ bị phiên quy tộc sát hại ta tới tìm các ngươi không phải muốn các ngươi nói cho ta biết vị trí của người đó chỉ là muốn các ngươi xác nhận dùng mạo và thân phận của hắn mà thôi nếu như các ngươi đáp ứng thì ta có thể giúp các ngươi giải quyết tất cả vấn đề và nguy cơ của vân phượng cổ quốc nữ tử váy vàng tiếp tục nói vân tử vận và vân thành dược đều mím chặt môi trầm mặc không nói lời nào vẫn không muốn nói cho ta biết sao nữ tử váy vàng kia khẽ cau mày hai tên nhóc này cứng miệng lạ thường nàng đã tới đây ba lần cũng không thu được bất cứ tin tức nào hai người các ngươi nghĩ cho kỹ vào tình thế của vân phượng cổ quốc bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng phần lớn căn cứ địa đã thất thủ cơ hồ đã sắp diệt vong nếu hai người các ngươi chịu phối hợp công việc nói cho ta tất cả những gì ta muốn biết thì ta cam đoan vân phượng cổ quốc sẽ hoàn hoàn chỉnh trình không có bất cứ vấn đề gì nữ tử vầy vàng lạnh lùng nói nếu không phải phía trên phân phó không cho phép dùng biện pháp mạnh thì sao nàng lại không có biện pháp nào khác ngoại trừ uy hiếp hai ba câu chứ trong tất cả số người của vân phượng cổ quốc từng tiếp xúc với người áo đen kia chỉ có hai tên nhóc này mới thấy được tướng mạo của hắn xuống tay với những người khác căn bản không có tác dụng gì chúng ta sẽ vĩnh viễn không bán đứng thạch đầu tiền bối các người hết hy vọng đi vân thành dực kiên định nói vân thành dực nắm lấy ống tay áo ca ca mình ngón tay trắng bệch cũng không yếu thế chút nào nhìn thẳng về nữ tử vái vàng thạch đầu tiền bối có ân với bọn họ bất luận thế nào thì bọn họ cũng sẽ không tiết lộ bí mật của thạch đầu tiền bối ra ngoài Mặc dù bọn họ không biết lai lịch của những người này, nhưng nếu thạch đầu tiền bối nguyện ý gặp bọn hắn thì bọn hắn căn bản không cần khua chương gióng trống như thế. Hơn nữa trạng thái của thạch đầu tiền bối khi bọn họ lần đầu gặp hiển nhiên không đúng, ngay cả nhục thân cũng vỡ nát, nói không chừng có quan hệ với những người trước mắt này. Vạn nhất những người này đều là kẻ thù đàng truy sát thạch đầu tiền bối thì sao? Mặc dù Vân Tử Vận và Vân Thành Dư không lớn tuổi lắm, nhưng tương đối thông minh, Vân Phượng Cổ Quốc sắp diệt vong, các ngươi không lo lắng tí nào sao? Chỉ cần các ngươi đồng ý phối hợp với ta, quốc gia của các ngươi cũng sẽ vì vậy mà được cứu vớt. Trong mắt nữ tử vái vàng có chút bất đắc dĩ, hai tiểu quỷ này sao lại cố chấp như vậy chứ? Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đều siết chặt nắm đấm, không nói một lời. Một bên là quốc gia, một bên là ân nhân, muốn lựa chọn giữa cả hai là khó khăn nhất. Nhưng phụ mẫu từ nhỏ đã giáo dục bọn họ phải hiểu được có ơn tất báo, phải có cốt khí và lòng dạ, là một người thẳng thắn sống mà không thẹn với lương tâm. Bọn họ vì quốc gia có thể hy sinh chính mình, hy sinh hết thảy, nhưng nếu lấy oán báo ân để đổi lấy sinh mạng thì sẽ chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong xỉ nhục thấy một lúc lâu mà hai huynh muội vẫn không nói chuyện nữ tử váy vàng liền biết được lần này cũng là thất bại người kia sẽ không đến cứu các ngươi đâu nữ tử váy vàng nhìn vào hai huynh muội một chút quay người rời đi không ở lại nữa tỉ tỉ hai tiểu gia hòa kia vẫn không hé miệng gì hết trong một gian phòng khác ở phương hoa lâu nữ tử váy vàng có chút bất đắc dĩ nói đứng ở trước mặt nàng là một thân ảnh xinh đẹp tuyệt diễm Chi vẻn vẹn nhìn ở bên cạnh đã khiến cho người khác ngạt thở mái tóc màu hoàng kim như thác nước buông xuống tản ra một vẻ cao quý uy nghiêm không có gì sánh bằng nếu như có người ngoài ở đây liền sẽ khiếp sợ phát hiện rằng người ở trước mắt đó chính là thần long thiên nữ long thiên nhi tiếng tam lẫy lừng trên đại lục trong mắt nữ tử váy vàng cũng có chút hụt hẫng nàng đã thử qua tất cả uy hiếp cưỡng bức đe dọa dụ hoặc nhưng vẫn không thể cậy được một chữ tử miệng hai huynh muội kia trên toàn bộ đại lục Nam Man này chỉ có hai huynh muội đó mới có thể chứng thực được thân phần của người áo đen thần bí kia, không cần đi hỏi lại đâu. Long Thiên Nhi lắc đầu nói, dù sao mà kệ người áo đen kia đến cùng có phải chủ nhan hay không, chỉ bằng vào việc hắn thi triển ra thành liên kiếm quyết cũng đủ để bọn họ phải tìm bằng được người áo đen đó. Nếu như người áo đen kia thật sự là chủ nhân, vậy hắn không có khả năng không biết bọn họ đang tìm hắn được, nếu cứ một mực không xuất hiện có lẽ còn có nguyên nhân khác, nếu không sợ là đã trực tiếp trở về thiên bảo cung còn nếu người áo đen đó không phải chủ nhân của các nàng vậy thì biết được tướng mạo có khác biệt gì chứ? đằng nào bọn họ cũng muốn tìm được người áo đen kia để hỏi về lai lịch của thanh niên kiếm quyết tỷ tỷ muốn thả những người của vân phượng cổ quốc kia ra sao? nữ tử váy vàng hỏi nàng tên là long đồng vũ là muội muội long thiên nhi hộ duệ của long nhân hoàng tộc nếu như tịch thiên giả ở đây cũng sẽ ngạc nhiên không phải nàng chính là tiêu nha đầu để mông trần chạy nhảy chơi đùa ở cổ thôn năm đó sao? khi đó tiểu nha với tiểu hồ mới hai ba tuổi mà thôi vật đổi sao rời vậy mà đã trưởng thành chỗ mã như này rồi không cần hiện tại có rất nhiều người đang để mắt đến họ trong thiên cơ thánh thành nếu như rời khỏi phương hoa lâu khẳng định sẽ rơi vào tay người khác long thiên nhi nói bởi vì vài thế lực siêu nhiên treo giải thưởng nên nhóm người của vân phượng cổ quốc ở thiên cơ thánh thành không còn được an toàn nữa nếu tùy ý thả bọn họ đi thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm long đồng vũ nghe vậy gật nhẹ đầu nàng cũng cho rằng không nên để hai thiếu niên kia đi dù sao hai người họ cũng có thông tin liên quan về người áo đen nếu rơi vào trong tay kẻ khác, chỉ sợ là không giống bọn hắn, chúng nhất định là sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép hai thiếu niên nói ra bí mật. Tên áo đen kia có quan hệ gì đó với chủ nhân, nếu đã cứu được người của vân phượng cổ quốc, như vậy hắn sẽ có tác động đến vân phượng cổ quốc. Người hãy đi đến huyết tinh quỷ tức tộc một chuyến đi, bảo họ thu lại một chút, tất cả dừng lại ở đây thôi. Long thiên nhi thản nhiên nói, vâng, vẻ mặt Long đồng vũ nghiêm túc, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi đợi sau khi long đồng vũ rời đi thì một làn khói mờ ảo với một thân hình đẹp không cách nào có thể dùng từ ngữ để hình dung nó giống như thân ảnh của tiên nữ trên trời xuất hiện ngay trong căn phòng thận nhi thiên cử hoành diễn đại thuật của ngươi có gì đột phá không long thiên nhi quay người nhìn về phía sau nữ tử mờ ảo tựa tiên nữ kia trong đôi mắt để lộ vẻ mong đợi thải thận nhi khe khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói không tiến triển chút nào vận số của chủ nhân căn bản là không có cách nào có thể dự tính được Thiên Cửu Hoành Diễn Đại Thuật chính là chín ảo ảnh thuật bí mật vô thượng của hoàng tộc Điệp tộc, được mệnh danh là suy đoán về thiên địa, nó có thể khám phá được tương lai, chuyện thiên hạ không gì là không biết, nhưng bất kỳ thông tin gì về chủ nhân đều không thể suy đoán được, có vài lần nàng đã xém gặp nguy hiểm khi cố suy đoán thông tin của chủ nhân. Hy vọng Thiên Cơ Thánh Thành có thể mang lại tin tốt cho chúng ta. Long Thiên Nhi thở dài một hơi, điều nàng sợ nhất bây giờ chính là chủ nhân không muốn gặp bọn họ mà cố tình ẩn thân. Nếu đã như vậy, bọn họ chỉ sợ dù làm cách nào đi nữa cũng không thể tìm ra được chủ nhân hàn tỷ tỷ đã đến được tử tiêu vương triều chắc chắn sẽ sớm có tin tức truyền đến thôi thải thận nhi nói có điều tử tiêu vương triều vẫn là một chư quốc bấn hủ trên nam man đại lục đội tình bên trong thâm hậu khó lường chỉ sợ nó không đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài hy vọng hàn tỷ tỷ có thể thuận lợi thải thận nhi nhíu mày nói trong mắt lộ vẻ lo âu yên tâm đi hàn ảnh nhi cũng không phải là liều sống liều chết để đi đến tử tiêu với năng lực của nàng ấy thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu long thiên nhi điềm đạm nói hàn ảnh nhi là ít nói nhất trong bốn người lại thích đơn độc một mình dường như chẳng có ai hiểu được năng lực thật sự của nàng như thế nào nhưng long thiên nhi lại rất tin tưởng vào năng lực làm việc của nàng tử tiêu vương triều nằm ở bên trong hạo châu của thiên cơ thánh thành toàn bộ hạo châu là do tử tiêu vương triều cai quản trên mặt đất hạo châu có hàng trăm hàng nghìn thánh quốc như những con chim đang hướng về phượng hoàng cùng với những ngôi sao bao quanh ấy tử tiêu vương triều là một quốc qua cổ kính nhất và cường thịnh nhất. Sự uy nghiêm của tử tiêu vương triều trên Nam Man Đại Lục khiến cho rất ít người có thể xâm phạm. Trên thực tế, Vân Phượng Cổ Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ hủy diệt. Vân Thành Dực và Vân Tử Vận tốt nhất là nên tìm đến tử tiêu vương triều để xin được giúp đỡ, bởi vì tử tiêu vương triều chính là quốc gia đứng đầu trên vạn quốc ở Nam An Lục Địa. Tất cả thánh quốc đều phải cống nạp cho tử tiêu vương triều, phải phục tùng theo sự giám sát của nợ đây. Đương nhiên, nếu xảy ra khủng hoảng thì tử tư nguyên triều cũng có trách nhiệm bảo vệ. Chỉ có điều liên quan đến tình hình của vân phượng cổ quốc thái độ của tử tiêu vương triều ý vị lại sâu xa không chỉ không thể hiện sự quan tâm và chủ động hỏi thăm mà cho dù vân phượng cổ quốc có phái sứ giả đến tử tiêu thì cũng như đá rơi xuống biển không hề có bất kỳ thông tin nào nó thể hiện rõ ràng rằng tử tiêu vương triều không có ý định nhúng tay vào khủng hoảng của vân phượng cổ quốc vân phượng cổ quốc nghi ngờ huyết tinh quỷ tức tộc đang chờ đợi những thế lực lớn hoặc trước đó cũng đã từng bắt chuyện với tử tiêu vương triều bí mật hứa hẹn những lợi ích gì đó khiến cho tử tiêu vương triều trực tiếp từ bỏ vân phượng cố quốc đó là lý do vì sao đoàn người của vân thành dực lựa chọn đi tới đan minh xin giúp đỡ mà không phải là đi tới tử tiêu vương triều nhiếp thiên đế cung là một trong ba đế cung lớn của tử tiêu hoàng đế nhiếp thiên cũng ở trong đây trên chính điện của nhiếp thiên đế cung là một người trung niên thân hình thon dài trên người mang lòng bảo với năm ngón tay đeo vút vàng ngồi trên vương tọa hùng nhi sao không ở trong cung mà lại chạy lên thiên cự sơn rồi nhiếp thiên đế quân khẽ cao mày hai đầu lông mày toát lên sự uy nghiêm không thể so sánh được, như thể một con rồng thật sự đang chiếm giữ trong đế cung. Hắn nhận được tin tức về đứa con vốn không thích ra khỏi cửa, quả nhiên đã thực sự lèn đến thiên cự sơn mà không hề báo cáo gì với hắn. Lẽ nào là vì họa tâm tiên tử, khi trở thành một người cha, hắn sẽ tự biết con mình thích ai, có thể khiến cho con hắn ra khỏi đế cung sợ là chỉ có mình họa tâm tiên tử mới có thể làm được. Tuy nhiên, trong lòng nhếp thiên đế quân hiểu rất rõ họa tâm tiên tử không phải là một nhân vật đơn giản. Còn hắn căn bản là không thể kiềm chế được, huống hồ hắn vừa mới từ hải tộc trở về, đã thuận lợi kết thông gia với hải tộc, trước khi mọi thứ đều thuận lợi thì con trai của hắn không được để xảy ra bất kỳ trở ngại nào với nữ nhân khác. Mấy người các ngươi lập tức đến Thiên Cự Sơn bảo hộ thái tử trở về đây, ngoài ra, hãy cố gắng đừng để thái tử tiếp xúc với họa tâm tiên tử. Mà thôi đi, tùy vào tình huống vậy, hãy nhớ kỹ, an toàn của thái tử là trên hết." Nhiếp Thiên Đế Quân đang nói nửa lời lại lắc đầu, hắn hiểu rõ tính khí của con trai mình chỉ dựa vào vài thuộc hạ thì không thể ngăn cản nó tiếp xúc với họa tâm tiên tử thuộc hạ tuân lệnh nguyện sống chết để bảo vệ thái tử trở về an toàn bốn tên thuộc hạ thân cận của nhiếp thiên đế quân hành lễ sau đó quanh người rời đi mặc dù chỉ là hộ vệ bên trong nhiếp thiên đế cung nhưng tu vi của bốn người này đều là bán đế cảnh hơn nữa toàn bộ đều phải vượt qua một lần bán đế sinh tử kiếp trong tầng thứ này họ đều đạt được trình độ cao nhất nhiếp thiên đế quân cao mày trầm tư nhìn vào một khoảng không bình thản nói ẩm thương ngươi cũng đi tới thiên cự sơn một chuyến đi ta vẫn luôn cảm thấy họa tâm tiên tử kiến nhất định là có vấn đề nàng tiếp cận hùng nhi chắc chắn là có mục đích hoàng đế nhấp thiên như nói chuyện với không khí nhưng trong không khí lại vọng lại âm thanh được lâu rồi ta cũng không ra ngoài hoạt động hơn nữa lễ hội long quả tổ chức ở núi thiên cự cũng không tệ sau khi phát ra âm thanh rất nhanh liền không tìm ra bóng dáng của hắn chẳng mấy chốc bên trong nhiếp thiên đế cung liền trống rỗng không còn bất kỳ âm thanh nào đột nhiên ngay khi nhiếp thiên đế quân chuẩn bị rời đi trong tích tắc khi hắn vừa mới xoay người một sự lạnh lẽo nổ tung trong hư không trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ nhiếp thiên đế cung là ai tầm mắt của hoàng đế nhiếp thiên biến đổi nhanh một thứ gì đó dũng mãnh vung từ sau tay áo tới ầm 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 kinh thiên động địa một gợn sóng kinh người lan ra xung quanh từ trung tâm của nhiếp thiên đế cung ngay lập tức toàn bộ nhiếp thiên đế cung liền biến thành một đống đỗ nát ánh sáng chói lóa tỏa ra từ trung tâm đống đỗ nát như muốn xé toạt cả bầu trời toàn bộ tử tiêu hoàng cung đều bàng hoàng trước chấn động đột ngột tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía cung nhiếp thiên ba đế cung lớn của tử tiêu hoàng cung đều có sức phòng thủ và nghiêm ngặt rất cao đột nhiên lại bị kẻ khác lén đột nhập vào dùng một sức mạnh bùng lên trong phút chốc và phá hủy nhiếp thiên đế cung ba ngày sau tin tức nhiếp thiên đế cung bị phá hủy đã được lan truyền rộng rãi tại thành thiên cơ thánh và tất cả các đường phố ngõ nhỏ họ truyền nhau rằng có người đã lén đột nhập vào tử tiêu hoàng cung nhưng nhiếp thiên đế chủ lại không phát giác được tình hình và bị đả thương tử tiêu hoàng cung trước nay vẫn luôn là nơi khắc khe nhất trong thiên cơ thánh thành nó còn được gọi là đầm rồng hang hổ thế mà lại có kẻ âm thầm lèn vào trong đế cung và đả thương đế chủ. Cũng trong khoảng thời gian đó, một phần thưởng được ban bố từ cấp cao nhất của tử tiêu vương triều. Nội dung của phần thưởng đó chính là tìm ra người đàn ông bí ẩn mặc áo đen. Khi tin tức vừa được đưa ra khiến toàn bộ hào châu và thiên cơ thánh thành đều sôi sục và đương nhiên bọn họ đều tìm kiếm người bí ẩn mặc áo đen. Thượng nguyên tông, tán sĩ liên minh, thậm chí là hải tộc cũng đã ban bố treo thưởng. Không ngờ rằng tử tiêu vương nguyên, nơi cổ xưa nhất trên Nam Man lục địa và tượng trưng cho hoàng quyền cũng tham gia vào tất cả mọi người đều suy đoán về lai lịch của tên áo đen thậm chí còn hiếu kỳ hơn với những gì ẩn xấu đằng sau trước khi tuyên bố treo thưởng tử tiêu vương triều thượng nguyên tông tán sĩ liên minh cũng đã tạo ra không ít ồn ào năm thế lực hùng mạnh liên kết cùng treo thưởng và dốc hết toàn lực tìm kiếm những ảnh hưởng phát ra của toàn thiên cơ thánh thành không cần suy xét cũng có thể tưởng tượng ra được bảy lục địa của thiên cơ thánh thành bao gồm cả địa trung hải đều bị người lùng dục tận đáy tuy tịch thiên dạ cũng là người trong cuộc nhưng hắn lại an nhiên tu luyện bên trong thính vũ cát hắn đã ngồi trong phòng tu luyện được 10 ngày, từng tia sáng màu xanh thăm thẳm lưu động trên cơ thể hắn toát ra linh tính vô song, hệt như những tinh linh trong biển rộng, vừa hứng ngược sức sống lại vô cùng uyên bác. Đó là tinh hoa của nước, đại diện cho thủy nguyên linh lực thuần chất nhất, vì nhiếp nhân hùng vốn sinh ra trong linh thể của nước, một khi tiềm lực ẩn trong cơ thể được kích phát thì bản chất cũng sẽ tương ứng mà thay đổi theo. Tịch Thiên Dạ bây giờ giống như một giọt nước, một viên năng lượng thủy nguyên bẩm sinh hoàn toàn thuần túy, vù vù một nguồn năng lượng vô thanh vô tức tản ra từ trong cơ thể tịch thiên dạ như thể có thứ gì đó xuyên qua cơ thể toàn bộ phòng tu luyện đều bị bao phủ bởi màu xanh thăm thẳm của ánh nước trong một khoảnh khắc không gian dường như đều biến thành đại dương thân thể tịch thiên dạ hoàn toàn biến mất tại chỗ như hòa làm một thể với đại dương xanh bao quanh không gian trong phòng tu luyện tuy không lớn nhưng thoạt nhìn thì nó sẽ mang đến cho người khác cảm giác vô biên vô tận đại dương mênh mông kia hóa thành một đoàn hơi nước hơi nước không ngừng thay đổi và xoắn lại rồi lại một lần nữa hóa thành hình người thủy chi linh thể của đại thánh cảnh đã bị kích hoạt quả nhiên có không ít chỗ kỳ diệu tịch thiên dạ nhìn cơ thể hoàn toàn hóa thành dòng nước cười nhạt nói thủy linh chi thể biến đổi không ngừng chỉ một suy nghĩ cũng có thể thiên biến vạn hóa và trở nên vô thường trong tu tiên giới nếu có người có thể tu luyện tinh sâu một thủy linh chi thể thì cũng là một loại hồn thể vô cùng khó khăn và khủng khiếp ánh sáng xanh thu lại hơi nước tiêu tán tịch thiên dạ hoàn toàn trở lại với dáng vẻ bình thường khí tức toàn thân đều biến mất đứng ở đó cảm giác như không gian mênh mông sâu rộng Trải qua 10 ngày tu luyện, hắn cuối cùng cũng đã nâng cao tu vi đến đại thánh cảnh. Việc tu thành đại thánh cảnh giúp cho thực lực được nâng cao không ít, chỉ có điều trước đó phải tu thành đạo minh văn thứ sáu của minh hoàng luyện thi thuật. Tịch thiên giả không hề lập tức xuất quan mà tiếp tục bế quan tu luyện. Việc tu luyện minh hoàng luyện thi thuật đạo thứ sáu minh hoàng thi văn rất đơn giản, chỉ cần không ngừng chiếm đoạt tài nguyên là có thể. Tại bữa vạn thánh đại tiệc, hắn đã mua được một lượng lớn tài nguyên, bao gồm bách huyết thánh nguyên đan cùng với một lượng lớn đại thánh tinh huyết mục đích của nó chính là thúc đẩy minh hoàng luyện thi. Những tài nguyên tu luyện trong mắt người khác là vô cùng chân quý nhưng trong mắt tịch thiên dạ chỉ là nơi để tiêu tiền, hắn chiếm đoạt một số lượng lớn, trong một thời gian ngắn mà đã chi tiêu hết số của cải mà một bán đế cả đời chưa hẳn là đã tích lũy được, đổi lại là người khác chỉ sợ phải vô cùng đau khổ. Phương pháp tu luyện bằng cách chiếm đoạt thô bạo lại tự nhiên trở thành đơn giản nhất, chỉ trong thời gian 3 ngày, tịch thiên giả đã tu thành đạo minh văn thứ sáu. cả người hắn như một lò luyện phản ứng mỗi thời khắc đều bùng nổ năng lượng như núi lửa phun trào. Với tu vi của ta bây giờ, đụng đến những tên gọi là bán đế cũng có thể đánh một trận. Tịch thiên dạ hơi nắm tay, hắn cảm nhận được năng lực vô tận trong cơ thể khẽ mỉm cười. Mặc dù không có cách nào so sánh với ngũ hành linh thể của hắn, nhưng trong thời gian ngắn có thể đem cơ thể tàn phế tu luyện đến như vậy cũng đã là rất tốt rồi. Đến ngày thứ 15, tịch thiên dạ cuối cùng cũng đã có thể bước ra khỏi cửa phòng tu luyện. Mười ngày trước hắn đã biết có một người vẫn một mực đợi hắn tại phòng khách của Hoàng Nguyệt Uyển vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy một lão già tóc trắng áo trắng khoanh chân ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nhìn thấy tịch thiên dạ đi ra liền lập tức đứng dậy hành lễ nói nhiếp thái tử ta đáp ứng lời mời mà đến không làm phiền đến người chứ khách khí rồi tại hạ bận tu luyện lại để thượng nhân đợi trong 10 ngày tịch thiên dạ cười nhạt nói người đến không phải ai khác mà chính là vụ sơn thượng nhân người giao vạn năm điệp mẫu tương ở vạn thánh đại tiệc lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói một câu có khả năng giúp vụ sơn thượng nhân một tay độ tin tưởng không cao nhưng không ngờ lão lại đến thật không sao không sao tu luyện là trên hết vụ sơn thượng nhân vội vàng xua tay nếu thượng nhân đã nguyện ý tin tưởng tại hạ vậy xin đi theo ta tịch thiên giả cũng không nhiều lời trực tiếp mời vụ sơn thượng nhân vào bên trong thiền điện vấn đề trên người của vụ sơn thượng nhân thật ra hắn thất rất đơn giản ở nơi sâu trong thức hải của vụ sơn thượng nhân có một cỗ năng lượng kỳ dị chiếm cứ nó ăn mòn năng lượng của vụ sơn thượng nhân hơn nữa còn che phủ lên thiên cảm của lão khiến cho vụ sơn thượng nhân không cách nào dung hòa với đất trời mà nhìn thấy pháp tắc thiên địa Dựa vào năng lực của vụ sơn thượng nhân thì không cách nào xô tan cỗ năng lượng kỳ dị ấy, nhưng đối với tịch thiên dạ thì nó lại vô cùng đơn giản. Sau một nén nhang, tịch thiên dạ từ trong thiên điện đi ra trong tay cầm theo một nhóm ánh sáng màu băng lam, ánh mắt hiện lên một chút suy nghĩ. Năng lượng màu băng lam đó tuy chỉ là một đoàn nhỏ nhưng lại tàn ra một hàn khí kinh thiên động địa, nếu không phải bị tịch thiên dạ ngăn lại, một khi phát tán ra chỉ sợ thính vũ các đều sẽ bị đóng băng trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh dưới đại thánh cảnh đều sẽ chết thảm. Đảo mắt một cái thì đã là 137 năm, người lãi nào vẫn ở trên nam ma đại lục tịch thiên dạ nhìn vào ánh sáng băng lam trên tay tự lầm bầm với chính mình sau đó năm ngón tay của hắn nắm chặt hàn khí băng lam lập tức bị hắn nghiền nát sau đó hóa thành từng sợi năng lượng thuộc tính hàn nhập vào trong cơ thể hắn và bị hắn hấp thu toàn bộ thủy chi linh thể của hắn trùng hợp lại có thể chiếm đoạt được tất cả những năng lượng thuộc tính hàn người khác có thể tránh như thấy hổ nhưng đối với hắn lại là một vật đại bổ hiếm có một canh giờ sau vụ sơn thượng nhân từ trong thiên điện đi ra thấy tịch thiên giả vẫn đang ngồi trong phòng khách lập tức tràn đầy cảm kích tiến lên hành lễ lão hủ tạ ơn cứu giúp của thái tử điện hạ ơn nghĩa tái tạo như vậy lão hủ vĩnh viễn không dám quên vết thương trí mạng một mực khốn nhiễu lão bao năm qua đã được diệt hết vụ sơn thượng nhân làm sao lại không kích động được chứ vốn lão đã tuyệt vọng thọ nguyên đã sắp hết mà vẫn không cách nào được phá đế cảnh thì lão chắc chắn chỉ còn một con đường chết nhưng bây giờ đã khác không có cỗ lực lượng hàn băng quỷ dị kia gây trở ngại nữa chỉ cần cho 10 năm thì lão tuyệt đối có tự tin đột phá thành đế phá kén thành bướm Ngươi nhìn thấy người kia vào lúc nào? Tịch thiên dạ nhàn nhạt, nhạt hỏi, hắn sở dĩ không rời đi cũng là vì muốn hỏi thăm tin tức của người kia năm đó. Vụ sơn thượng nhân nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng, thân tình nghiêm túc, lão tự nhiên hiểu người mà tịch thiên dạ đang hỏi chính là ai. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ nhìn qua tịch thiên dạ muốn nói rồi lại thôi, một vị sắp đột phá thành đế vậy mà lại không dám tùy tiện mở miệng, không sao đâu, nếu người kia muốn giết chết ngươi thì ngươi cũng không sống nổi đến bây giờ đâu. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Chủ nhân của cỗ năng lượng màu băng lam kia chính là Lam Mỹ mà nữ đã hủy đi thiên lan thế giới năm đó, tịch thiên dạ hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Lam Mỹ mà nữ đã ở trên đại lục Nam Man hơn 130 năm thế mà bằng vào năng lực của nàng còn không có thống trị toàn bộ đại lục Nam Man, điều này có chút kỳ quái. Ai? Vụ sơn thượng nhân than nhẹ một tiếng, lão cũng hiểu với khả năng của người kia, nếu như thật sự động sát tâm thì năm đó lão đã chết oan chết ổn rồi, 103 năm trước, đó là khi vừa bắt đầu thời đại đại đế toàn bộ đại lục nam man đều đua nhau tìm kiếm khối vụn tổ thần bia trong truyền thuyết và truyền thừa thượng cổ của thiên lan thế giới lão hủ là một trong những nhị kiếp bán đế của đại lục nam man dĩ nhiên điều cấp thiết nhất lúc ấy chính là mau chóng đột phá đế cảnh bởi vì lão hủ vẫn luôn lẻ loi một mình từ trước đến nay không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân đi tìm những khối vụn tổ thần bia so với những nhị kiếp bán đế có bối cảnh khác dĩ nhiên cực khổ hơn nhiều dưới một cơ duyên xảo hợp Ta biết được một chỗ di tích có liên quan đến thiên lan thế giới bị hủy diệt, chỗ di tích đó có lượng lớn cuối vụn tổ thần bia và thiên lan di bảo. Bạn đang xem thiên đế trùng sinh, độc đoán vạn cổ tại kênh youtube gì các phim. Phụ Sơn Thượng Nhân chậm rãi kể lại kinh lịch năm đó của lão, việc gặp gỡ người trong truyền thuyết kia kỳ thực chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, vận khí thật sự không tốt. Lối vào chỗ di tích cổ xưa kia thật ra cũng là lão hủ được cơ duyên xảo hợp mới phát hiện, sau khi bước vào còn chưa kịp tìm kiếm bảo vật gì thì đã gặp phải nguy cơ sinh tử ở sâu trong ánh mắt của vụ sơn thượng nhân hiện lên sự sợ hãi và kiêng kỵ dù đã cách xa hơn trăm năm mà bây giờ nhớ lại thì trong lòng vẫn không kiềm được mà sợ hãi nguy cơ sinh từ gì cơ tịch thiên dạ hỏi lại thượng cục cự nhân ánh mắt của vụ sơn thượng nhân ngưng trọng có một đám sinh vật to lớn khổng lồ trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ sinh sống trong đó rất tương tự với thượng cục cự nhân hình thù những người khổng lồ đó rất kỳ quái có da màu xanh lục trên thân tràn đầy cục u có ba đầu sáu tay thậm chí có người còn không có đầu trên bụng được khảm nạm một con mắt cự đại. Nhưng đều không ngoại lệ, những người khổng lồ kia đều vô cùng cường đại, bất luận một ai cũng đều là đế cảnh. Phụ sơn thượng nhân theo bản năng siết chặt nắm đấm lại, xâm nhập vào chỗ di tích chứa toàn bộ sinh vật đế cảnh bên trong, có thể hiểu được sự tuyệt vọng lúc đó. Lúc ấy ta cho rằng mình đã xong rồi, bị một đám sinh linh đế cảnh vây quanh, căn bản không còn một đường sống nào hết, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà khi ta đang triệt để tuyệt vọng, một tòa băng hải từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên ngoại lưu tinh rơi thẳng vào tòa di tích đó, đập chết mười thượng cổ cự nhân. Trong mắt của vụ sơn thượng nhân hiện lên vẻ sợ hãi kinh dị, bất kỳ thượng cổ cự nhân nào trong di tích kia cũng đều là đế a. À. Vậy mà bị đập chết mười đầu trong nháy mắt rồi, sự kinh hãi của khung cảnh ấy có thể tưởng tượng được, sau khi tòa băng hải kia xuất hiện, toàn bộ di tích đều bị đóng băng lại trong nháy mắt, tất cả thượng cổ cự nhân đều lâm vào trạng thái cuồng bạo, điên cuồng lao về phía tòa băng hải kia, từng cỗ khí tức đế đạo dung chuyển trời đất, phảng phất có thể hủy diệt cả thiên địa này nhưng mà trong băng hải có một nữ nhân bay ra như là gạt lúa tất cả thượng cổ cự nhân sông lên đều nhao nhao ngã xuống đế huyết dài đầy trời nhuộm đào đại địa lúc ấy là khi thời đại đại đế mới bắt đầu toàn bộ đại lục nam man không có mấy đế giả vậy mà ta lại tận mắt nhìn thấy chàng cảnh rất nhiều đế bị đồ sát ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta khi ấy à ánh mắt vụ sơn thượng nhân phức tạp cho đến nay những hồi ức đó của lão vẫn như một cơn ác mộng nói ra thật xấu hổ lúc trước lão hủ bị dọa đến quay đầu chạy chối chết hoảng loạn chạy bừa căn bản không dám nhìn nhiều cũng may đám thượng cổ cự nhân kia đều bị người đó hấp dẫn không một ai thèm quan tâm đến con kiến hôi như ta cho nên khi đó ta mới có thể manh mắn chạy thoát bất quá khi băng hải rơi xuống từ trên trời cỗ năng lượng hàn băng bắn ra khi xung kích mới mặt đất đánh vào thân thể của ta chỉ thế cũng đã khiến cho ta trọng thương sâu trong thức hải thần hồn cũng bởi vì cỗ hàn khí đó xâm lấn nên bị hao tổn vĩnh viễn không cách nào hồi phục như cũ lúc trước vụ sơn thượng nhân cũng chỉ bị khí tức hàn băng mà tòa băng hải đó từ xa xa tràn vào người thôi mà đã khiến cho cả một đời của lão bị hủy lam mị đã cường đại đến thế sao tịch thiên giả đập ngón tay lên lan can trong mắt có mấy phần trầm tư một trăm năm trước đã có thể đổ sát đế cảnh quy mô lớn tu vi của lam mị hiển nhiên đã rất mạnh thân thể vụ sơn thượng nhân run lên hai chữ lam mị như là ma âm khiến cho sắc mặt của lão bỗng trở nên trắng bệch như không còn giọt máu nào thái tử điện hạ tuyệt đối không thể nói lung tung a à tên của người kia không thể nói không thể nói à biểu lộ của vụ sơn thượng nhân rất là khẩn trương hết nhìn đông đến nhìn tây sợ là có người đang nghe trộm bọn họ nói chuyện từ sau khi chung kết cục thiên lan sự tồn tại của người kia đã không ai không biết không người không hay trên đại lục nam man dù sao thiên lan thế giới cũng bởi vì người này mà bị hủy diệt nhưng không một ai dám nói gì liên quan đến người này tất cả xem như không biết bởi vì nàng là một cấm kỵ là cấm kỵ trong lòng mọi người cũng may hành tung của người kia phiêu miểu không cố định sự chú ý của nữ nhân thần bí kia căn bản không đặt ở trên đại lục Nam Man. Nói chính xác hơn thì nơi làm nàng hứng thú chỉ có những không gian cấm kỵ trên đại lục Nam Man kia thôi, tỉ như cái di tích mà thượng cổ cư nhân sinh hoạt kia chính là một phần của cấm khu. Đại lục Nam Man bọn họ nếu như đặt trong sinh mệnh cấm khu truyền thuyết thì sợ chỉ là một tòa đại lục rất nhỏ, không đáng để ý. Yên tâm đi, ở chỗ này sẽ không ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, ta đã không còn gì muốn hỏi, thượng nhân xin cứ tự nhiên. Tịch thiên dạ mỉm cười, không tiếp tục hỏi thăm gì nữa không lâu sau khi vụ sơn thượng nhân cáo từ rời đi chu bách hà liền đi vào phòng khách tuy hắn và tịch thiên dạ ở trong cùng hoàng nguyệt uyển nhưng trong lúc tịch thiên dạ bế quan hắn cũng không đến quấy dày nhiếp huynh cuối cùng ngươi cũng xuất quan nếu không ta chỉ sợ ngươi sẽ bỏ lỡ long quả thỉnh hội đương nhiên tin tức vụ sơn thượng nhân đến hoàng nguyệt uyển hắn cũng biết chu huynh tìm ta có việc gì tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn nhận ra rằng chu bách hà tự đến tìm mình chắc chắn không đơn giản như bên ngoài của nó sau khi ngươi bế quan không lâu có một người thần bí đưa đến một mật thư mã hóa, yêu cầu ngươi tự tay mở ra, ta thấy ngươi bế quan không ra nên không đi quấy rầy ngươi nên thay ngươi nhận lấy. Chu Bách Hà vừa nói vừa đi lên đưa cho tịch thiên dạ một viên năng lượng tinh thạch đặc biệt. Thư kiện trên Nam Man Đại Lục được gửi đến không phải toàn bộ đều là thư bằng giấy, một vài lá thư đặc biệt sẽ tồn tại trong một vài bảo thạch đặc biệt, đi qua nhiều lớp mã hóa và tính bảo mật tương đối cao. Mã hóa thư tín, có chút cổ quái trong mắt tịch thiên dạ, là ai đã gửi cho hắn mã hóa thư chứ? Hắn liếc Chu Bách Hà, Bảo thạch đặc biệt không hề bị động qua tay chân rồi phóng ra một tia thần niệm thăm dò vào bên trong bảo thạch đặc biệt, mã hóa thư tín chỉ có thể tra xem một lần, một khi tra xem hoàn tất thì thư tín liền tự hủy, tùy thuộc vào từng thần niệm khác nhau mà đôi lúc chỉ có một người cố định mới có thể tra xem, tính bảo mật khá cao. Rất nhanh, thần niệm của Tịch Thiên Dạ liền vùi vào bên trong mã hóa bảo thạch, một hình ảnh hiện ra trước mặt hắn. Bên trong của một tòa cung điện u ám, một người áo đen đang khoanh chân ngồi, khuôn mặt của hắn mơ hồ, không thể nhìn rõ tướng mạo mái tóc dài màu đỏ kéo dài trên mặt đất sự lạnh lẽo bên trong lộ ra vài phần yêu dị nghe nói ngươi cần huyền thiên ly hỏa châu trùng hợp là ta lại có nếu ngươi muốn có được hãy đến không hồn sơn hãy nhớ kỹ ta không hy vọng sẽ có những người khác đi theo chỉ gặp một mình ngươi thân phận của ta ngươi cũng đã biết nếu có người thứ hai xuất hiện thì ta sẽ lập tức rời đi và ngươi vĩnh viễn đừng mong sẽ đoạt được huyền thiên ly hỏa châu sau khi người áo đen trong bức họa nói xong thì liền biến mất một viên viên châu tỏa ra lấp lánh kim quang xuất hiện ở vị trí mà người áo đen vừa ngồi bên trong kim quang viên châu đó dường như che giấu một tòa biển lửa tỏa ra hỏa diễm tinh khí xung động lòng người huyền thiên ly hỏa châu còn người tịch thiên dạ co rụt lại hắn nhận ra viên chân châu trong bức họa hắn cần có ngũ hành linh tài bên trong hiệu quả của huyền thiên ly hỏa châu là tốt nhất bởi vì huyền thiên ly hỏa châu chính là tiên thiên linh tài đều là những thứ hiếm thấy ở tu tiên giới các tu sĩ cấp thấp căn bản là không có khả năng đoạt được dù sao tiên thiên tài liệu có thể so sánh với tiên liệu tu sĩ đại thừa khi đạt được sẽ xem như chân bào trên nam man đại lục có thể xuất hiện vật này khiến cho hắn không thể ngồi tới thật thú vị tịch thiên giả hơi nhau mắt sự xuất hiện của mã hóa thư tín có chút đột ngột tên áo đen bạch cốt giáo kia từ đâu mà hắn lại biết được hắn cần huyền thiên ly hòa châu mặc dù tên kia không hề giới thiệu ra môn nhưng theo trang phục và những thứ trên người hắn có thể đoán được rằng hắn là tu sĩ thuộc bạch cốt giáo bạch cốt giáo là một trong tam đại cổ giáo của hắc ám thế giới thế lực và nội tình thâm hậu hơn so với một vài nhị lưu tông môn trong thiên cơ thánh thành tam đại cổ giáo cùng nhau hợp lực tạo thành liên minh hắc ám từng là đại siêu nhiên tựa như thế lực thứ sáu của thiên cơ thánh thành sở dĩ nói đã từng là vì từ sau ngày thiên lan chung kết hắc ám thế giới hoàn toàn chống lại nam man đại lục nhập vào hoài bão của thâm uyên ma tộc trở thành chó săn của thâm uyên ma tộc đó cũng là lý do vì sao bên trong thiên cơ thánh thành rất ít nhìn thấy tu sĩ của hắc ám thế giới và chúng một khi xuất hiện thì cơ bản đều bị đánh đuổi nhiếp huynh là ai đã đưa cho ngươi mã hóa thư chu bách hà tò mò hỏi hắn không nhìn qua nội dung thư tín nếu không nhấp nhân hùng cũng không thể nhìn ra sơ hở chỉ là một chút chuyện riêng thôi ta cần phải ra ngoài vài ngày long quả thịnh hội trước mắt có thể không kịp trở về chu huynh xin cứ tự nhiên nói xong tịch thiên dạ hóa thành luồng sáng và biến mất trong phòng khách huyền thiên ly hỏa châu toàn bộ thái hoang thế giới chưa chắc đã có được vài viên đột nhiên lại xuất hiện hắn nhất định phải làm mọi cách để đạt được chu bách hà nhìn theo bóng lưng tịch thiên dạ trong mắt đầy sự ưu tư không hồn sơn cách thiên cự sơn cũng không hẳn là quá xa nhưng cùng với tiếng tam lừng lẫy vang xa của thiên cự sơn khác với thánh địa thu luyện trong suy nghĩ của nhiều tu sĩ không hồn sơn là một hung địa từ thời kỳ thượng cổ đã không có ai dám bước vào nghe nói trong nơi sâu của không hồn sơn có một chiến trường cổ ngay cả những đế giả đi sâu vào cũng có thể rơi vào nguy hiểm ba ngày sau một luồng ánh sáng xanh thảm vụt qua bầu trời và xuất hiện trong khu vực không hồn sơn trong luồng ánh sáng màu xanh có một thanh niên mặc y phục trắng tỏa ra khí tức như sương khói toàn bộ thủy chi tinh khí đều không ngừng tập trung về phía hắn kết cấu không gian của không hồn sơn quả nhiên cổ quái tịch thiên dạ đứng trên một ngọn núi thấp ánh mắt nhìn vào nơi sâu của không hồn sơn không hồn sơn không thể nào so sánh được với thiên cư sơn thậm chí có thể nói chỉ là một ngọn núi bình thường nhưng khi đã là thượng cổ hung địa thì đương nhiên nó sẽ không đơn giản như bên ngoài một khi bước vào thiên địa sẽ khác với bên ngoài nơi gọi là giới tử dấu tu di một hạt bụi bên trong cũng có thể ẩn giấu một thế giới vô tận tịch thiên giả không hề do dự một bước liền đi vào bên trong phạm vi của không hồn sơn không gian bên trong thay đổi nhanh chóng màu sắc giữa thiên địa cũng có sự biến hóa cuối cùng hắn xuất hiện tại một nơi không có mây không có mặt trời không có ngôi sao chỉ có mênh mông một màu đỏ sậm bên trong cổ sơn thời gian ra gia hẹn với tên bạch cốt giáo thần bí kia vẫn còn bốn ngày tịch thiên dạ cũng không vội vàng hắn tìm một vách núi ẩn nấp rồi khoanh chân ngồi xuống bên trong không hồn sơn quỷ dị khó lường tồn tại rất nhiều huyết ma thú hơn nữa tứ phía đều là hiểm nguy vì thế Tịch Thiên Dạ cũng không muốn đi lại khắp nơi. Ngày đầu tiên vô cùng tĩnh lặng, không hề phát sinh ra biến cố gì bất thường. Ngày thứ hai, một huyết đại thú của đại thánh cấp đã phát hiện ra Tịch Thiên Dạ nhưng đã bị hắn đánh giết. Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn yên tĩnh như trước cho đến thời gian gần buổi trưa, một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên. Ngươi quả nhiên là đáng tin cậy, lại dám đến đây một mình. Một bóng người đi ra từ trong huyết vụ của Không Hồn Sơn, trong vài bước liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, người vừa đến mặc áo choàng đen trên vai thêu lên một đầu lâu đỏ như máu toát ra tia khí tức hắc ám quỷ dị đúng là tên thần bí áo đen bên trong mã hóa thư tín huyền thiên ly hỏa châu đã mang đến chứ nếu không người sẽ chết rất thê thảm tịch thiên dạ thản nhiên nói tên áo đen kia đã hao tổn tâm cơ để lừa hắn đến đây thì chắc chắn là có mục đích nhưng cho dù là mục đích gì hắn đều không để tâm hắn chỉ cần huyền thiên ly hỏa châu nhiếp nhân hùng ngươi quả nhiên là dám đến đây một mình trong mắt tên áo đen có vài phần ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ đưa cho nhiếp nhân hùng mã hóa thư cũng chỉ là muốn thử mặc thôi hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng nhiếp nhân hùng sẽ không tới dù sao nhiếp nhân hùng cũng là thân phận cao quý sao lại có thể mạo hiểm tới đây có gì mà không dám chứ tịch thiên dạ thản nhiên nói thực ra tên áo đen vẫn ở bên trong không hồn sơn nhưng nhìn thấy tịch thiên dạ xuất hiện hắn lại cố ý để ba ngày sau mới hiện thân mục đích thật sự chính là sợ tịch thiên dạ có mang theo người khác đến dù sao cũng là thái tử của tử tiêu vương triều nếu muốn gọi thêm vài cao thủ cùng đi thật sự là quá đơn giản Thời gian và không gian ở Không Hồn Sơn rất đặc biệt, những vị trí bên trong mỗi thời khắc đều đang thay đổi, chỉ cần đơn độc ở Không Hồn Sơn đợi mấy ngày, vị trí đã phát sinh ra sự chênh lệch kinh người, dù cho có người đang bảo vệ nhất nhân hùng trong bóng tối thì bây giờ có lẽ cũng không tìm ra được vị trí của hắn. Đó cũng là lý do vì sao tên áo đen lựa chọn gặp mặt tại Không Hồn Sơn. "Sao ngươi biết ta cần Huyền Thiên Ly Hỏa Châu?" Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, rất ít người biết đến việc hắn cần ngũ hành hình tài. Tên áo đen nghe vậy cười không ngừng nhưng lại không nói gì chỉ nhìn tịch thiên dạ với ánh mắt cổ quái tịch thiên dạ nhìn hắn thản nhiên nói ta chỉ muốn biết huyền thiên ly hỏa châu có đang trên người ngươi không nó trên người ta nhưng thật đáng tiếc người lại chưa có lệnh để cầm đi hơn nữa bảo vật trên người ngươi cùng với vạn năm địa mẫu tương cũng là thuộc về ta tên áo đen cười nói với vẻ kỳ bí huyền thiên ly hỏa châu bên trong mã hóa thư đương nhiên là thật nếu có là giả thì làm sao lừa được tử tiêu vương triều nhiếp thái tử ta với ngươi không oán không thù vì sao ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn giết ta tịch thiên dạ cười nói dám lấy huyền thiên ly hỏa châu ra lừa hắn là cái giá không phải nhỏ có thể thấy rõ quyết tâm muốn giết hắn là vô cùng lớn ta với ngươi đương nhiên không oán không thù nhưng chỉ trách ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội có người muốn ngươi chết đi trong mắt tên áo đen tịch thiên dạ là một người chết nên cũng không kiên nề gì người đứng đằng sau chắc hẳn là dương thiên khuyết rồi tịch thiên dạ thản nhiên nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử tên áo đen nhưng biểu hiện của tên áo đen lại khiến hắn thất vọng đồng tử bên trong không hề thay đổi cảm xúc chẳng lẽ không phải là dương thiên khuyết theo như hắn thấy bày ra bố cục này dẫn dụ hắn đến và muốn giết hắn chỉ có dương thiên quyết mới có tất cả những điều kiện phù hợp dù sao huyền thiên ly hòa châu không phải ai cũng có thể cầm được thượng nguyên tông trùng hợp lại có một viên hơn nữa cũng chỉ có dương thiên quyết mới biết được hắn cần huyền thiên ly hòa châu những người khác chỉ sợ là không hề hay biết đừng suy đoán một tên sắp chết thì hà tất gì cần biết nhiều như vậy tên áo đen vung tay một cổ lực kinh người bộc phát ra từ người hắn uy lực thuộc tầng bán đế trong chớp mắt đã lan ra bao phủ cả trăm dặm từng tia đế đạo pháp tác hiện ra trong hư không phong tỏa toàn bộ đất trời rõ ràng tên áo đen là một bán đế trước mặt bán đế thì những thánh nhân bình thường căn bản là không có sức chống cự chết đi tên áo đen điểm một chỉ những ngón tay đen dài hàng trăm trượng từ trên trời giáng xuống hung hăng vụt đến tịch thiên dạ toàn bộ thiên địa nguyên khí thế giới đều bị tên áo đen cướp đoạt hội tụ vào bên trong nhất chỉ kia đối với những tu sĩ khác vốn dĩ là không thể mượn được bất kỳ lực và nguyên khí thiên địa bán đế tồn tại liền bá đạo như vậy thánh nhân ở trước mặt bán đế vốn không thể phát huy được sức lực nào chỉ có thể chờ chết phanh tịch thiên dạ bị cự chỉ đánh đánh chúng. một nửa bên thân thể lập tức vỡ vụn hóa thành một màn xương máu cơ thể dập nát bay ra phía sau đập vào trên một vách núi cứng chắc màu đào máu ầm 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 đất rung núi truyền đá không ngừng lan xuống Sơn thạch của không hồn sơn khác đặc biệt bị tịch thiên dạ đập vào nhưng lại không hề bị vỡ nứt chúng so với thánh trận bảo vệ sơn nhạc đều kiên cố hơn ồ vẫn chưa chết sao trong mắt tên áo đen lóe lên sự kinh ngạc hắn chính là bán đế giết một tên thánh nhân cũng giống như bóp chết một con kiến cho dù có là đại thánh cũng không thể ngăn được nhất chỉ của hắn người dám giết ta ta chính là thái tử của tử tiêu vương triều tịch thiên dạ lạnh lùng nói máu tươi nhộm đỏ cả vạt áo của hắn một nửa thân thể biến mất trong một thời gian ngắn thì không thể nào chữa lành bởi vì trên miệng vết thương bao phủ bởi từng tầng lực đế đạo pháp tắc làm ngăn cản bản thân thánh thể khôi phục một thánh nhân trước mặt bán đế căn bản là không có cơ hội để ngưng tụ thánh thể. Tử tiêu vương triều thái tử lại thế nào rồi? Ha ha, cho dù có là tử tiêu đế chủ rơi vào tay, ta cũng sẽ giết không tha. Tên áo đen cười lớn, trong mắt tràn đầy sự tùy ý. Những kẻ khác không dám giết tử tiêu vương triều thái tử, nhưng hắn dám, bởi vì hắn là thành viên của hắc ám thế giới, ngay từ đầu đã cùng với thiên cơ thánh thành đi nước với lửa. Nếu thả cho ta một con đường sống, người kia cho ngươi những gì, ta sẽ cho người gấp đôi. Tịch thiên dạ nói, tên áo đen nghe vậy hơi sững người, trong ánh mắt thật sự có chút ý động dù sao nhiếp nhân hùng cũng là tử tiêu vương triều thái tử những đồ vật có để đem ra đương nhiên sẽ không ít nhiếp nhân hùng ta cũng là một người có nguyên tắc sao lại có thể bị ngươi thu mua ngươi sẽ phải chết có điều tên áo đen chỉ do dự trong một lúc ánh mắt của hắn liền khôi phục sự minh bạch cứng ép cho bản thân cắt đứt lòng tham loại người giống nhiếp nhân hùng một khi đắc tội thì ngàn vạn lần không thể thả đi nhất định phải trừ khử hắn nếu không sẽ đem lại hậu quả khôn lường trong ánh mắt của tên áo đen lóe lên một tê sát cơ lại một lần nữa điểm chỉ một năng lực bán đế kinh khủng vụt xuyên qua trời cao hùng mãnh va vào người tịch thiên dạ máu thịt tung tóe chỉ còn lại một cái đầu lâu lơ lửng trên không trung trung thê thảm đến cực điểm hơn nữa sức mạnh áp chế của đế đạo kiềm áp lại thánh đạo pháp tắc thánh thể không cách nào có thể tái sinh sinh mệnh tinh khí mỗi thời mỗi khác đều đang chưa qua điên cuồng không thể nào ngưng thành một thể hừm người giết chết ta cũng không có được lợi ích gì vạn năm địa mẫu tương ta vốn không mang theo trên người tất cả những bảo vật đều được ta đặt trong thính vũ các tịch thiên dạ lạnh lùng nói chỉ còn lại cái đầu của hắn trong đêm tối âm u khủng khiếp cái gì tên áo đen nghe vậy mặt hơi biến sắc giết nhiếp nhân hùng thứ đáng coi trọng nhất chính là những bảo vật trên người hắn cùng với vạn nam địa mẫu tương là thứ đáng mong nhất dù sao hắn cũng là tu sĩ bán đế một phần vạn nam địa mẫu tương đối với bán đế mà nói chính là bảo vật vô giá đại diện cho bước ngoặc cuối cùng để trở thành đế ngươi cho rằng ta đơn độc đến nơi nguy hiểm này sẽ mang theo những bảo vật trên người hay sao tịch thiên dạ cười lạnh sắc mặt tên áo đen dần dần trở nên khó coi hắn cảm thấy tịch thiên dạ nói có lý dù có gạt được tịch thiên dạ đến không hồn sơn hay không hắn cũng không hề tự tin chỉ là thử mặc thôi nếu đổi lại là hắn việc đến không hồn sơn nguy hiểm khó lường thì hắn cũng không thể mang hết tất cả bảo vật trên người ta dám một mình tới đây thì trong lòng đã có suy nghĩ thứ người muốn là vạn nam điện mẫu tương mà thứ ta cần là huyền thiên ly hòa châu nếu người giết ta thì vĩnh viễn đừng mong đạt được vạn nam điện mẫu tương tịch thiên dạ thờ ơ nói trong lòng tên áo đen có chút khó chịu sắc mặt trở nên khó coi giống như bị trộm mất con vịt đã đun chín giữa chúng ta có thể thương lượng một chút ngươi giao huyền thiên ly hỏa châu cho ta ta sẽ giao cho ngươi vạn năm điệp mẫu tương thế nào tịch thiên dạ nói tiếp tên áo đen hừ lạnh một tiếng tiểu tử ngươi cho ta là kẻ ngu sao sự tình đã đến bước này còn có thể giao dịch công bằng sao hắn đã hoàn toàn đắc tội với nhiếp thái tử không còn đường nuôi vậy ngươi tha ta một mạng ta sẽ tặng vạn năm điệp mẫu tương cho ngươi thế nào tịch thiên dạ nói Tên áo đen nghe vậy im lặng không nói, rõ ràng hắn cũng đang do dự, hơn nữa ta bảo đảm sau này sẽ không truy cứu việc này nữa. Tịch thiên dạ tranh thủ thời cơ, tên áo đen cười lạnh, Người cho rằng ta tin những lời ma quỷ của ngươi sao, nếu như không thể làm ta hài lòng thì đừng mong sống sót rời khỏi đây. Tịch thiên dạ nghe vậy cười thầm trong lòng, nhanh như vậy mà hắn đã không kiên trì rồi sao. Lời của tên áo đen rõ ràng ám chỉ vẫn có thể thương lượng, nhưng lợi ích đó phải làm cho hắn hài lòng. Quả nhiên người của hắc ám thế giới căn bản là không đáng tin tất cả mọi nguyên tắc đều là vô dụng tịch thiên dạ giả dạ vờ lưỡng lự suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng như vậy đi ngươi cho ta một đường sống ta sẽ giao cho ngươi những món đồ tốt của ta chẳng hạn vạn năm địa mẫu tương hoặc là một vũ khí của bảo vật cấp đế đạo thậm chí ta có thể cho ngươi khối vụn của tổ thần bia cùng với một vài thượng cổ thành đế bí thuật của thiên lan thế giới cái gì thân thể tên áo đen run lên hai mắt mở to hắn không ngờ nhếp nhân hùng lại mở miệng nói ra những điều kiện kinh người như thế người có khối vụn của tổ thần bia tên áo đen vội vàng nói thứ chân quý nhất trên toàn bộ nam man đại lục chính là khối vụn của tổ thần bia vì nó đại diện cho ngưỡng cửa để thành đế không có nó căn bản là không thể thành đế một vài lão tổ của tông môn không có khối vụn của tổ thần bia nhưng vì thành đế họ phải đi tới những tông môn khác mượn tạm và phải trả giá gần như là tán ra bại sản nhấp ra bọn ta thu thập mãnh vụn của tổ thần bia không chỉ là một khối tịch thiên dạ thản nhiên nói những lời khác hắn có thể không tin nhưng hắn sẽ tin lời của hoàng kim quý tộc ở thiên cơ thánh thành nói lấy thân phận bối cảnh của nhiếp nhân hùng nói không chừng thật sự có khả năng có được một khối có mãnh vụn tổ thần bia có thiên lan thế giới thượng cổ thành đế bí pháp có đế đạo bảo vật lĩnh hội hộ thân tương lai trở thành đế ra chân chính chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ngươi lại còn e sợ chuyện ta báo thù sao tịch thiên dạ lại thản nhiên thân thể tên áo đen khẽ run lên khí huyết dâng cao hắn thật sự động tâm rồi thành đế vẫn là mộng tưởng của hầu hết tu sĩ những đồ vật mà nhiếp nhân hùng nói tới vừa đúng lại có thể bảo hộ hắn thành đế bằng thiên phú của hắn lại cho hắn đủ tài nguyên hắn nhất định có thể bước vào vô thượng đế cảnh đến lúc đó là quân lâm thiên hạ thì hắn còn sợ ai nữa chứ ta làm sao có thể tin tưởng ngươi tên áo đen hô hấp dồn dập nói sống chết của ta đều nằm trong tay ngươi ngươi lại sợ gì chứ khẳng định ta sẽ không dám dở trò nếu không ngươi có thể giết ta tùy ý tịch thiên dạ nói tên áo đen nghe vậy cắn răng nói được ta sẽ tin ngươi một lần tịch thiên dạ nghe vậy mỉm cười hấp dẫn chỉ cần đủ lớn liền có thể khiến cho người ta phát dồ mạo hiểm một chút thì đã là gì có điều ta đã đưa ra cái giá quá lớn suýt nữa thì mất đi tính mạng người đứng đằng sau muốn sát hại ta là ai nói cho ta biết thì cũng không có gì là quá tịch thiên dạ xoay chuyển góc độ thản nhiên nói tên áo đen nghe vậy cười khặc một tiếng tầm mắt chuyển về một góc phía sau âm u cười nói một con kiến lố bịch nói cho người biết thì đã làm sao thậm chí ta có thể giúp mình giết hắn đã quyết định phản bội chủ nhân tên áo đen đương nhiên không thể thả hồ về rừng dù sao việc phản bội cũng không phải là điều danh tiếng gì, bối cảnh của tên đó lại không hề đơn giản, không diệt trừ sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vừa dứt lời, tên áo đen đột nhiên cầm lấy đầu tịch thiên dạ trong tay, sau đó bay về hướng phía sau. Tốc độ của bán đế tồn tại quả nhiên kinh người, từng tầng xương máu bị tốc độ cao xuyên qua, vốn đã bị xương máu che phủ không thể nhìn thấy những khu vực trong tầm nhìn. Chỉ nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một điểm đen nhỏ đang điên cuồng chạy trốn, tên áo đen cười lạnh, nham hiểm nói, trốn, trốn ở đâu chứ? Tịch Thiên Dạ nhắm mắt lại, hắn bị tên áo đen nắm trong tay cũng không thể nhìn thấy điểm đen phía sau màn sương máu, thì ra là hắn. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên tia ngạc nhiên, Càn Thâm Dịch, là Càn Sương Tông thiếu tông chủ Càn Thâm Dịch. Tịch Thiên Dạ đã đoán qua rất nhiều người nhưng lại không thể đoán ra Càn Thâm Dịch, sự ở năng lực của Càn Thâm Dịch thì không thể cầm nổi Huyền Thiên Ly Hỏa Châu, Càn Thâm Dịch lại càng không biết hắn cần vật này. Vô, Càn Thâm Dịch là viên mãn thánh cảnh tu sĩ, làm sao có thể chạy qua nổi bán đế tu sĩ? Trong chốc lát, càn thâm dịch đã bị tên áo đen đuổi kịp bịch một tiếng đã bị bàn tay tên áo đen đâm xuống đất phản bội ngươi là tên tiểu nhân phản bội càn thâm dịch cầm thét hoảng sợ lan lộn trên mặt đất hắn đã trốn đằng sau màn xương máu cuộc nói chuyện của tên áo đen và tịch thiên dạ hắn đều nghe thấy hắn vốn muốn tận mắt nhìn thấy nhấp nhân hùng bị giết chết nhưng không ngờ rằng cuối cùng bản thân hắn cũng không thể đặt ngoài chuyện này tên tiểu nhân bội bạc sau này còn ai dám tìm ngươi để hợp tác càn thâm dịch sắc mặt trắng bệch sợ hãi và hoảng loạn chưa từng thấy bạn đang xem Thiên Đế Trùng Sinh, độc đoán vạn cổ tại kênh YouTube gì các phim. Việc mưu sát Tử Tiêu Vương triều nhếp thái tử gây kinh ngạc như vậy đương nhiên là không thể để người khác biết được, vì vậy bên cạnh hắn cũng không có tùy tùng, trước mặt một bán đế căn bản là không thể nào chống cự được. Ngu xuẩn, tại sao phải giữ tín, đợi lão tử thành đế rồi, ta sẽ trở thành trí cao vô thượng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tên áo đen cười lớn, như cả thế giới đều nằm trong tay hắn. Càn thâm dịch, ngươi thật sự là trăm phương ngàn kế muốn giết ta, có điều ta thật sự tò mò huyền thiên ly hỏa châu ngươi từ đâu mà có được tịch thiên dạ cười như không cười nhìn càn thâm dịch chỉ còn một cái đầu lại bị tên áo đen cầm trong tay điều này có chút cổ quái Nhếp nhân hùng người sẽ chết không tử tế trong mắt càn thâm dịch tràn đầy oán hận ban đầu ở cổng thính vũ các Nhiếp nhân hùng đã làm hắn nhục nhã hắn vĩnh viễn sẽ không quên mối hận này tịch thiên dạ lắc đầu cười nhạt nói người sắp chết đến nơi chẳng lẽ còn không rõ sao ánh mắt tên áo đen hoang dã chộp lấy cản thâm dịch như vồ một con gà nhỏ sát khí toát ra và đương nhiên là không thể để hắn sống sót Càn thâm dịch toàn thân run rẩy sợ hãi trương tiền bối tha mạng tha cho vãn bối một lần những thứ nhiếp nhân hùng cho người ta cũng có thể ta sẽ cho ngươi nhiều hơn đi chết đi tên đần độn ngươi không xứng để so sánh với nhiếp thái tử tên áo đen cười khẩy giữa nhiếp nhân hùng với cản thâm dịch hắn nhất định sẽ lựa chọn nhiếp nhân hùng vì thân phận của hai người vốn không cùng cấp bậc có hoàng kim quý tộc nhất thái tử ở đây thì càn thâm dịch mà cũng đào thu mua hắn sao tên áo đen nắm lấy bàn tay càn thâm dịch một sức mạnh bán đế kinh người hung mãnh phóng vào người càn thâm dịch đừng nói càn thâm dịch chỉ là một thánh cảnh tu sĩ cho dù lại đại thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ bị hôi phi yên diệt không càn thâm dịch hoảng sợ cực điểm hắn chưa bao giờ thấy cái chết cận kề như thế ầm uhm, trước sức mạnh của bán đế cơ thể càn thâm dịch trực tiếp hóa thành một màn xương máu chỉ còn một nửa bên thân thể ồ vẫn chưa chết sao tên áo đen hơi ngạc nhiên sau khi hóa thành màn xương máu càn thâm dịch không hề tiêu tán ngược lại còn có thể ngưng tụ lại thành hình nhân thánh thể đoàn tụ dưới lực lượng đế đạo trước mặt mà hắn vẫn có thể đoàn tụ thánh thể lại như cụ sao càn thâm dịch khôi phục như ban đầu chỉ là sắc mặt trắng bệch một chút nhưng sinh mệnh tinh khí vẫn không hao tổn bao nhiêu y vật bên ngoài cơ thể hắn đã hóa thành bột mịn chỉ còn một nội giáp ánh kim lập loài mặc trên người nội giáp ánh kim lại khá phi thường bên trên có từng đạo đế khí vô cùng tinh thuần nó không phải là đế khí của bán đế mà là đế giả đế khí tinh thuần vô cùng mỗi một đạo đế khí đều giống như dòng cuốn hổ trồm ở nội giáp khí thế vô cùng kinh người đế đạo bảo vật bảo bối tốt trong mắt tên áo đen đầy vẻ vui mừng trên người càn thâm dịch quả nhiên mặc một hộ giáp cấp bậc đế đạo bảo vật khiến hắn vô cùng kinh hỉ đế đạo bảo vật rất nhiều đế giả có thể chỉ có một vô thượng bảo vật thế mà nó lại sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn tên áo đen cảm giác bản thân thật sự muốn lật ngược tình thế ha ha không thẹn là con trai của vợ chồng tông chủ càn xương tông bọn họ quả nhiên sùng ái ngươi đã vậy thì đế đạo hộ giáp này ta sẽ thu nhận tên áo đen cười như điên vui vẻ đến cực điểm ầm 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 tên áo đen điên cuồng công kích càn thâm dịch từng cổ lực lượng bán đế không ngừng bắn phá ra càn thâm dịch dù có đế đạo hộ giáp bảo hộ nhưng ở trước lực lượng bán đế điên cuồng cũng phải hét lên thảm thiết không ngừng hóa thành xương máu rồi lại không ngừng tụ thể trên người càn thâm dịch có đế đạo hộ giáp nên sinh cơ trong cơ thể đã bị đế đạo hộ giáp khóa lại cho dù có bị nhiều lần vỡ vụn cũng có thể tụ lại. Nếu đổi lại là những thánh nhân khác, trước bán đế đáng sợ như vậy đã lập tức chết không toàn mạng. Có điều, dù là đế đạo hộ giáp cường đại đến đâu thì cũng chỉ là một tử vật mà thôi, không thể cứ bảo vệ càn thâm dịch mãi. Nếu không ngừng tiếp tục công kích thì sinh cơ của càn thâm dịch cũng sẽ dần dần tiêu hao hết và hoàn toàn chết. Đương nhiên những bán đế bình thường nếu muốn giết càn thâm dịch, sợ là phải cần đến 10 ngày nửa tháng mới có thể mà chết hắn. Tên áo đen cũng phát giác ra sự biến thái của đế đạo hộ giáp sắc mặt có chút trở nên khó coi hà ha, ha người không thể giết được ta người làm gì được ta tóc tai cản thâm dịch bù xù cười như điên nói mặc dù liên tục bị oanh thành xương máu nhưng sinh cơ trong cơ thể hắn lại tổn thất không nhiều khiến hắn cũng yên tâm hơn dựa vào đế đạo hộ giáp hắn có thể kiên trì trong một thời gian dài trường giáp công kim hoàng đế giáp một khi bị tấn công liên tục thì phụ mẫu của ta liền có thể cảm nhận được ngay lập tức sẽ đến cứu ta người hãy chờ chết đi ta cũng không ngại nói với ngươi người phân phó ta làm điều này chính là thượng nguyên tông chân truyền dương thiên quyết ngươi dám làm hỏng kế hoạch của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi biết mình sẽ không chết càn thâm dịch to gan hơn không ít ánh mắt đầy vẻ hung ác sắc mặt tên áo đen vô cùng khó coi từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với đế đạo bảo vật đế đạo hộ giáp này đã vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn trong thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể giết chết cho dù thời gian vàn không gian không ngừng biến ảo ở bên trong không hồn sơn nhưng cũng có thể bị phụ mẫu của càn thâm dịch tìm được vô thượng đế giả thần thông khó lường không ai biết được chúng có năng lực khủng khiếp như thế nào Mười ngày nửa tháng, hắn căn bản là không thể trụ nổi. Hơn nữa người chủ mưu sát hại nhiếp thái tử không phải càn thâm dịch mà lại liên quan đến dương thiên khuyết thì càng đáng sợ hơn. Trong mắt tên áo đen lóe lên một sự kiên kỵ. Dương thiên khuyết không chỉ là thượng nguyên tông chân truyền mà còn là một tên cường giả tuyệt thế có cơ hội leo lên thiếu đế bảng. So với hắn chỉ có mạnh hơn. Nếu dương thiên khuyết muốn giết nhiếp nhân hùng, vì sao lại không tự động thủ? Trong lòng tên áo đen cảm thấy bất ổn, sự tình bên trong càng phức tạp hơn tưởng tượng của hắn. Phế vật một tên càn thâm dịch cũng không thể giết chết. trong lúc tên áo đen phát giác được sự bất ổn, một âm thanh nhàn nhạt, nhạt bỗng vang lên. tên áo đen nghe vậy hơi sững người, có chút nghi ngờ nhìn vào đồ người trong tay mình. một kẻ đến sinh mạng còn nằm trong tay hắn mà lại dám mắng hắn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, từng hoa văn u ám quỷ dị lan ra từ cơ thể hắn. sau đó thân thể của hắn khôi phục một cách nhanh chóng, cơ hồ trong chốc lát đã khôi phục như ban đầu, hoàn chỉnh đứng trên mặt đất. chỉ thấy toàn thân Tịch Thiên Dạ hơi rung lên, liền đánh bay tên áo đen đơn giản như hất một con ruồi. Cái gì? Tên áo đen như không tin được vào mắt mình, trên cơ thể nhếp nhân hùng phát ra một cỗ lực lớn khiến cho hắn cũng một loại ảo giác không thể chống cự. Càn Thiên Dịch cũng ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, tình huống gì vậy chứ? Hắn không phải đang bị tên áo đen khống chế sao? Thì ra kẻ đứng đằng sau là Dương Thiên Quyết, đáng tiếc lại không dẫn dụ hắn ra đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nhìn Càn Thâm Dịch, sắc mặt không có chút thay đổi. Từ lúc nhìn thấy Càn Thiên Dịch, hắn liền biết tên này không phải là kẻ chủ mưu, cao nhất cũng chỉ là một tiểu lâu la đứng sau kẻ chủ mưu mà thôi. Dương Thiên Khuyết cẩn thận răng ra cái bẫy để giết hắn, bản thân lại không xuất hiện. Tịch Thiên Dạ cố ý để tên áo đen khống chế, sau đó bắt đầu cài bẫy, mục đích là làm cho những kẻ chủ mưu xuất hiện, nhưng kết quả cá lớn không cắn câu, lại câu được con cá nhỏ. nhấp Nhân Hùng, ngươi dám đùa ta? Tên áo đen lấy lại tinh thần, cả người như một thùng thuốc súng, trong mắt đầy sự kinh ngạc giận dữ, ồn ào, Tịch Thiên Dạ không nhịn được vỗ tay tung ra một trường, không có đế đạo pháp tắc, không có đế đạo hoang khí, chỉ là một lực lượng đơn giản, Thuần Thúy, nhưng khi lực lượng đó xuất hiện lại kinh thiên động địa không gì có thể ngăn cản được. Ầm, um, tên áo đen liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung mãnh đâm vào ngọn núi đỏ trên Không Hồn Sơn, hình ảnh kia tựa như một con ruồi hôi thối bị bán lên trên vách tường. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi? Càn Thâm Dịch lén nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt đầy sự lo sợ và không ngờ, bán đế Bạch Cốt Giáo hung tàn là thế vậy mà không thể chịu nổi một đòn của Nhiếp Nhân Hùng. Sao Nhiếp Nhân Hùng lại có thể cường đại như vậy chứ? Trước đây không lâu nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn đại thánh phổ thông mà thôi trước mặt bán đế vẫn không chịu nổi một kích sao chỉ mới có mấy ngày không gặp mà thực lực đã tăng cao thế này rồi chẳng lẽ hắn một mực che giấu thực lực sao đáng thương tịch thiên dạ nhìn qua càn thâm dịch khẽ lắc đầu đáng thương cái gì nhấp nhân hùng hôm nay chắc chắn ngươi phải chết bị loại ánh mắt kia của tịch thiên dạ nhìn vào càn thâm dịch hết sức không thoải mái thương chung ngươi bị người khác lợi dụng như một vũ khí còn không biết cứ thế vứt cả sinh mệnh đi đến cuối hắn sẽ không cứu ngươi đâu Tịch thiên dạ bình tĩnh nói, nói láo, Dương đại ca sẽ không bỏ rơi ta, càn thâm dịch điên cuồng hét lên, hiển nhiên không tin tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ cười lạnh, hắn dám khẳng định Dương thiên khuyết đang ở gần đây, chỉ là cố ý không hiện thân mà thôi, vậy liền xem hắn có đi ra cứu ngươi hay không. Tịch thiên dạ ngoắc nón tay, một cỗ lực kèo bộc phát, trực tiếp hút càn thâm dịch vào trong tay, phảng phất như bắt một con gà con. Tịch thiên dạ, ta có đế đạo bảo vật, hoàng kim đế giáp, ngươi căn bản không thể giết được ta, càn thâm dịch cười lạnh đã có kinh nghiệm bị Hắc Y Nhân bắt lại, bây giờ bị Tịch Thiên Dạ nắm trong tay cũng không mảy may hoảng hốt trước nào. Hắn tin rằng Hắc Y Nhân kia đã không làm gì được hắn thì Tịch Thiên Dạ cũng đừng hòng giết chết hắn, chỉ cần tranh thủ được đầy đủ thời gian, phụ mẫu của hắn sẽ chạy đến đây cứu hắn. Thật sao? Tịch Thiên Dạ bình tĩnh nhìn Càn Thâm Dịch một cái, ngón tay của hắn hơi dồn lực chút liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp bóp nát Càn Thâm Dịch thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt. Bàn về lực lượng, Tịch Thiên Dạ chỉ có mạnh hơn người áo đen kia thánh thể yếu ớt như càn thâm dịch dù có hoàng kim đế giáp cũng không thể chịu nổi đương nhiên phạm trù mà hoàng kim đế giáp bảo hộ không phải thánh thể của càn thâm dịch mà là sinh cơ và linh hồn của hắn Vẹn vẹn trong chốc lát dưới sức mạnh của hoàng kim đế giáp phát ra càn thâm dịch đã khôi phục lại không khác gì so với mấy giây trước bất quá lúc này càn thâm dịch đã không còn vẻ bất cần không sợ hãi lúc trước nữa trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và khủng hoảng làm sao có thể sao lực lượng của ngươi có thể mạnh như vậy được một kích vừa rồi kia khiến cho sinh cơ của hắn tổn thất một mảng lớn nếu so với công kích của hắc y nhân kia thì phải gấp 10 lần nếu hắc y nhân kia muốn giết hắn có lẽ cần 10 ngày nửa tháng nhưng với lực công kích của nhấp nhân hùng thì sợ rằng chỉ cần chưa đến một ngày đã đủ để giết hắn rồi rốt cuộc thì trong mắt càn thâm dịch đã xuất hiện sự sợ hãi bây giờ mới nhận ra rằng nhấp nhân hùng thực sự có khả năng giết chết hắn có lẽ hắn không chờ nổi phụ mẫu tới cứu viện hộ giáp cũng không kém nha tịch thiên dạ thản nhiên nói lực phòng ngự của hoàng kim đế giáp cũng không khỏi khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn bảo vật mà tu sĩ trong thái hoàng thế giới luyện chế ra cũng không thể nói là quá kém được mặc dù không phải đế binh nhưng cũng đã có mấy phần uy năng của đế binh rồi tịch thiên dạ hơi nhíu mày lại nếu như cố gắng cưỡng ép công kích thì bằng vào thực lực của hắn bây giờ sợ là cần đến đường ngày mới có phát tan bảo hộ của hoàng kim đế giáp mà giết chết càn thâm dịch vẹn vẹn một càn thâm dịch có đế đạo bảo vật mà đã khó chơi như này vậy thì những đế giả chân chính kia sợ cũng không phải là người dễ đối phó thực lực của hắn bây giờ vẫn là hơi kém một chút Nhếp nhân hùng nếu ngươi dám giết ta thì vụ mẫu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu ta chính là con trai độc nhất của càn xương tông chủ ngươi không thể giết ta càn thâm dịch vô cùng hoảng sợ hắn thật sự sợ rằng nhếp nhân hùng sẽ một mực không ngừng công kích từ từ mày chết hắn nhưng tịch thiên dạ căn bản không có thèm nhìn hắn mà ánh mắt nhìn với một hướng khác bây giờ mới muốn chạy trốn sao đã chậm rồi nơi mà tịch thiên dạ hướng ánh mắt tới bỗng có một thân ảnh mặc áo đen xuất hiện vội vội vàng vàng chạy ra ngoài không hồn sơn như chó nhà có tang hắc y nhân không phải đồ ngốc dĩ nhiên cũng nhận ra không thể áp chế được nhiếp nhân hùng thậm chí có khả năng còn mạnh hơn mình ở lại thì chỉ sợ sẽ có phiền phái lớn xuất hiện sư một thân ảnh vượt ngang hư không còn nhanh hơn hắc y nhân kia mấy lần trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn hiển nhiên hắc y nhân không nghĩ tới tốc độ của tịch thiên dạ sẽ nhanh như vậy sắc mặt cực kỳ khó coi trong nháy mắt nhiếp thái tử bản tọa đã nhìn lầm ngươi bất quá ta cũng là bị người khác nhở và không phải chủ nô, ngư, ngươi cũng không cần phải cố sống cố chết như này chứ hắc y nhân thở sâu tận lực để mình bình tĩnh lại giao ra huyền thiên ly hỏa châu nếu không chết huyền thiên ly hỏa châu là thù lao của ta không có khả năng cho ngươi nhiếp thái tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh đã vượt khỏi dự liệu của ta nhưng muốn giết ta chính là người si nói mộng hắc y nhân lạnh lùng nói mặc dù hắn không nghĩ mình là đối thủ của nhiếp nhân hùng nhưng cũng không cho rằng nhiếp nhân hùng có khả năng giết chết hắn dù sao tu thành bán đế thì trừ phi đế giả địch thân xuất thủ nếu không muốn giết hắn không dậy chút nào mà chuyện cho tới nước này cũng đã triệt để đắc tội hoàng kim quý tộc của thiên cơ thánh thành không cách nào sửa được bây giờ giao huyền thiên ly hỏa châu ra thì chẳng phải mất cả trì lẫn trải sao cùng lắm thì hắn sau này một mực chạy trốn không xuất hiện ở thiên cơ thánh thành nữa nếu cứ ở trong vùng biên hoang nghèo khổ kia thì tử tiêu vương chiều sao có thể bắt hắn được ánh mắt tịch thiên dạ lạnh lại lời dài dòng với hắc y nhân thêm nữa bước lên xuất hiện phía trước mặt hắn trong nháy mắt còn người hắc y nhân co rụt lại theo bản năng muốn tránh đi nhưng lúc này hắn lại được lĩnh hội rõ ràng hơn tốc độ của tịch thiên dạ đáng sợ đánh nhường nào ý niệm trong lòng mới xuất hiện thì một nắm đấm đã bay lên người hắn ầm ầm lực lượng thuần túy bùng phát đột phá bức tường âm thanh trên không hồn sơn thân thể hắc y nhân chia năm xẻ bảy trong nháy mắt căn bản không thể thừa nhận được cỗ lực lượng kinh thiên động địa kia từ sau khi tu thành đầu minh hoàng thi văn thứ sáu lực lượng của tịch thiên dạ đã có thể sánh với bán đế lại thêm sự bất phàm của minh hoàng luyện thi thuật nên bán đế phổ thông căn bản không thể nào ngăn lại một quyền của tịch thiên dạ Thế nhưng dù Hắc Y Nhân bị Tịch Thiên Dạ đánh nát nhục thân, nhưng không có chết đi, dù sao sinh cơ của bán đế cuồn cuộn vô cùng, trừ phi đế hoặc là tam kiếp bán đế xuất thủ, nếu không rất khó một kích tắt sát. Hắc Y Nhân sau khi vỡ vụ liền hóa thành một đoàn huyết khí điên cuồng bay ra ngoài không hồn sơn, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước. Về mặt Tịch Thiên Dạ lạnh lùng, không ngừng đuổi theo, dù Hắc Y Nhân kia hóa thành dạng huyết khí thì tốc độ cũng không thể nào so sánh với Tịch Thiên Dạ. Một quyền, một quyền, lại một quyền tịch thiên dạ năm lần bảy lượt đánh lên đoàn huyết khí kia khiến nó tan hơn nửa mặc dù đoàn huyết khí một mực cố gắng đào tàu nhưng thủy trung không cách nào chạy đi ngắn ngủi một lát thôi mà sinh cơ của hắc y nhân đã tổn thất hơn nửa nếu như tiếp tục chiến đấu thì hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì dù sao hắn cũng không có hộ giáp cấp đế đạo bảo vật không thể nào một mục phục sinh khốn kiếp không phải đồn đại rằng nhất thái tử của tử tiêu vương triều chỉ là một đại phế vật sao tại sao lại biến thái đến mức này trong lòng hắc y nhân đã có chút tuyệt vọng nếu ta trao huyền thiên ly hỏa châu cho ngươi thì ngươi có thể thả cho ta một con đường sống không một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong đoàn huyết khí ảm đạm có thể tịch thiên dạ bình tĩnh đáp lại thu tay không tiếp tục công kích nữa mục tiêu của hắn chỉ là huyền thiên ly hỏa châu giết hắc y nhân hay không căn bản không có ý nghĩa bây giờ ta liền đưa cho ngươi đoàn huyết khí hóa thành bóng hắc y nhân vạn vẹo phảng phất thật sự chuẩn bị đưa huyền thiên ly hỏa châu cho tịch thiên dạ nhưng đoàn huyết khí cứ bóp méo vạn vẹo mấy lần mà huyền thiên ly hỏa châu vẫn chưa từng xuất hiện ngược lại còn tự nhiên bạo tạc lực trùng kích của vụ nổ kinh khủng quét sạch phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt rất nhiều huyết ma thú trên khung hồn sơn đều bị lực trùng kích này bạo chết trên mặt đất xuất hiện một hố sâu có đường kính trăm dặm người đứng gần nhất chính là tịch thiên dạ hắn là người bị trực tiếp vụ nổ tác động đến cả người phẳng phớt như bông tuyết dưới ánh mặt trời nóng bỏng ngay lập tức tan rã không thấy đâu càn thâm dịch bị hắn chụp trong ai cũng bị biến thành huyết vụ theo đó tự bạo huyết nguyên uy lực khi tự bạo hơn 80% tinh huyết và nguyên khí cực kỳ đáng sợ một vị bán đế nếu tự bạo huyết nguyên thì có cơ hội giết chết một bán đế khác trong nháy mắt. Đương nhiên, cái giá bỏ ra khi thi triển tự bạo huyết nguyên cũng vô cùng to lớn, mặc dù không đến mức chết đi nhưng bạo tạc một lúc 80% tinh huyết và nguyên khí thì cũng chả khác vứt đi nửa cái mạng lắm, thậm chí có khả năng hạ tu vi xuống, cả đời này cũng khó mà khôi phục lại. Một đoàn huyết khí phóng ra từ trung tâm vụ nổ, điên cuồng lao ra ngoài không hồn sơn. Hiển nhiên Hắc Y Nhân không định giao ra Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cũng không phải là giá trị của huyền thiên ly hỏa châu đáng để hắn tự bạo huyết nguyên một lần không có bất cứ bảo vật nào đủ giá trị để dùng phương thức tự bạo nửa tự sát thế này cả dù sao rất có thể sẽ không có đường quay về vĩnh viễn rơi khỏi bán đế cảnh quả quyết tự bảo vẹn vẹn bởi vì hắn không tin tịch thiên dạ sẽ buông tha cho mình mà thôi đổi thành hắn một khi đoạt được huyền thiên ly hòa châu sẽ không có khả năng để địch nhân chạy đi đây chính là cái gọi là suy bụng ta ra bụng người là tu sĩ của thế giới hắc ám ích kỷ và lạnh lùng đã quen khiến cho hắn càng không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào cả vùng trời bởi vì tự bạo huyết nguyên mà hóa thành huyết hải từng đầu minh hoàng thi văn u ám chui ra từ trong đấy quyện vào nhau sinh trưởng ra máu thịt hóa thành bộ dạng nhiếp nhân hùng muốn chết vẻ mặt tịch thiên dạ khi nhìn qua đoàn huyết quang đã ở biên giới không hồn sơn vô cùng lạnh lẽo nhấp thái tử hôm nay bản tọa nhận thua lần sau gặp lại tất sẽ trả lại âm thanh hắc y nhân từ từ truyền lại trong giọng nói nghe được mấy phần oán độc cũng có mấy phần nhẹ nhõm hắn đã đi tới biên giới của không hồn sơn dù tốc độc của nhếp nhân hùng có nhanh hơn nữa cũng không thể nào đuổi kịp hắn một khi hắn thoát khỏi không hồn sơn thì dù nhếp nhân hùng đuổi sát không buông cũng không thể xuất hiện ở cùng một chỗ với hắn được bởi vì thời không của không hồn sơn không ngừng biến hóa chỉ cần không đồng thời ra ngoài thì cơ bản không thể nào xuất hiện ở cùng một nơi tịch thiên giả lạnh lùng nhìn về phía đoàn huyết ảnh chuẩn bị thoát khỏi biên giới không hồn sơn kia thản nhiên nói thật không may ngươi không có lần sau vừa dứt lời sáu đạo minh hoàng thi văn liền xuất hiện trong hư không vừa mới xuất hiện liền bao trùm toàn bộ không hồn sơn, phảng phất như nó đã có sẵn ở đó, hoàn toàn không hợp lẽ thường, không phù hợp pháp tắc tự nhiên trong thiên địa, không phù hợp quy luật thời không. Huyết ảnh đã đi tới ngay sát biên giới không hồn sơn, chỉ còn một bước nữa thôi liền có thể triệt để thoát khỏi đây thì bỗng bị ngưng kết tại chỗ, từng đầu minh hoàng thi văn phong tỏa thời không, đồng thời cũng cầm cố hắn lại, khiến hắn không cách nào động đậy, làm sao có thể. Sắc mặt hắc y nhân trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng lối ra đã ở ngay trước mặt, gần trong gang tấc vậy mà một bước cuối cùng này hắn không thể nào bước ra. Từng đầu minh hoàng thi văn quỷ dị u ám quấn quanh người hắn, thậm chí cả hoang khí, huyết khí và linh hồn cũng bị quấn chặt lại. Dù hắn cố gắng chạy về phía trước thế nào thì thân thể cũng không nghe theo sự chỉ huy nữa. Tịch Thiên dạ dạo bước trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước đi thẳng về chỗ Hắc Y Nhân. Minh Hoàng Thi Văn vốn không phải lực lượng thuộc về thế giới này, không bị pháp tắc thế giới hạn chế, trong phạm vị nhất định có thể quấy nhiễu pháp tắc thiên địa một chút mà không có vấn đề gì hết. Hắc y nhân dù có nhanh cũng vẫn trong phạm vi quy tắc, không thể vượt qua phạm vi này để nhanh hơn Minh Hoàng Thi Văn được, tự tìm đường chết. Tịch Thiên Dạ đi đến trước mặt Hắc y nhân, ánh mắt bình thản mà lạnh lùng. Nếu Hắc y nhân này ngoan ngoãn giao Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cho hắn thì hắn không ngại tha mạng cho, mà sao có ít người căn bản không hiểu sự chân quý của tính mạng chứ? Càn Thâm Dịch đang bị Tịch Thiên Dạ nắm trong tay không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ đường đường là bán đế vậy mà ở trước mặt tịch thiên dạ đến cơ hội chạy trốn cũng không có nhiếp nhân hùng ngươi thật là có bản lĩnh a bản tọa không ngờ tới thực sự không nghĩ tới hắc y nhân lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ giờ phút này hắn bình tĩnh trở lại đã triệt để bị khống chế ngươi là giao thất ta là cá còn gì để mất nữa đâu bất quá ngươi muốn lấy được huyền thiên ly hỏa châu thu hết chỗ tốt thì ta lại hết lần này đến lần khác không muốn cho ngươi được như ý đấy bản tọa chết thì dù có chết bản tọa cũng phải kéo theo ngươi làm đệm lưng ầm ầm hắc y nhân hét hết sức bình sinh trong mắt tràn đầy dữ tợn và điên cuồng khi đang nói chuyện một cỗ khí tức đặc thù tản ra từ trên người hắn liên hệ với toàn bộ không hồn sơn ầm ầm sau một khắc mặt đất cả vùng không hồn sơn chấn động huyết hồng sơn thể không ngừng lay động phảng phất tận thế đã đến không tốt hắn đang phát động thượng cổ cấm trận của không hồn sơn mau ngăn hắn lại nhanh càn thâm dịch thấy không hồn sơn dung chuyển đến long trời lở đất tựa như nghĩ tới gì đó bỗng bật dậy thất kinh cực điểm, tịch thiên dạ khẽ cao mày nhìn về chỗ sâu trong không hồn sơn, hắn có thể cảm ứng được có một cỗ lực lượng vô cùng cổ lão đang được triệu hoán ra, mau ngăn lại ngươi mau ngăn hắn lại a à, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. càn thâm dịch luống cuống nói, hắn đã triệt để mất đi bình tĩnh, dù có lấy đạo hộ giáp thì cũng đều không có một chút cảm giác an toàn nào hết. một khi thượng cổ cấm trận của không hồn sơn bị kích phát thì sẽ là hữu tử vô sinh, có đến mà không có về, xưa nay chưa từng có ngoại lệ hắc y nhân kia chỉ là một bán đế phổ thông của bạch cốt giáo mà thôi sao lại biết pháp môn tuyệt mật để phát động thượng cổ cấm trận trên không hồn sơn cơ chứ không thể nào a à, sao hắn có thể dù là phụ mẫu của càn thâm dịch là càn xương tông chủ cũng không biết được pháp môn tuyệt mật này chỉ có những thế lực cổ xưa nhất trong thiên cơ thánh thành như là tử tiêu vương triều thượng nguyên tông hoặc là tán sĩ liên minh mới biết được pháp môn để phát động thượng cổ cấm trận trên không hồn sơn ánh mắt tịch thiên dạ vẫn bình thản căn bản không chút lo lắng nào phảng phất như biến cố trên không hồn sơn không có chức quan hệ gì với hắn hắn nhẹ nhãng vung một ngón tay đánh nát hắc y nhân khiến hắn phi hôi yên diệt triệt để tử vong đồng thời mọi thứ trên người hắc y nhân cũng được hắn thu lại rất nhanh liền tìm thấy huyền thiên ly hỏa châu ầm ầm bầu trời gào thét đại địa chấn động toàn bộ không hồn sơn đều đang run rẩy từng tòa huyết sơn tươi đẹp xuất hiện Phẳng phất như có huyết dịch thầm thấu rất nhiều cổ văn không ngừng xuất hiện ở trên vòng trời và mặt đất đan sen lẫn nhau tạo thành một vòng xoát khổng lồ Nhếp nhân hùng chạy mau. Càn thâm dịch hoảng sợ đến cực điểm, không ngừng thúc giục Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Một khi cổ cấm trận trên không hồn sơn được mở ra, thì bọn hắn liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận, có đi không về, thủ tử vô sinh. Từ xưa đến nay, phàm là bị cổ cấm trận không hồn sơn thôn phệ thì không một người nào có thể sống sót quay về. Nhanh chóng chạy đi, người thất thần cái gì? Càn thâm dịch vô cùng sốt ruột. Một khi bị cổ cấm trận này thôn phệ thì dù phụ mẫu hắn tới cũng không thể nào cứu được nếu như chỉ là một mình nhiếp nhân hùng thì hắn còn ước là tên khốn nhiếp nhân hùng này cứ thế mà chết ở trong không hồn sơn đi nhưng bây giờ hắn còn đang bị nhiếp nhân hùng sách trong tay hai người đồng sinh cộng tử tự nhiên không hy vọng nhiếp nhân hùng xảy ra chuyện gì bạn đang xem thiên đế trùng sinh độc đoán vạn cổ tại kênh youtube gì các phim tịch thiên dạ lại căn bản không thèm để ý đến càn thâm dịch nhàn nhạt, nhạt nhìn qua vô tận của mật văn đang bao phủ không hồn sơn với nhãn lực của hắn thì tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ muốn đi đã không còn kịp bất quá hắn rất hiếu kỳ cổ cấm trận trên không hồn sơn không phải tự nhiên hình thành mà là thủ bút được cố ý lập nên người bố trí cấm trận ở không hồn sơn này tự nhiên không phải vì muốn thôn phệ tu sĩ mục đích thực sự của hắn hẳn là cầm tù cái gì đấy bởi vì từ những cổ mật văn kia thì hẳn là thuộc về loại trận pháp phong ấn ngàn dặm không hồn sơn hóa thành màu máu rất nhanh liền chuyển hóa thành một vòng xoáy màu đỏ sậm ngay khi vòng xoáy xuất hiện thì toàn bộ thiên địa đều u ám không có chút ánh sáng nào hết tịch thiên dạ và càn thâm dịch cũng bị vòng xoáy màu máu kia thôn phệ biến mất không thấy bóng dáng trong nháy mắt cách không hồn sơn trăm dặm một bóng đen đi ra từ phía sau một tảng đá lớn trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi bóng đen đó chính là một người trẻ tuổi mặc trường bào màu tím tướng mạo anh tuấn trong con người có tử quang lập lòe đó là dương thiên khuyết một trong tam đại thủ tịch thượng nguyên tông không hổ là cổ cấm trận không hồn sơn quả nhiên vô cùng đáng sợ dương thiên khuyết nhìn vào bầu trời đã triệt để hóa thành huyết hải tự lẩm bẩm chính một tay hắn an bài cạm bẫy dụ dỗ nhiếp nhân hùng đến không hồn sơn mục đích đúng là vì muốn giết chết nhiếp nhân hùng cướp đoạt vạn niên điện mẫu tương vốn kế hoạch rất thuận lợi thậm chí người chết thay cũng đã được chuẩn bị kỹ càng chỉ là hắn không ngờ nhiếp nhân hùng lại cường đại như thế bán đế bạch cốt giáo cũng bị hắn giết chết may mắn là hắn lưu lại thủ đoạn cuối cùng vụng trộm lấy bí pháp mở ra cổ cấm trận không hồn sơn đưa cho bán đế bạch cốt giáo nếu không bằng vào thân phận và địa vị của hắc y nhân kia sao có thể biết được bí pháp này chứ đáng tiếc hai kiện trí bảo đều bị hủy diệt bất quá có thể giết được nhiếp nhân hùng cũng đã giải quyết được mối hận trong lòng ta vẻ mà dương thiên khuyết bình tĩnh nhìn về sâu trong không hồn sơn dựa theo kế hoạch của hắn thì kết quả hoàn mỹ nhất vốn là giết chết nhiếp nhân hùng cướp đoạt vạn niên điện mẫu tương sau đó để càn thâm dịch chịu đội thay cuối cùng hắn liền xuất hiện giết chết bán đế bạch cốt giáo và càn thâm dịch để diệt khẩu chỉ tiếc là thực lực nhiếp nhân hùng cường đại ngoài ý muốn triệt để phá hủy kế hoạch của hắn nhiếp nhân hùng chết đi sợ là sẽ khiến cho toàn bộ thiên cơ thánh thành xuất hiện chấn động mạnh khóe miệng dương thiên quyết hiện lên một nụ cười giễu cợt hắn đã lưu lại chứng cứ để cái chết của nhiếp nhân hùng triệt để có liên quan đến càn thâm dịch mà không có bất cứ liên hệ nào với hắn Ngư sát nhiếp thái tử của tử tiêu vương triều chính là đại sự kinh thiên động địa cỡ nào chứ trực tiếp liên lụy đến ba thế lực siêu nhiên trong thiên cơ thánh thành cũng chỉ có loại người sở hữu trí thông minh siêu phàm như càn thâm dịch mới có thể bị hắn lợi dụng làm vũ khí dương thiên quyết lắc đầu quay người rời đi một thế giới thần bí tràn ngập vô tận sương mù tanh mùi máu khiến cho cả thế giới này mông lung ở trên trời có một cái vòng xoáy màu máu rất lớn, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng, vẫn luôn lẳng lặng xoay tròn từ xa xưa đến nay. Bỗng nhiên vòng xoáy màu máu khổng lồ đấy hơi chấn động, sau đó phun ra hai cái chấm đen. Hai cái chấm đen đó chính là càn thâm dịch và tịch thiên dạ đã bị cổ cấm trận không hồn sơn thôn phệ lúc trước, khi mà rơi tự do đến chỉ cách mặt đất có 200 mét, thân thể tịch thiên dạ chấn động một cái, triệt để ổn định lại, lơ lửng trong hư không, tiểu thế giới vỡ vụn từ thời thượng cổ à. Tịch Thiên Dạ liếc qua toàn bộ thế giới thần bí, thản nhiên nói, vị trí Đại Lục Nam Man chính là một cấm khu cỡ lớn trên Thái Hoang thế giới, trong cấm khu này đều cơ bản là cổ chiến trường vỡ vụn và các cổ thế giới bị hủy diệt hơn nửa, tạo thành những tiểu thế giới cỡ lớn. Đại Lục Nam Man trong cấm khu hẳn là một vùng tịnh thổ vô cùng an toàn, những khu vực khác sợ là không có bình an như này. Cút lại đây cho ta. Tịch Thiên Dạ nhìn về một phía khác, tay vỗ một cái, lập tức bắt lại càn thâm dịch đang lặng lẽ bỏ trốn, kéo hắn lơ lửng về trong tay sắc mặt càn thâm dịch đại biến toàn lực chạy trốn nhưng căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay tịch thiên dạ một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt hắn lại khiến hắn rủ động đậy một chút thôi cũng khó khăn trong lòng càn thâm dịch vô cùng sợ hãi nói thế nào thì hắn cũng là thánh nhân viên mãn thậm chí là người có thể đánh với đại thánh một trận thế mà ở trước mặt nhiếp nhân hùng lại có sự tranh lệch to lớn như này nhiếp nhân hùng việc này không có liên quan đến ta tất cả đều là dương thiên khuyết một tay an bài bán đế bạch cốt giáo kia cũng là hắn liên hệ huyền thiên ly hỏa châu cũng đã hắn lấy ra Càn thâm dịch đã sợ đến suýt tái ra quần không ngừng giải thích kể hết mọi chuyện ra thế nhưng ánh mắt tịch thiên dạ vẫn rất lạnh lùng đập tay vào chán cản thâm dịch từng đầu minh hoàng thi văn chui ra từ trong lòng bàn tay hắn không ngừng chui vào trong người Càn thâm dịch hoàng kim đế giáp trên người Càn thâm dịch tỏa ra đế quang sáng chói từng đầu đế đạo pháp tắc xuất hiện muốn cản lại sự xâm lấn của minh hoàng thi văn nhưng minh hoàng thi văn lại căn bản không quan tâm đến sự ngăn cản của hoàng kim đế giáp trực tiếp xuyên qua cứ như vậy từng đầu minh hoàng thi văn nhao nhao chui vào người càn thâm dịch trong mắt càn thâm dịch tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng đây là thứ quỷ gì sao đến cả kim hoàng đế giáp cũng không ngăn lại được rất nhanh sau một hồi đau đớn khiến hắn suýt chút nữa ngất đi thì từng đầu đường văn u ám hiện hiện ra bên ngoài da của hắn những đường văn u ám ấy không từng lan tràn bao phủ toàn bộ thân hắn trong nháy mắt à không đau quá nhấp nhân hùng bỏ qua cho ta 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 không dám nữa cản thâm dịch không ngừng kêu thảm đau đớn kịch liệt khiến hắn thiếu chút nữa sụp đổ một người luôn được cưng chiều từ bé như hắn đã bao giờ phải chịu đau đớn như thế này mỗi tội ánh mắt của tịch thiên dạ vẫn bình tĩnh như thế không quan tâm sự thảm thiết và lời cầu xin tha thứ của càn thâm dịch tí nào sau nửa khắc đồng hồ tiếng kêu thảm triệt để dừng lại sắc mặt càn thâm dịch trắng bệch làn da tái nhợt trong mắt trống rỗng không có bất cứ sắc thái nào phảng phất như một cái xác không hồn cứ đứng ở đó một cỗ tử khí tản ra trên người thì nô bái kiến chủ nhân càn thâm dịch cung kính quỳ trên mặt đất đầu cúi rạp xuống còn đâu vẻ nào giống như càn thâm dịch ngày xưa tịch thiên dạ nhàn nhạt gật đầu luyện chế càn thâm dịch thành thi nô cũng là biện pháp nhất thời nghĩ ra bởi vì có hoàng kim đế giáp bảo hộ phong tỏa toàn diện sinh cơ của càn thâm dịch lại muốn giết hắn thì tịch thiên dạ cũng phải cần gần nửa ngày mới có thể mà chết được cho nên nếu như luyện chế càn thâm dịch thành thi nô thì đơn giản hơn nhiều bởi vì minh hoàng luyện thi thuật chính là bí thuật cấm kỵ không bị pháp tắc thế giới ảnh hưởng đến cho nên đế đạo pháp tắc cũng không cách nào cản trở minh hoàng thi văn mà sau khi được luyện chế thành thi nô thì càn thâm dịch cũng đã có minh hoàng luyện thi thể có thể xưng là bất tử bất diệt rất khó bị giết chết tịch thiên dạ chắp tay sau lưng quan sát thế giới thần bí trước mắt nơi này cũng không quá lớn nếu ở trên thiên thế thế giới của thiên lan di tích thì cũng chỉ là tiểu không gian cỡ trùng mà thôi những tiểu không gian này trong sinh mệnh cấm khu sợ là nhiều vô số kể bất quá mặc dù không gian không lớn nhưng chỗ này lại không bình thường bởi toàn bộ thế giới đều bị tu sĩ thần bí luyện hóa, khắp nơi được bao trùm bởi lít nha lít nhất của mật văn. Giống, một tiếng gần rú kinh liệt vang lên từ trong rừng hoa nguyên thủy, một lượng lớn huyết ảnh lao ra từ trong đó, toàn bộ đám huyết ảnh kia đều là huyết ma thú dữ tân kinh khủng, bên ngoài tràn đầy huyết hồng lân phiến và huyết hồng rác, tàn ra mùi máu tanh nồng đầm. Chỉ trong chốc lát mà số lượng huyết ma thú xuất hiện đã có hơn 30 con, mà tu vi đều không thấp, kém nhất cũng là thánh thú, thậm chí trong đó còn có một bán đế ma thú mục tiêu của đám huyết ma thú kia hiển nhiên là tịch thiên dạ phảng phất bởi vì người được khí tức của người sống từng đôi mắt hung dữ đỏ như máu nhìn chằm chằm lên người hắn nước miếng chảy ròng ròng trong đôi mắt tràn đầy hung tàn vô tình và tham lam tịch thiên dạ nhíu mày không định va chạm với đám huyết ma thú kia mà vọt thẳng lên trời bay về phía vòng xoáy màu máu ở trên trời huyết ma thú có ở trong thế giới thần bí này quá nhiều sợ là vô cùng vô tận mà tu vi cả đám đều cao thâm hắn cũng không muốn xa vào cuộc khổ chiến không điểm cuối như thế vẹn vẹn mấy bước tịch thiên dạ liền đi đến phía dưới vòng xoáy hắn tự nhiên có thể nhìn ra vòng xoáy này chính là lối đi duy nhất để rời khỏi thế giới này ầm ầm vòng xoáy màu máu khổng lồ kia không ngừng quay trọng lực ở thế giới thần bí này tương đối cổ quái bay càng cao thì trọng lực càng lớn đến khi đi tới chỗ của vòng xoáy thì trọng lực đã vô cùng kinh người sợ là đại thánh cũng không thể bay cao đến đây được khi tịch thiên dạ tiếp tục bay về phía vòng xoáy màu máu khổng lồ đó thì nó đột nhiên không ngừng chấn động mỗi một lần chấn động thì sẽ có một đạo huyết lôi đánh xuống tịch thiên dạ hả còn người tịch thiên dạ co rụt lại những đạo huyết lôi kia vô cùng mạnh mẽ mà ở dưới cỗ trọng lực kỳ quái này căn bản không cách nào tránh né ầm um, ầm um, một tiếng nổ lớn vang lên thân thể của tịch thiên dạ theo tiếng vang đó mà nổ tung thành nhiều khối vụn lực công kích của huyết lôi vô cùng kinh người sợ là bán đế bình thường cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết khó trách cổ cấm trận tại không hồn sơn được xưng là có đi không có về hữu tử vô sinh ở đại lục nam man Bán đế đã từng là tồn tại hùng mạnh nhất, vậy mà một người như thế nếu rơi vào trong thế giới này cũng không có cách nào sống sót rời khỏi đây. Bất quả chỉ vèn vẹn trong một hơi thở, nhục thân tịch thiên dạ dưới tác dụng của Minh Hoàng Thi Văn đã lập tức khôi phục như ban đầu. Ầm ầm, từng đạo huyết lôi không ngừng đánh tới, tịch thiên dạ bị đánh tan thành vụn không biết bao nhiêu lần, chẳng khác nào pháo hoa hết. Nhưng huyết lôi dù mạnh cũng không thể triệt để giết chết tịch thiên dạ được, thể chất bất tử của tịch thiên dạ vô cùng bất phàm, bất luận bao nhiêu đạo huyết lôi đánh xuống cũng thế mà theo thời gian trôi qua tịch thiên dạ đã bay càng ngày càng bay cao khoảng cách với vòng xoáy không ngừng được rút lại chỉ cần bước tới điểm cuối cùng của vòng xoáy kia thì có thể trở lại thế giới cũ rồi đúng lúc tịch thiên dạ cách vòng xoáy màu máu chỉ còn trong găng tấc thì bỗng có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ bùng phát lên từ chỗ sâu trong thế giới thần bí khóa chặt sự chú ý lên người tịch thiên dạ sau một khắc một cự chảo có thể nói là lớn đến mức không thấy điểm cuối từ sâu trong phế tích nhô ra chộp về phía vòng xoáy màu máu sắc mặt tịch thiên dạ hơi biến khí tức của cự trảo kia rất kinh người vừa xuất hiện liền phảng phất như kéo theo toàn bộ lực lượng thế giới dù là minh hoàng luyện thi thuật cũng không thể đỡ được tịch thiên dạ quyết định dứt khoát lập tức trở về mặt đất không tiếp tục bay lên trên cao nữa nhưng hiển nhiên cỗ khí tức kia đã khóa chặt hắn một mực không buông tịch thiên dạ nhíu mày tiếp tục toàn lực rơi xuống đồng thời khí tức trên người kịch biến trải qua mấy lần biến hóa thì một tiêu huyết khí và huyết xác lân viến xuất hiện trên người hắn giống y như đúc một con huyết ma thú ở nơi này cỗ khí tức kia phảng phất như đã mất mục tiêu xoay vài vòng xung quanh tịch thiên dạ liền triệt để tiêu tán không thấy tăm hơi tịch thiên dạ nhẹ nhàng thở ra suy đoán của hắn quả nhiên chính xác sinh vật thần bí ở chỗ sâu kia chính là thông qua khí tức nhân loại mà khó chặt hắn lại một khí hóa thành huyết ma thú thì sẽ lập tức rời đi khó trách trong lịch sử đại lục nam man không một ai có thể sống sót rời khỏi nơi này tịch thiên dạ thản nhiên nói từ trên cỗ khí tức thần bí kia thì sợ là đích thần đế giả tới đây cũng sẽ bị một trào trục chết lực lượng mạnh mẽ như thế sợ là không một ai trên đại lục nam man có thể đấu lại hiểu được điều này tịch thiên giả không cưỡng ép xông qua vòng xoáy kia nữa cứ tự nhiên rơi xuống mặt đất mới vừa rồi lúc ở chỗ vòng xoáy kia mặc dù hắn không thể nhìn thấy toàn bộ thế giới nhưng cũng đủ để thấy được một phần năm cảnh tượng ở đây thế giới này chính là một chỗ cổ chiến tường bởi vì tự nhiên diễn hóa nên rất nhiều nơi ở đây đã biến thành rừng hoang nguyên thủy chỉ có một vùng phế tích ở đây không bị ảnh hưởng bởi điều này mảnh phế tích ấy không bị sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng tự như một tồn tại vĩnh hằng Quyết sát chi khí ở thế giới này nồng đậm như này, mà thiên địa nguyên khí và linh khí cũng rất sung mãn, đây là một nơi vô cùng thích hợp để dựng tế đàn, thi triển hoàn hồn thuật nghịch thiên kia. Tịch thiên giả đi thẳng xuyên qua rừng nguyên thủy, thăm dò địa lý thiên mạch, phát hiện nơi này tương đối thích hợp dựng tế đàn phục sinh thần ngọc thiên nữ. Từ khi đạt được vạn niên địa mẫu tương, lại thêm từ thiên lan thần cung đạt được phượng hoàng thần huyết nên điều kiện để phục sinh thần ngọc thiên nữ đã đủ, chỉ thiếu một chỗ thích hợp mà thôi. Tịch thiên giả không do dự, lập tức tìm kiếm nơi lập hoàn hồn tế đàn trong khu rừng. Bất quá thế giới này vô cùng nguy hiểm, khắp mọi nơi đều là huyết ma thú, xác suất gặp phải bán đế ma thú cũng tương đối cao, thậm chí Tịch Thiên Dạ còn ẩn ẩn cảm thấy mấy cỗ khí tức đế ma thú. Động tĩnh khi dựng hoàn hồn tế đàn để tế tự thiên địa sẽ không nhỏ, sợ là sẽ khiến cho một chút huyết ma thú cường đại để ý, cho nên trước khi tế tự nhất định phải kiếm người có triển vọng để hộ pháp. Thino càn thâm dịch khẳng định không đủ, dù sao cũng mới chỉ được luyện chế thành minh hoàng Thino, mới có năm đầu minh hoàng thi văn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự lại đại thánh huyết ma thú, đụng phải bán đến huyết ma thú thì không có tác dụng gì. Tịch thiên giả hơi suy tư, cổ tay khẽ đảo, một bình ngọc xuất hiện trong tay hắn. Bình ngọc này chính là bảo vật chữ vật mà họa tâm tiên tử đưa cho hắn, bên trong chứa thu hồn và thi thể của Kim Ti La Hoàng Điều. Kim Ti La Hoàng Điều chính là đại thánh thú, bởi vì có huyết mạch phượng hoàng nên tương đối cao quý và bất phàm thậm chí đế giả của liên minh vạn vật còn nguyện ý dùng một kiện đại thánh khí để trao đổi hồn thú cùng thi thể của kim ti la hoàng điều đương nhiên tịch thiên giả chướng mắt cái gọi là đại thánh khí kia thậm chí hắn đã lấy được không ít đại thánh khí từ di tích thiên lan trong mắt hắn đại thánh khí không có chút hấp dẫn nào cả thế nhưng kim ti la hoàng điều thì lại khác tịch thiên giả coi trọng kim ti la hoàng điều cấp đại thánh và huyết mạch phượng hoàng bởi vì trong thú loại thì huyết mạch càng cao thì tu vi sẽ càng cao luyện chế minh hoàng luyện thì sẽ càng mạnh mẽ lần đầu đạt được hồn thú và thi thể của kim ti la hoàng điểu tịch thiên dạ liền quyết định luyện chế nó thành minh hoàng luyện thi chỉ là lúc trước tu vi của hắn không đủ không thể luyện hóa kim ti la hoàng điểu bây giờ đã đột phá đại thánh cảnh sau khi luyện ra sáu đầu minh hoàng thi văn mới miễn cưỡng có khả năng bang bang một tiếng phượng gái xé rách mây xanh chỉ thấy một con phi cầm vô cùng xinh đẹp từ trong rừng hoang phóng lên tận trời toàn thân con phi cầm kia tản ra quang mang hòa hồng sắc vô cùng tươi đẹp chiếu sáng nửa bầu trời con phi cầm diễm lệ kia chính là hồn thú của kim ti la hoàng điểu kim ti la hoàng điểu có vẻ ngoài khá giống với phượng hoàng yêu nhã mà cao quý tịch thiên dạ khoanh chân ngồi trên một cây cổ thụ che trời từng đầu minh hoàng thi văn lặng lẽ tràn ra từ trong thân thể hắn như mạng nhện lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ bầu trời bao phủ toàn bộ thi thể và hồn thú của kim ti la hoàng điểu từng đoàn từng đoàn u minh hỏa quỷ dị tỏa ra hư không lặng lẽ cải biến bản chất kim ti la hoàng điểu huyền diệu khó giải thích bỏ qua hết thảy thiên địa quy tắc Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế vật sống thì xác suất càng cao, luyện chế vật chết thì xác suất rất thấp. Muốn luyện chế Kim Ti La Hoàng điều chết đã lâu thành một con minh điều là một chuyện tương đối xa vời, cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới làm được. Sau ba ngày, từng tiếng phượng gáy vang vọng đất trời, một con cự điều tỏa ra hỏa diễm dài 300 dặm xé rách trường không, bay thẳng lên mây xanh. Con hỏa diễm cự điều kia phát ra uy thế dọa người tới cực điểm, huyết ma thú tại rừng hoang trong phạm vi ngàn dặm đều bị kinh sợ, dồn dập chạy trốn tịch thiên dạ đứng bên trên đầu con hỏa diễm cự điều kia trong mắt lộ vẻ hài lòng kim ti la hoàng điều đã triệt để bị hắn luyện hóa thành một con minh hoàng luyện thi hơn nữa bởi vì huyết mạch của kim ti la hoàng điều có chút đặc thù nên vừa mới luyện thành đã mạnh hơn cả tịch thiên dạ trong cơ thể trực tiếp sản sinh ra bảy đầu minh hoàng thi văn tu vi cũng được phá đến bán đế cảnh một thân man lực có thể so với bán đế đã vượt qua một lần sinh tử kiếp tại nam man đại lục bán đế vượt qua một lần sinh tử kiếp mạnh hơn rất nhiều so với bán đế phổ thông kim ti la hoàng điều hóa thành minh điểu không còn lông chim xinh đẹp màu hòa hồng nữa hết thảy lông chim đều hóa thành màu hắc ám hỏa diễm như mực tựa như minh hỏa đến từ cửu u thâm uyên uy lực được đề cao không chỉ một cấp bậc có kim ti la hoàng minh điểu hộ pháp hẳn là không có vấn đề gì tịch thiên dạ rất nhanh liền lệnh cho kim ti la hoàng minh điểu thu lại khí tức sợ quá kinh động mà dẫn tới sự chú ý của huyết ma thú đế cảnh sau đó hóa thành một đạo hắc quang đi sâu vào trong rừng vài ngày sau tại một sườn đồi bí ẩn một tế đàn to lớn huyền bí được dựng lên, trên tế đàn lập loè từng tầng phù văn cùng pháp tác huyền diệu, những phù văn và pháp tác kia thâm ảo tới cực điểm, dù là đế giả của Nam màn Đại Lục đến đây sợ là cũng nhìn không thấu, phục sinh người đã chết vạn năm chính là chân chính nghịch thiên cải mệnh, trong toàn bộ thái hoang thế giới sợ là chỉ có Tịch Thiên Dạ mới làm được, đương nhiên, cũng nhờ thần hồn của thần ngọc thiên nữ một mực bị phong ấn trong thi thể, vĩnh thế không cách nào giải thoát, không cách nào chuyển thế đầu thai. Bằng không thì dù Tịch Thiên Dạ có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể phục sinh thần ngọc thiên nữ, hoàn hồn tế đàn được xây dựng trong 7 ngày 7 đêm, hao phí vô số kỳ trên dị bảo mới hoàn thành, cũng may Tịch Thiên Dạ lấy được không ít bảo vật tại thế giới Thiên Lan nên mới có thể thành công dựng tế đàn. Tại trung tâm tế đàn bày một bộ quan tài bằng hàn ngọc, trong quan tài là một nữ nhân mặc bạch y đẹp như tiên, xa thịt như ngọc, người này chính là thần ngọc thiên nữ, mặc dù thần ngọc thiên nữ mới chỉ có tu vi thiên tôn, nhưng nàng đã tu thành thần ngọc bất diệt thể, vạn cổ bất hủ sợ là đế giả cũng rất khó hủy hoại. Năm đó hẳn là vì thần Ngọc Thiên Nữ quá khó giết nên U Minh bọ cạp mẫu trùng mới hao phí hàng loạt bảo vật để luyện chế nàng thành thi khôi. Tịch Thiên giả khoanh chân ngồi tại trung tâm tế đàn, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt xuất hiện một tia nghiêm túc hiếm thấy. Đầu tiên, hắn đọc một lần đạo gia độ nhân kinh, tế điện vong hồn chết đi, trấn an oán niệm sâu trong tâm linh của vong hồn, sau đó lại đọc Phật gia tâm kinh, triệu hoán lực lượng luân hồi vãng sinh của Phật gia gia cố trên người thần Ngọc Thiên Nữ, Phật môn tin tưởng vãng sinh tin tưởng đời sau, tin tưởng luân hồi, thiên địa vạn vật đều kéo dài, trong cõi u minh luôn có một tia chân linh vĩnh sinh bất diệt cùng trời đất, cho nên lực lượng Phật môn là thích hợp nhất để giúp sinh linh đã chết nối tiếp tương lai, từng đạo lực lượng quang minh cuồn cuộn không ngừng chui vào cơ thể thần ngọc thiên nữ, đồng thời dẫn động toàn bộ lực lượng của tế đàn, tương liên với cửu thiên, lại tương thông với cửu u, độ hóa thiên địa vạn vật, quan tài ở chính giữa tế đàn khẽ rung động, từng đóa hoa mỹ lệ không dễ không lá khiết trắng như ngọc, xuất hiện tại chỗ thần ngọc thiên nữ. Những đóa hoa kia tên là hoa vãng sinh, hay còn gọi là hoa bì ngạn. Danh tiếng của nó tại cửu thiên thập địa không ai không biết, nhưng lại chẳng có mấy người thực sự được gặp hoa vãng sinh. Bảy ngày bảy đêm trôi qua trong chớp mắt, bỗng nhiên một mùi thơm tản ra từ trên sườn đồi. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể ngăn cản, không ngừng lan ra xung quanh, phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập một cỗ mùi thơm. Mùi thơm kia chỉ cần hít vào một hơi liền cảm thấy tâm thần thanh thản, khiến cho người mê muội. Trong truyền thuyết một khi tu thành vô thượng bí quyết thần ngọc bất diệt thể của ngọc thần sơn thì chẳng những băng thanh ngọc khiết mà còn phát ra một cỗ mùi thơm kỳ dị làm người mê muội nếu người cỗ hương khí kia trong thời gian dài thì sẽ không thể thoát khỏi thần ngọc bất diệt thể khi tử vong đương nhiên sẽ không phát ra mùi thơm chỉ có cơ thể sống thần ngọc bất diệt thể mới có loại mùi thơm đặc thù kia chỉ thấy trong cơ thể thần ngọc thiên nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện từng tia sinh cơ hơn nữa theo thời gian trôi qua tia sinh cơ kia càng ngày càng tràn đầy thậm chí có chút sóng to gió lớn sôi trào mãnh liệt sắc mặt tịch thiên dạ ngưng tụ từ trong tay áo lấy ra địa mẫu tương vạn năm hướng về phía trước quát khẽ đi vua địa mẫu tương vạn năm hóa thành một đoàn lục quang trong nháy mắt chui vào cơ thể thần ngọc thiên nữ sinh cơ trong cơ thể thần ngọc thiên nữ mặc dù vô biên vô hạn nhưng nó vẫn luôn thiếu một chút linh tính không có cách nào ngưng tụ dung hợp thành một vạn năm địa mẫu tương xuất hiện nhưng trong chớp mắt liền đốt cháy tất cả sinh cơ trong cơ thể thần ngọc thiên nữ chúng sôi chảo mãnh liệt không ngừng lao tới hướng trung tâm ngưng tụ thành một đoàn tịch thiên dạ cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vậy vạn nam địa tâm huyết quả nhiên hữu hiệu như hắn nghĩ thần ngọc thiên nữ thật sự hồi sinh không phải tất cả đều nhờ vạn nam địa tâm huyết một phần linh dược chân quý cũng không thể ngược trời thay đổi mệnh. cưỡng ách đào ngược quy tắc sinh tử nhưng vạn nam địa tâm huyết có thể trở thành ngòi nổ nếu không có dây dẫn nổ điểm nổ sinh mệnh thần bảo thiên nữ cũng không thể hồi sinh vạn nam địa tâm huyết sau khi hấp thu toàn bộ sinh cơ sẽ tản ra hào quang bất phàm tương ứng toàn bộ phạm vi trong rừng hoang nguyên thủy ngàn dạm đều bị hào quang kỳ đặc kia bao phủ phát ra sinh cơ nồng đầm. Ầm ầm, với sinh mệnh khí tức thâm hậu như vậy, trong chớp mắt đã gây sự chú ý của huyết ma thú trong phạm vi ngàn dặm, một vài huyết ma thú cùng mạnh đã phóng lên tận trời, không ngừng gào thét bay tới hướng vách đá. Huyết ma thú mặc dù trí lực cực thấp, so với những dã thú bình thường thì càng thấp hơn, nhưng lại có xu hướng bảo tính, một khi bảo vật thật sự xuất hiện sẽ lập tức dẫn đến cuộc tranh đoạt của huyết ma thú. Kim La, Tịch Thiên Dạ liếc mắt về hướng những con thú đang lao nhanh, giống như cảnh tượng thủy triều cuốn tới thản nhiên nói tiểu la chính là cái tên mà tịch thiên dạ đặt cho kim ti la hoàng điểu thực ra chỉ là đơn giản hóa danh xưng của nó hắn chỉ vừa dứt lời một minh điểu vô cùng to lớn liền phóng lên tận trời toát ra một sự u ám bức người đến cực điểm khí tức của kim ti la hoàng minh điểu vừa mới xuất hiện hầu hết các huyết ma thú đều bị dọa đến nằm dạp xuống đất không dám tiếp tục hướng về phía trước sợ hãi và rút lui theo bản năng chỉ còn một phần nhỏ huyết ma thú là dám tiếp tục tiến lên phía trước vài bước nhưng cũng không dám đi vào quá sâu, đứng cách một nơi khá xa rồi nhìn vách đá. Chỉ có khoảng mười mấy huyết ma thú vẫn đang tiếp tục lao nhanh, toàn bộ đều là huyết ma thú bán đế cảnh, hơn nữa ít nhất cũng là tồn tại sánh ngang với nhân loại đã trải qua một lần sinh tử kiếp. Bang bang, kim ti la hoàng minh điều ngửa mặt lên trời gái to rồi hóa thành một ngọn lửa đen bay về hướng những huyết ma thú, hung hăng đánh chết mười mấy huyết ma thú cùng một lúc. Tịch thiên dạ không để tâm đến trận chiến giữa kim ti la hoàng minh điều với huyết ma thú không có đế cảnh huyết ma thú xuất hiện khiến hắn yên tâm đi không ít còn những bán đế cảnh huyết ma thú dựa vào khả năng của kim ti la hoàng minh điểu thì hoàn toàn có thể ngăn cản được hắn đạt tất cả lực chú ý đặt trên thân thần ngọc thiên nữ hai tay không ngừng biến hóa từng đường thủ ấn huyền diệu dẫn động hoàn hồn tế đàn thông liền thiên địa hàng loạt thù văn thần bí chui vào trong cơ thể thần ngọc thiên nữ vạn nam địa tâm huyết sau khi hấp thụ tất cả sinh cơ bắt đầu dần dần hợp nhất với cơ thể thần ngọc thiên nữ thâm nhập vào cơ quan nội tạng và sâu trong huyết mạch lẫn vào trong ý thức linh hồn của nàng. Không biết sau bao lâu, thần Ngọc Thiên Nữ bỗng nhiên mở mắt ra, hai đường ánh ngọc từ trong đồng từ bắn ra thẳng lên chín tầng mây xanh. ầm ầm, một cỗ uy lực kinh người toát ra từ trên thân thể thần Ngọc Thiên Nữ. Hàn Ngọc Quan Tài cũng là do không chịu được khí tức trên người nàng mà nổ tung. Một thân thể hoàn mỹ lộng lẫy lơ lửng trên không trung, phát ra hòa quang thánh khiết như ngọc. Ta là Ngọc Cửu Huyền. Trong mắt thần Ngọc Thiên Nữ có chút mê man, ngơ ngác nhìn vào hư không. Nàng vừa hồi phục nên đầu óc hiển nhiên có chút hỗn loạn. Không, ta là Hàn Ngọc. Thần Ngọc Thiên Nữ rất nhanh liền lắc đầu nhớ lại thân phận của mình. Hàn Ngọc chính là tên mà chủ nhân đã đặt cho nàng. Chỉ là... Vì sao cái tên Ngọc Cửu Huyền cũng chính là mình? Từng mảnh ký ức không ngừng lập lòe trong đầu. Nàng cảm giác bản thân giống như đang trải qua một giấc mộng. Trong mộng nàng chính là người tên Ngọc Cửu Huyền đến từ Thánh Địa Ngọc Thần Sơn. Chính là tuyệt thế kỳ tài không lộ diện của Ngọc Thần Sơn vạn năm. Người tên Ngọc Cửu Huyền chính là ngươi, Hàn Ngọc cũng chính là ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói hắn hiểu rằng thần ngọc thiên nữ vừa mới phục sinh linh hồn ý niệm chưa hoàn toàn hồi phục cần một thời gian thích ứng thì mới khôi phục hoàn toàn bài kiến chủ nhân thần ngọc thiên nữ nhìn thấy tịch thiên dạ liền nghiêm mặt cung kính bái kiến sinh khí và linh tú của thần ngọc thiên nữ nhiều hơn mấy phần so với trước kia thần ngọc thiên nữ của trước kia tuy có thể nói chuyện và phục tùng những mệnh lệnh đơn giản nhưng cũng chỉ là một cái xác không hồn không có linh hồn và suy nghĩ của bản thân thần ngọc thiên nữ hiện tại so với lúc còn sống không có gì khác biệt thích ứng một khoảng thời gian thì có thể khôi phục như ban đầu dĩ nhiên thần ngọc thiên nữ sẽ không trở về được lúc trước dù sao nàng cũng do chính tay tịch thiên dạ luyện chế phục sinh lần nữa cũng không thể thay đổi chấp niệm sâu trong linh hồn bằng thủ đoạn của tịch thiên dạ nàng mãi mãi sẽ không thể thoát khỏi nó hay nói cách khác người được phục sinh không phải là thần ngọc thiên nữ mà là thiên tôn hàn ngọc của thiên bảo cung tu vi hàn ngọc sau khi phục sinh khá kinh người không còn là một nữ thiên tôn mà là một bán đế hơn nữa hàn ngọc đã trải qua hai lần sinh tử kiếp chỉ thiếu chút nữa đã có thể thành đế. Thế nào vận mệnh lại trông người, năm đó nếu không phải đụng chúng u minh hạt mẫu trùng, uy danh thần Ngọc Thiên Nữ sớm đã tỏa sáng nhân tộc thiên vực. Dù sao thần Ngọc Thiên Nữ cũng là nhân vật của vạn năm trước, thân phận so với thiên dạ thánh tổ đều cao hơn một đoạn dài. Chủ nhân, ta, bạn đang xem thiên đế trùng sinh, độc đoán vạn cổ tại kênh youtube gì các phim, thần Ngọc Thiên Nữ trong lòng đầy nghi vấn, muốn hỏi gì đó, tịch thiên dạ lại xua tay ngăn cô lại, thản nhiên nói, nơi này không nên ở lâu rời khỏi đây trước rồi nói. Kim Ti La Hoàng Minh Điểu mặc dù ngăn chặn mười mấy huyết ma thú bán đế cảnh, nhưng huyết sơn sườn đồi đã bị hàng loạt huyết ma thú để mắt tới, đã không còn là một nơi an toàn. Hơn nữa hắn lại cảm nhận được có một ý niệm đế cảnh đang lan truyền qua nơi đây, đương nhiên cũng phát hiện ra điều khác thường bên này. Rất nhanh, tịch thiên giả đã mang theo thần ngọc thiên nữ và càn thâm dịch bay lên lưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu thoát khỏi sự truy sát của mười mấy huyết ma thú phía sau, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nơi sâu của rừng rậm nguyên thủy không có đế cảnh thật sự xuất hiện, những huyết ma thú khác sẽ không có cách nào ngăn cản bọn họ. Năm ngày sau, bên trong một toàn sơn cốc bí ẩn, nơi có một đầm nước ở trung tâm sơn cốc, nước trong đầm không phải là nước bình thường mà là huyết thủy. Bên trên vách đá là một thác nước màu máu, không ngừng có dòng máu từ trên chảy xuống, tập trung vào trong đầm huyết. Thần Ngọc Thiên Nữ ngồi trên hòn đá ngơ ngác nhìn đầm huyết. Sau ba ngày khôi phục, nàng càng nhận biết rõ hơn về tiền kiếp của mình, ý niệm và linh hồn của Thần Ngọc Thiên Nữ cũng hoàn toàn quay lại cơ thể nàng. Một giấc mộng hoàng lương, đã là một vạn năm sau thần ngọc thiên nữ ngơ ngác nhìn đầm nước tự lẩm bẩm với chính mình thần ngọc thiên nữ quay đầu nhìn về phía thanh niên đang khoanh chân ngồi cạnh đầm huyết ánh mắt nàng vô cùng phức tạp loạn u minh hải năm đó khiến nàng vạn kiếp bất phục nhưng không hề nghĩ đến việc vạn năm sau có ngày lại được hồi sinh hơn nữa chủ nhân hồi sinh nàng quả là ma quỷ khó lường chỉ sợ trong truyền thuyết cũng không có thần nào có khả năng như vậy tịch thiên giả nhắm mắt tĩnh tu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của thần ngọc thiên nữ nên từ từ mở mắt ra huyết khí bên cạnh đầm huyết khá mạnh trong thời gian tu luyện minh hoàng luyện thi thuật minh hoàng luyện thi thể của hắn lại tiến triển cực nhanh có dấu hiệu ngừng tụ ra đạo minh hoàng thi văn thứ bảy nhớ ra thân thế của mình rồi sao tịch thiên dạ hỏi thần ngọc thiên nữ gật gật đầu nàng đã hoàn toàn hồi sinh không còn là một cái xác không hồn mà đã có suy nghĩ và linh hồn của mình sau này ngươi muốn được gọi là ngọc cửu huyền hay hàn ngọc tịch thiên dạ lại hỏi thần ngọc thiên nữ hơi nghiêng đầu trầm tư một lúc sau thì lên tiếng gọi là hàn ngọc đi thần ngọc thiên nữ đã chết thì không thể trở về được nữa Thần Ngọc Thiên Nữ là nhân vật của vạn năm trước, nàng bây giờ chỉ là một thuộc hạ bên cạnh chủ nhân mà thôi. Tịch Thiên Dạ gật đầu không nói thêm gì. Chủ nhân, thế giới thần bí bên trong có một cổ năng lực đang triệu hồi ta, có lẽ là có quan hệ với Ngọc Thần Sơn. Hàn Ngọc đứng dậy nhìn về nơi sâu trong thế giới thần bí, bên trong không có rừng cây nguyên thủy, chỉ có phế tích không thay đổi của cuộc chiến cổ đại vô cùng hoang vu và tàn khốc. Người muốn mạo hiểm đi lên phía trước thăm dò. Tịch Thiên Dạ thần nhiên nói. Trước đây hắn cũng đã liếc mắt nhìn ra vòng xoáy huyết sắc này quả nhiên là một nơi không bình thường. Hàn Ngọc gật đầu, dù sao nàng cũng từng là chân truyền của Ngọc Thần Sơn, tu luyện công pháp Ngọc Thần Sơn thuần chính nhất, việc xuất hiện thượng cổ di tích có liên quan đến Ngọc Thần Sơn lại vô cùng có sức hấp dẫn đối với nàng. Vậy thì hãy đi thăm dò đi. Tịch Thiên Giả đứng dậy mang theo Hàn Ngọc và Càn Thâm Dịch ra khỏi sân cốc, hắn không bảo Hàn Ngọc phải đi một mình, dù sao nàng bây giờ cũng là người sống, nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ chết, hắn vốn không có hứng thú với bí mật bên trong thế giới thần bí nhưng nếu có quan hệ với hàn ngọc thì điều tra một chút cũng không sao khi bước vào thế giới thần bí tịch thiên dạ liền biết nơi đây chính là do người bố trí hẳn là bàn tay của một thần linh cường mạnh chứ không phải là một thượng cổ phế tích bình thường đi thẳng một đường xuyên qua nguyên thủy hoang lâm mấy chục vạn cây số về phía nam tầm mắt phía trước bỗng nhiên khoáng đạt một tàn tích cổ thành xuất hiện ngay trước mặt bọn họ đơn thuần theo diện tích mà nói phế tích này không thua kém bao nhiêu so với thiên cơ thánh thành hẳn là trong thời kỳ thượng cổ cũng là một nơi bất phàm đi trên phế tích những kiến trúc cổ xưa đều thấy ở khắp nơi, mơ hồ nghe thấy tiếng thú không ngừng truyền đến, những nơi mà không thể nhìn thấy phía sau hoặc dưới cùng của tàn tích, có thể là nơi ẩn nấp của những huyết ma thú đáng sợ và cường mạnh. Vu, một đường huyết ảnh bay tới, trong chới mắt nhào về phía bọn họ, xoạt, nhưng còn cách bên ngoài 10 trượng đã bị hàn ngọc chém làm hai, máu tươi tung tóe trên mặt đất, không ngừng phát sinh những tình huống tương tự trên đường họ đi qua, cũng may khả năng ngụy trang của họ khá mạnh không thu hút sự chút ý của đế cảnh huyết ma thú và bán đế cảnh huyết ma thú chỉ có một vài huyết ma thú không mở mắt ngẫu nhiên công kích bọn họ đoàn người ở lại trong phế tích ba ngày bỗng nhiên một đạo ánh ngọc quang vô cùng thần thánh xuyên qua hư không phản chiếu vào trong mắt bọn họ đó là toàn thân hàn ngọc run lên đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời chỉ thấy trong nơi sâu của phế tích một tòa cung điện to lớn lơ lửng trên bầu trời tòa cung điện đó dường như được chạm khắc bằng ngọc bích toát ra ánh ngọc vĩnh hằng trắng sáng thần thánh ngọc lôi thần điện hàn ngọc đương nhiên nhận biết được tòa cung điện cổ lơ lửng trên không đó trong đôi mắt đầy sự chấn động ngọc lôi thần điện trong truyền thuyết lại xuất hiện ở nơi đây bên trong sinh mệnh cấm khu quả nhiên ẩn giấu những bí mật vô tận chủ nhân ngọc lôi thần điện tầm cung của một vị thần cổ lão vào thời kỳ cổ đại trên ngọc thần sơn chúng ta ngọc lôi thần điện và vị thần kia cùng lúc biến mất ở thời thượng cổ chiến loạn từ đó không còn bất kỳ tin tức nào nữa không ngờ lại xuất hiện ở đây hàn ngọc kinh ngạc nói dù cho tu thành thần linh cũng không thể nào trường sinh bất tử theo trạng thái của ngọc lôi thần điện thì chủ nhân của nó rõ ràng là đã rơi xuống Ngọc Thần Sơn trong thời kỳ cổ đại chính là một thế lực vô cùng hưng thịnh của nhân tộc, thần linh xuất hiện rất nhiều và vô cùng hùng mạnh, họ không hề thua kém Thiên Lan Thần Tông, cho đến ngày nay vẫn còn Ngọc Thần Sơn được truyền lại, không giống như Thiên Lan Thần Tông đã bị hủy diệt trong dòng sông lịch sử. Ngọc Lôi Thần Điện lơ lửng trên chín tầng mây xanh vô cùng thê lương rách nát, bên ngoài còn có chi chít những vết nứt trên bề mặt, rất nhiều chỗ đã bị thiếu mất. Nếu lấy Ngọc Lôi Thần Điện ví như người trưởng thành thì đó chính là một người tàn tật với những vết thương chồng chất, nhưng cho dù như thế nào, ngọc lôi thần điện vẫn tỏa sáng và toát ra khí tức hùng vĩ như xưa nó giống như chỗ ở của thần tiên trên trời dù cho ở khoảng cách cực xa cũng có thể thấy chấn động mấy người tịch thiên dạ tiếp tục đi về phía trước càng tiếp cận ngọc lôi thần điện thì huyết ma thú xung quanh càng nhiều hơn nữa tu vi của chúng càng mạnh cuối cùng ngay cả tịch thiên dạ cũng không thể không thi triển bí thuật ngụy trang minh hoàng luyện thi thuật lấy khí tức của bản thân để ngụy trang thành huyết ma thú như vậy mới có thể đánh lừa và đi được trong đám huyết ma thú bằng không nếu tùy tiện đi ra một đế cảnh huyết ma thú cũng khiến họ khó lòng rời được nửa bước cũng may trí lực của huyết ma thú rất thấp không nhìn ra được bất kỳ bất thường nào bọn họ rất nhanh đã lại gần ngọc lôi thần điện khi bọn họ chỉ còn cách ngọc lôi thần điện ngàn dặm một bức tranh động xuất hiện trước mặt bọn họ ngay dưới ngọc lôi thần điện có một con cự thú dài mười mấy vạn dặm chiếm giữ cự thú đó nằm trên mặt đất giống như một dãy núi dài lên miền bất tận tim đập trong lồng ngực cũng có thể gây ra từng đợt dung chuyển núi mười mấy vạn dặm một đại lục cỡ nhỏ cũng không thể khổng lồ như thế giống như tiểu hành tinh địa cầu sẽ không thể chứa nổi sinh vật khổng lồ như thế khiếu thiên tam âm hổ hàn ngọc hít một hơi sâu cả người có chút cứng nhắc và mất tự nhiên nàng đã từng nhìn thấy lai lịch của cự thú kia trên điển tịch cổ của ngọc thần sơn chỉ là nàng nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại có thể nhìn thấy khiếu thiên tam âm hổ thiếu khiên tam âm hổ với đầu hổ thân châu trên đầu có ba sừng chính là ma thần thú nổi tiếng trong tuyển thuyết của ma giới dựa vào những gì trên thượng cổ điển tịch thì khiếu thiên tam âm hổ vô cùng đáng sợ chính là một trong những ma thần thú tàn ác nhất, lấy thần linh làm thức ăn, sức lực vô cùng mạnh, hơn nữa lại có ba mạng, có thể xưng là bất tử bất diệt. Trên cuộc chiến thượng cổ, hầu hết thần linh đều không có ý định đụng đến chúng. Cổ ma giới khiếu thiên tam âm hồ sao lại xuất hiện ở đây, trong mắt Hàn Ngọc hiện ra vẻ kinh sợ và lo lắng, khiếu thiên tam âm hồ lấy thần linh làm thức ăn, đây chính là sự tồn tại kinh khủng mà đến thần cũng không muốn đụng phải. Một khiếu thiên tam âm hổ còn sống lại xuất hiện trước mặt nàng, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiếp sợ. Nó bị chấn áp, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trong trí nhớ của Tịch Thiên Thánh tổ cũng có một chút tin tức liên quan đến Hiếu Thiên Tam Âm Hổ, trong thái hoang nhân tộc, Hiếu Thiên Tam Âm Hổ được miêu tả là một trong chín đại ác thú tại ác kinh khủng nhất, trong thời đại thần thoại ấy, chúng có uy năng rời sông lấp biển, hủy diệt thiên địa, Hiếu Thiên Tam Âm Hổ không phải là một ấu thể mà là một thành niên thể, chẳng qua là bị trấn áp không có cách nào bước ra khỏi thế giới này một bước, nếu không một khi một Hiếu Thiên Tam Âm Hổ còn sống xuất lồng đừng nói là nam man đại lục chỉ sợ toàn bộ sinh mệnh cấm khu đều sẽ xảy ra vấn đề lớn hàn ngọc nghe vậy cũng phát hiện khiếu thiên tam âm hổ đang bị những tầng hào quang của ngọc lôi thần điện bao phủ lẽ nào bọn chúng đã bị vị thượng cổ thần linh của ngọc lôi thần điện chấn áp nghĩ đến đây nàng thở phào nhẹ nhõm nếu nó không bị chấn áp bọn hắn xuất hiện ở đây chắc chắn đã bị phát hiện trước mặt một tôn thần thú thì bất kỳ sự giả trang nào cũng đều vô ích hàn ngọc sợ hãi trong lòng chủ nhân của ngọc lôi thần điện quả không hồ là vị thần linh kinh thái tuyệt diễm trong lịch sử ngọc thần sơn Đại có thể chấn áp khiếu thiên tam âm hộ mấy mươi vạn năm nay chủ nhân bên trong ngọc lôi thần điện có một cỗ triệu hoán ý nguyện mãnh liệt đang kêu gọi ta qua đó trong mắt hẳn ngọc có vài phần lưỡng lự nhìn tịch thiên giả dù sao khiếu thiên tam âm hồ bị chấn áp dưới ngọc lôi thần điện nếu bị một thần thú phát hiện chỉ sợ là với một ánh mắt của nó cũng có thể dễ chết nàng đi thôi chủ nhân ngọc lôi thần điện cũng chính là tổ tiên thần linh ngọc thần sơn của các ngươi nói không chừng đang có một cơ duyên tạo hóa không tầm thường còn khiếu thiên tam âm hồ đã bị chấn áp hoàn toàn không cần phải lo lắng. Có điều huyết ma thú xung quanh khiếu thiên tam âm hổ khá cường đại, ngươi nên cẩn thận một chút, nếu tình hình không ổn phải lập tức thoát ra. Tịch thiên dạ dặn dò, khiếu thiên tam âm hổ căn bản là không thể ra tay với bọn họ nên không có gì nguy hiểm. Có điều xung quanh chúng đều bị huyết ma thú chiếm đóng, những huyết ma thú đó lại vô cùng cường đại, đế cảnh huyết ma thú có trên trăm con, bán đế cảnh huyết ma thú lại có trên ngàn vạn con. Toàn bộ những huyết ma thú đó đều là những dã thú thông thường nhưng trải qua thời gian dài lấy dính huyết sát khí tức của kiếu thiên tam âm hổ mà biến dị tiến hóa thành, gọi là tam âm vì nó được phân thành thiên âm, địa âm và huyết âm. Huyết âm là kỳ quái nhất, nó khiến cho kiếu thiên tam âm hổ có thể chết bất tử bất diệt, hơn nữa lại phát ra khí tức có thể luyện hóa những mạnh thú khác, khiến cho những mạnh thú đó tiến hóa thành huyết ma thú. Hàn Ngọc nghe vậy thì thoải mái hơn, cũng không do dự, nào một khi đã quyết định thì sẽ không lề mề chậm chạp. Liên tiếp tục đi đến ngọc lôi thần điện tịch thiên dạ chỉ đứng lại xem không tiếp tục đi theo cơ duyên của bản thân thì hãy để bản thân đi tranh đoạt còn được hắn truyền thụ cho bí thuật ngụy trang những đế cảnh huyết ma thú kia rất khó có để phát hiện ra nàng quả nhiên hàn ngọc một đường đi lên mà không hề hấp dẫn chú ý của huyết ma thú và hoàn toàn xem nàng như đồng loại dù cho một huyết ma thú đi theo bên cạnh cũng sợ hãi khí tức cường đại trên người nàng hàn ngọc dễ dàng đi vào khu vực ngọc lôi thần điện nàng hành động dứt khoát lập tức bay lên trời dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía ngọc lôi thần điện gầm một tiếng kinh thiên động địa sống vang toàn bộ thế giới khiếu thiên tam âm hồ đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên ngần đầu lên một đôi hồng như máu nhìn về phía hàn ngọc tất cả huyết ma thú trong vòng nghìn dặm đều nằm rạp trên đất bị dọa hoảng sợ thân thể hàn ngọc run lên bị khiếu thiên tam âm hồ nhìn chăm chăm, nàng căng thẳng đến mức xém trước nữa rơi xuống từ không trung cũng may nàng nhanh ý thức được áp lực kia đến từ bản thân mình khiếu thiên tam âm hồ đã bị chấn áp hoàn toàn không thể phóng xuất ra uy áp đối phó với nàng sau khi ổn định tinh thần Hàn Ngọc tiếp tục lao lên, trong mắt chỉ có Ngọc Lôi Thần Điện, gầm, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ dường như đã bị kích động bởi Hàn Ngọc, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một khắc sau, tất cả huyết ma thú đều phóng lên trời về phía Hàn Ngọc, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ mặc dù bị chấn áp không thể tự mình động thủ, nhưng lại có thể sai khiến tất cả huyết ma thú, sắc mặt Hàn Ngọc hơi biến đổi, lần nữa tăng cao tốc độ, dốc hết toàn lực bay về phía Ngọc Lôi Thần Điện, trong những huyết ma thú, đế cảnh huyết ma thú có đến cả trăm con nếu bị bắt lại sợ là chỉ có con đường chết. Thật may tốc độ bay của nàng không chậm, khi bị phát hiện thì nàng đã bay được nửa đường, cuối cùng những huyết ma thú truy sát nàng xông vào bên trong ngọc lôi thần điện, nhưng chỉ dừng lại ở cổng và không dám tiến về phía trước. Tịch thiên dạ thấy hàn ngọc hoàn toàn biến mất ở cổng ngọc lôi thần điện liền không còn quan tâm, mang theo kim ti la hoàng minh điểu cùng càn thâm dịch trở về nguyên thủy hoang lâm. Bên trong rừng rậm nguyên thủy có hàng loạt huyết ma thú, những huyết ma thú kia mặc dù trí lực thấp nhưng chất lượng máu thịt lại không hề thấp, vẫn là một loại thực phẩm tốt chỉ cần chiếm đoạt đủ huyết ma thú tịch thiên dạ tin rằng hắn rất nhanh có thể ngưng luyện ra đạo minh hoàng thi văn thứ bảy hàn ngọc bước vào ngọc lôi thần điện không biết lúc nào thì mới có thể đi ra trong thời gian tiếp theo tịch thiên dạ sẽ chuẩn bị sẽ chuẩn bị tốt cho một cuộc đi săn chấp nhoáng đã qua một tháng tịch thiên dạ trong nguyên thủy hoang lâm không biết đã săn bắn được bao nhiêu huyết ma thú sau khi chiếm đoạt một lượng lớn thượng phẩm huyết ma thú tịch thiên dạ cuối cùng cũng đã tu thành đạo minh hoàng thi văn thứ bảy mặc dù tu vi của hắn cũng chỉ là đại thánh cảnh như cũ nhưng đầu minh hoàng thi văn thứ bảy lại có thể giúp hắn có thực lực vượt qua bán đế nhất kiếp kim ti la hoàng minh điều và càn thâm dịch cũng không nhàn rỗi dưới lượng lương thực phụ trợ càn thâm dịch cũng ngừng tụ ra đầu minh hoàng thi văn thứ sáu thậm chí kim ti la hoàng minh Điểu cũng đã ngừng tụ được một nửa đạo minh hoàng thi văn thứ tám bỗng một ngày trên chín tầng mây xanh phẳng phất sự bất động của ngọc lôi thần điện đột nhiên tản ra những ánh ngọc vô biên vô tận chiếu sáng toàn bộ thế giới một cột sáng ngọc bích thô to từ chỗ sâu của ngọc lôi thần điện đâm ra nhưng ánh sáng đó liền vượt ngang mấy chục dặm biến mất tại nơi sâu của nguyên thủ hoang lâm một lúc sau khiếu thiên tam âm hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh rung động cả đất trời cuối cùng cũng đến rồi sao tịch thiên dạ nhìn về hướng cột sáng xanh ngọc biến mất thản nhiên nói toàn bộ rừng hoa nguyên thủy đều lâm vào hỗn loạn tất cả đế huyết ma thú bình thường vẫn luôn sinh hoạt trong phế tích cổ thành đều tiến vào khu rừng tìm kiếm tung tích của hàn ngọc bất quá sau khi hàn ngọc tiến vào khu rừng liền như mối bỏ biển vô cùng khó tìm kiếm sau một ngày, ở một sườn đồi phía bắc khu rừng hơn 3 triệu dặm, Tịch Thiên Dạ mang theo Kim Ti La Hoàng Điều và Càn Thâm Dịch gặp lại Hàn Ngọc. Huyết ma thú không tìm được Hàn Ngọc nhưng Tịch Thiên Dạ là chủ nhân của nàng, giữa hai bên có liên hệ tâm linh, muốn tìm được nàng vô cùng đơn giản. Chủ nhân, Ngọc Lôi Thần Điện chủ đã vẫn lạc. Hàn Ngọc nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, sắc mặt có chút chán nản nói ra, vì thần linh Ngọc Thần Sơn kinh thái tuyệt diễm năm đó vì trấn áp một trong cửu đại ác thú, Hiếu Thiên Tam Âm Hổ đã hy sinh chính mình chỉ để lại truyền thừa ở trong ngọc lôi thần diện chờ người hữu duyên đến tiếp nhận tịch thiên dạ thản nhiên nói mấy chục vạn năm trôi qua thần cũng không thể sống lâu như vậy được nếu lúc trước không vẫn lạc thì bây giờ cũng sẽ không tồn tại trên thế gian thiên địa luân hồi đại đạo tự nhiên mà thôi thần của thái hoàng thế giới cũng chỉ là tu tiên giả hợp thể cảnh của tu tiên giới mà thôi tuổi thọ cực hạn của một tu sĩ hợp thể sẽ rất ít khi vượt qua mười vạn năm trong thiên địa này không có cái gì bất hủ vĩnh hằng tiên đế cũng sẽ có một ngày hóa thành hư vô thu hoạch của ngươi ở trong ngọc lôi thần điện thế nào tịch thiên dạ nhìn qua hàn ngọc phát hiện khí tức của nàng có biến hóa không nhỏ mặc dù tu vi không có thay đổi nhưng tinh khí thần cả người lại hoàn toàn khác biệt phảng phất thăng hoa truyền thừa của một vị thần trong ngọc lôi thần diện đã được nàng đạt được không sót tí gì mà nàng còn từ chỗ ngọc yên thượng thần nơi đó đã đạt được rất nhiều bí pháp và tuyệt học thất truyền như là đại côn động thần ngọc bất diệt thể đã sớm thất truyền từ thời thượng cổ đó chính là một trong những pháp môn tu luyện thần ngọc bất diệt thể cường đại nhất của ngọc thần sơn Ngọc Thần Sơn là một tông môn nhân tộc cổ xưa nhất ở Thái Hoang thế giới, chẳng những truyền thừa cổ xưa mà còn phức tạp, mênh mông như biển sao. Vẹn vẹn thần ngọc bất diệt thể liền có mấy chục, hơn trăm chủng lại khác biệt, một khi tu luyện thần ngọc bất diệt thể đến mạnh nhất thì nghe nói đến cả tổ thần cũng không thể làm như hao chút nào, chỉ là thương hải tăng điền, trong năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều thần thông và bí thư kinh thiên động địa của Ngọc Thần Sơn đều đã sớm thất truyền. Hàn Ngọc Yên lặng vạn năm, vừa mới phục sinh lại liền bị vây khốn trong sinh mệnh cấm khu vốn không có lòng tin đi xung kích cảnh giới cực cao, thiên thánh, nhưng hiện tại thì Hàn Ngọc đã có lòng tin thử một lần, Hàn Ngọc tràn đầy tự tin trong lòng, thiên thánh còn hiếm thấy hơn cả đế giả, nếu không phải tuyệt thế kỳ tài vạn năm không một mới có thể đạt được, nếu như là thần Ngọc Thiên Nữ ở vạn năm trước thì Hàn Ngọc còn có chút lòng tin đi xung kích thiên thánh, chỉ là đã chôn xương vạn năm, khi được phục sinh thì đã đang ở trong sinh mệnh cấm khu, sự hùng tâm tráng trí hóa thành bất đắc dĩ, tịch thiên giả khẽ gật đầu, Thiên thánh ở Thái Hoang thế giới đã thuộc về cảnh giới cao nhất, phàm phu tục tử không thể thành thánh người có thể tu thành thiên thánh thì tương lai đều có thể xưng tôn làm tổ với thiên phú của hàn ngọc muốn đột phá thiên thánh cũng không khó chỉ là pháp tắc ở trong sinh mệnh cấm khu không được đầy đủ điều kiện tài nguyên có hạn đột phá đế cảnh còn vô cùng khó khăn huống chi là thiên thánh càng thêm hư vô mịt mờ nhị kiếp bán đế có hai con đường để đi một là trực tiếp thành đế cách này tương đối đơn giản con đường khác chính là đột phá thiên thánh sau đó chính là trí thánh đương nhiên từ xưa đến nay người có dũng khí quyết tâm và thiên phú dám đi theo con đường thứ hai lác đác không có mấy người trong ngọc đôi thần điện thật ra hàn ngọc đã có thể tùy thời đột phá thành đế nhưng bị nàng miễn cưỡng áp chế lại không thành thiên thánh thậm chí là trí thánh thì dù đột phá đế cảnh cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi hàn ngọc ngươi chính là truyền nhân của ngọc yên thượng thần há lại có thể tùy tiện bái người khác làm chủ bỗng có một giọng nói vang lên hả tịch thiên dạ nhíu lông mày lại nhìn về phía ống tay áo hàn ngọc từ ống tay áo hàn ngọc bay ra một đoàn quang mang đó là một thanh trường kiếm màu bạc đẹp đẽ tinh tế tản ra quang mang vô cùng thần thánh cổ lão mà uy nghiêm đại tổ binh tịch thiên dạ cũng hơi ngạc nhiên đừng nhìn thanh tiểu kiếm màu bạc kia nhỏ bé tinh xảo nhưng ở thái hoang thế giới chính là một món đại tổ binh vô cùng đáng sợ quyền thế và địa vị thân phận của thiên dạ thánh tổ trong nhân tộc thiên vực năm đó ngập trời đứng đầu trong rất nhiều thánh tổ nhưng cũng chỉ có một món đại tổ binh mà thôi mà còn bị cường định các phía ngấp ngé, thèm nhỏ dãi mãi không thôi mặc dù đại tổ binh không phải thần khí nhưng nếu rơi vào trong tay một số thánh tổ thì sẽ là vũ khí đáng sợ nhất, tiểu kiếm màu bạc kia lóe lên quang mang, một lão nhân mặt mũi hiền lành, mặc áo bào màu trắng xuất hiện trước mặt mấy người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, "Chủ nhân, đại tổ binh này chính là bảo vật mà Ngọc Yên thượng thần ban cho ta, tên là Ngọc Lưu Tổ Kiếm, ẩn chứa lực lượng thời gian hiếm thấy." Lão nhân áo trắng này chính là kiếm linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm, Hàn Ngọc thấy kiếm linh của Ngọc Lưu Tổ Kiếm tự mình bay ra, sợ chủ nhân hiểu lầm nên vội vàng giải thích khí linh bình thường chỉ có thần khí mới có thể dựng dục ra bất quá một chút đại tổ binh đỉnh phong đặc thù cũng có thể có cơ duyên dựng dục ra khí linh như là ngọc lưu tổ kiếm ẩn chứa lực lượng thời gian hiếm thấy dù không quá mạnh nhưng cũng đủ để đứng đầu tất cả đại tổ binh từ việc ngọc yên thượng thần coi ngọc lưu tổ kiếm như là chân bảo luôn mang trên người là có thể hiểu được hàn ngọc ngươi chính là truyền nhân của ngọc yên thượng thần địa vị vô cùng cao quý tương lai tất nhiên uy chấn nhân tộc trở thành trí tôn tuyệt thế hà có thể tùy tiện bái người khác làm chủ Kiếm Linh nhìn Tịch Thiên Dạ từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng sắc bén, cảm thấy tức giận và bất bình vì Hàn Ngọc. Hàn Ngọc có thể có hôm nay đều nhờ vào chủ nhân ban tặng, mà kệ ngày sau Hàn Ngọc có vinh hoa phú quý hay là gian khổ lập nghiệp, chủ nhân vẫn mãi mãi là chủ nhân trong lòng Hàn Ngọc. Hàn Ngọc trịnh trọng nói, không cho rằng sau khi đạt được Ngọc Yên Thượng Thần truyền thừa thì sẽ khác biệt so với lúc trước. Ngươi. Kiếm Linh ngạc nhiên nhìn Hàn Ngọc, chỉ về phía nàng không biết nói gì, Chuyên nhân của Ngọc Yên Thượng Thần lại cam tâm tình nguyện làm nô bộc của người khác, đây chính là sự sỉ nhục thần linh. Trong thời đại thần thoại viễn cổ, thần cũng được chia thành các cấp độ khác nhau, Ngọc Yên Thượng Thần ở trong thần cũng đường đường là thượng thần, bất luận ở nơi nào cũng đều là tai to mặt lớn. Nếu không một trong cửu đại ác thú, Hiếu Thiên Tam Âm hổ trong truyền thuyết thượng cổ chuyên lấy thần làm thức ăn há lại bị Ngọc Yên Thượng Thần trấn áp ở đây, chuyên nhân của thượng thần vang danh thiên hạ như thế lại cam nguyện làm nô bộc của một thanh niên bình thường không chút đặc biệt nào thế này kiếm linh không thể nào chấp nhận tịch thiên dạ cười mà như không cười nhìn qua kiếm linh thản nhiên nói ngươi thật sự là khí linh của ngọc lưu tổ kiếm ý của ngươi là gì sắc mặt của kiếm linh trầm xuống bất thiện nhìn về phía tịch thiên dạ hàn ngọc cũng có chút ngạc nhiên vẻ mặt không rõ ràng nhìn về tịch thiên dạ đúng là ngọc lưu tổ kiếm có khí kinh nhưng không phải là ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói nói láo hạng giá áo túi cơm như ngươi còn dám hồ ngôn loạn nữa thì có tin ta dùng một kiếm chém chết ngươi không kiếm linh giận dữ một cỗ quang mang thần thánh thuần khiết bộc phát ra ngọc lưu tổ kiếm lơ lửng trên không cũng hơi chấn động một cái tản ra khí tức kinh thiên động địa khiến cho cả pháp đắc thế giới ngừng kết lại không được làm càn hàn ngọc giật mình muốn khống chế ngọc lưu tổ kiếm nhưng lại phát hiện căn bản không thể nào khống chế được phảng phất đã mất đi quyền khống chế đối với ngọc lưu tổ kiếm sao lại thế ngọc lưu tổ kiếm chính là bảo vật mà ngọc yên thượng thần ban cho nàng sao nàng lại không thể khống chế được chứ tiểu tử ngươi đã không biết tốt xấu như thế thì lão phu chỉ có thể giết chết ngươi tránh ảnh hưởng đến danh dự của truyền nhân thượng thần. Ánh mắt kiếm linh lạnh lùng, nồng nặc sát cơ, không chút nào giống với vẻ ngoài hiền lành hết. Không thể được, Hàn Ngọc sợ hãi thốt lên, nàng rõ ràng uy lực của Ngọc Lưu Tổ Kiếm. Nếu như kiếm linh thực sự kích phát được uy năng của Ngọc Lưu Tổ Kiếm thì dù chỉ là một phần vạn thôi cũng đủ giết đế như giết gà, chủ nhân hiện tại mới chỉ là đại thánh. Sao có thể ngăn cản được, với tình trạng của ngươi bây giờ mà cũng muốn giết ta. Tịch thiên dạ cười lạnh, trước khi kiếm linh thôi động Ngọc Lưu Tổ Kiếm liền vung tay phải lên bắt lấy kiếm linh vào trong tay ngay sau đó bảy đầu minh hoàng thi văn chui ra từ trong lòng bàn tay tịch thiên dạ nhưng lần này minh hoàng thi văn không trực tiếp quấn lấy kiếm linh như mọi lần mà hóa thành những phù văn huyền bí không một ai hiểu được đó là phù văn gì tựa hồ không tồn tại trên thế gian này lít nha lít nhít phù văn thần bí không ngừng chui vào trong người kiếm linh rồi một màn thần kỳ phát sinh sau đó liên hệ giữa kiếm linh và ngọc lưu tổ kiếm không ngừng bị gián đoạn phảng phất như vốn không phải một thể triệt để bị người tách ra làm hay không có kiếm linh điều khiển ngọc lưu tổ kiếm cũng từ từ thu liễm trở lại hóa thành một đạo quang mang màu trắng bạc chui vào ống tay áo hàn ngọc làm sao có thể kiếm linh kinh ngạc nhìn cảnh đấy trong mắt tràn đầy sững sờ và khó hiểu mình đã dung hợp với ngọc lưu tổ kiếm mấy vạn năm làm sao có thể nói bị người tách ra liền bị tách ra được mà người trẻ tuổi trước mắt này sao lại nhìn ra được sơ hở kiếm linh tin rằng mình làm không một kẽ hở khí tức bản thân cũng đã sớm hòa làm một thể với khí tức của ngọc lưu tổ kiếm đừng nói là một tiểu gia hòa đại thánh dù là thần tới đây cũng chưa chắc có thể nhìn ra được sơ hở nào hàn ngọc cũng vô cùng bất ngờ làm sao mà khí linh của đại tổ binh có thể bị nói tách ra liền bị tách được đây là trí bảo gần với thần binh nhất dù là thần muốn tách rời khí linh với đại tổ binh thì cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng bạn đang xem thiên đế trùng sinh độc đoán vạn cổ tại kênh youtube gì các phim từng đầu minh hoàng thi văn hóa thành phù văn thần bí không ngừng chui vào trong kiếm linh biến thành xương xích muốn phong ấn triệt để kiếm linh lại tiểu bối ngươi làm gì vậy ta chính là khí linh của ngọc lưu tổ kiếm nếu như ngươi phong ấn ta thì ngọc lưu tổ kiếm sẽ vĩnh viễn không thể phát huy được uy lực chân chính kiếm linh gào thét lớn tiếng sâu trong ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi những phù văn quỷ dị kia vô cùng cổ quái hắn phát hiện ra bản thân căn bản không thể nào phản kháng lại chuyện đã tới nước này mà ngươi còn muốn đóng kịch sao tiểu lão hổ tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng búng ngón tay ra pháp tắc phù văn liên tiếp chui vào trong kiếm linh rồi một tiếng nổ lớn vang lên cơ thể của kiếm linh nổ tung hóa thành một đoàn hắc vụ ngưng tụ lại một chỗ hóa thành một con ác thú đầu hồ thân châu ngao ô ác thú đầu hồ thân châu hiểu rằng mình đã bị nhìn thấu rốt cuộc không ngụy trang nữa ngửa mặt lên trời rít lớn một tiếng Hùng hăng lao về phía tịch thiên dạ phèn vẹn một tia tàn hồn chạy trốn được mà cũng muốn lật trời à tịch thiên dạ cười lạnh ngón tay điểm một cái trực tiếp đâm lên ni tâm của ác thú ác thú nhìn như hung tàn kia lại nhờ một con hồ giấy lại nổ tung thành một đoàn hắc vụ đoàn hắc vụ đó vạn vẹo phóng lên trời muốn đào tàu nhưng bị từng đầu phù văn xưởng xích trong tay tịch thiên dạ bắt lại kéo trở về sau đó trói lại từng vòng từng vòng hắc vụ lại hóa thành bộ dáng ác thú bất quá bị pháp liên màu đen trói lại cực kỳ chặt muốn cựa quậy tí cũng khó khăn hẳn ngọc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt dù có nằm mơ nàng cũng không nghĩ sẽ như thế này hóa ra khi linh áo trắng mặt mũi hiền lành trong mắt nàng chính là khiếu thiên tam âm hổ bây giờ thì sao nàng lại không nhìn ra khí linh áo trắng kia căn bản không phải kiếm linh của ngọc lưu tổ kiếm mà là một sợi tàn hồn của kiếu thiên tam âm hồ ngụy trang thành khốn kiếp bản tọa mưu đồ mấy vạn năm sao lại có sơ hở được làm sao ngươi có thể nhìn ra trong mắt của kiếu thiên tam âm hồ tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng nếu nhà ánh mắt có thể giết người thì tịch thiên dạ dù chết vạn vạn lần cũng không đủ lúc này khiếu thiên tam âm hồ đã hiểu rằng mình gặp phải người không nên gặp nhất tiểu tử trước mắt này hiển nhiên không có đơn giản như vài bề ngoài tiểu lão hổ đạo hạnh của ngươi quá nông cạn lừa bịp người bình thường thì được nhưng ở trước mặt ta thì không thể nào tịch thiên dạ thản nhiên nói ngao ô khiếu thiên tam âm hổ ngửa mặt lên trời gào thét hắn đường đường là một trong cửu đại ác thú lấy thần làm thức ăn thần linh bình thường nhìn thấy hắn cũng sợ hãi như phẩm nhân thấy mãnh hổ thế mà bây giờ được người khác gọi là tiểu lão hổ nếu là trước kia chỉ cần một móng vuốt của hắn thôi đã đủ giết chết vài ước sâu kiến thế này chủ nhân sao khiếu thiên tam âm hổ lại trở thành khí linh ngọc lưu tổ kiếm được hàn ngọc vẫn có chút mơ màng Ngọc Lưu Tổ kiếm chính là đường nàng mang ra từ trong Ngọc Lôi Thần diện, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đang bị trấn áp mà còn có thể vươn tay đến Ngọc Lôi Thần Điện sao? Khiếu Thiên Tam Âm Hổ dĩ nhiên không phải khí linh ngọc Lưu Tổ kiếm, thực tế thì Ngọc Lưu Tổ kiếm đúng là có khí linh. Bất quá bị Khiếu Thiên Tam Âm Hổ đánh trọng thương rơi vào trạng thái phong ấn ngủ say, còn vì sao Khiếu Thiên Tam Âm Hổ xuất hiện trong Ngọc Lưu Tổ kiếm thì ta nghĩ hẳn là hắn muốn dùng cách này sầu thoát xác. Ngay từ khi lần đầu hắn nhìn thấy Khiếu Thiên Tam Âm Hổ bị Ngọc Lôi Thần Điện trấn áp đã phát hiện có chỗ không đúng đường đường là ma thần thú mà sao lại giống như dã thú trong mắt không có bất cứ linh trí gì chỉ biết gào thét được trạng thái kia tựa như nhân loại đã mất đi hồn chỉ còn lại bản năng dã dạ tính nhất vốn hắn cho rằng bởi vì khiếu thiên tam âm hổ đã bị chấn áp qua tuế nguyệt dài đằng đẵng nên dù là ma thần thú cũng không chống lại được thời gian chủ hồn đã tiêu tán nhưng sau khi nhìn thấy khí linh áo trắng của ngọc lưu tổ kiếm thì hắn mới bỗng nhiên rõ ràng mọi thứ vậy mà khiếu thiên tam âm hổ lại nghĩ ra diệu kế ve sầu thoát xác này Khiếu thiên tam âm hồ bị tượng thần chấn áp ở chỗ này đã mấy chục vạn năm, dưới tình huống bình thường căn bản không thể nào trốn thoát. Mặc dù khiếu thiên tam âm hồ là một trong cửu đại hung thú, một ma thần thú có sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh thì cũng không thể chịu được sự ăn mòn của mấy chục vạn năm. Dưới cái nhìn của tịch thiên dạ, khiếu thiên tam âm hồ đang bị chấn áp dưới ngọc lôi thần điện kia giỏi lắm là sống được thêm mấy ngàn năm nữa thì thọ nguyên sẽ hao hết, triệt để tử vong. Khiếu thiên tam âm hồ đương nhiên sẽ không ngồi đó chờ chết, thế là chủ động tách ra thú hồn liều mạng dù có khả năng chủ hồn tán loạn xâm nhập vào trong ngọc lôi thần điện tu hú chiếm tổ chiêm khách ngụy trang thành khí linh ngọc lưu tổ kiếm trốn ở trong đại tổ binh trong suy nghĩ của kiếu thiên tam âm hồ chỗ này đã là nơi mà ngọc yên thượng thần lưu lại truyền thừa thì không thể nào là tuyệt địa luôn có một chút hy vọng sống chỉ cần chờ được truyền nhân của ngọc yên thượng thần đến đây thì hắn có thể hộ tống cùng đi ra kế hoạch này thực sự rất chu toàn mà kiếu thiên tam âm hồ thật sự chờ được hàn ngọc mưu đò mấy vạn năm cơ hồ đã thành công nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ sẽ có tịch thiên dạ tưởng như vô hại này lại đứng ra khiến cho thất bại vào giây phút cuối cùng khiếu thiên tam âm hổ từ mấy vạn năm trước liền cảm thấy sự uy hiếp của tử vong cho nên từ bỏ hết thảy cố gắng tranh thủ một tia hy vọng sống sót tịch thiên dạ giải thích cho hàn ngọc hàn ngọc trợn mắt hám mồm khiếu thiên tam âm hổ không hổ là ma thần thú thượng cổ một trong cửu đại hung thú dưới tình huống bị trấn áp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp đủ cố gắng sống sót như thế từ bỏ tất cả chỉ cầu một tia sinh cơ xa vời có mấy người trong thiên địa này có can đảm làm thế huống chi đây còn là một vị thần đã từng đứng ở đỉnh phong trên thế giới dù một sợi tàn hồn kia may mắn thoát ra ngoài thì sợ là cũng rất khó tu luyện về lại cảnh giới trước kia hàn ngọc nhìn qua cỗ tàn hồn tà khí ngập trời của khiếu thiên tam âm hổ mà sợ hãi trong lòng nếu không có chủ nhân thì nàng sẽ thật sự mang theo khiếu thiên tam âm hổ ra ngoài hậu quả lúc đó quả thực khó mà tưởng tượng nổi gao tiểu bối đến cùng thì người là người nào khiếu thiên tam âm hổ chấn kinh trong lòng kế sách ve sầu thoát xác hoàn mỹ của mình lại bị một người trẻ tuổi nhìn ra tịch thiên dạ thì lại không thèm để ý đế khiếu thiên tam âm hổ đánh ra hết phủ văn thần bí này đến phủ văn huyền bí khác chuẩn bị triệt để phong ấn khiếu thiên tam âm hổ lại nếu như tàn hồn của một ma thần thú đi tới đại lục nam man thì sợ là toàn bộ đại lục sẽ bị quấy long trời lở đất không thể tùy tiện để hắn thoát khỏi khống chế a à. khốn kiếp lại dám phong ấn ra ra người khiếu thiên tam âm hổ ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng phản kháng hắn đã bị Ngọc Yên Thượng Thần trấn áp mấy chục vạn năm, thiếu chút nữa bị trấn áp đến chết. Cuộc đời này hắn hận nhất chính là phong ấn, thế mà bây giờ vừa mới có hy vọng lóe lên hắn đã lại bị phong ấn lại. Nhưng bất luận thế nào thì khiếu thiên tam âm hồ cũng không thể dễ dụa ra được, hoàn toàn không có biện pháp gì trước mặt tịch thiên dạ. Dù sao hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà không phải thời mà khiếu thiên tam âm hổ khiến cho tất cả cổ thần đều e ngại kia. Các hạ từ từ đã, bản tọa có lời muốn nói, mắt thấy mình sắp bị triệt để phong ấn lại, khiếu thiên tam âm hồ rốt cuộc luống cuống. A, à, ngươi muốn nói gì? Tịch thiên giả không vội vàng gì, là người lịch thiệp thì nên cho người khác cơ hội nói chuyện chứ. Các hạ, ngươi phong ấn ta đến chết thì sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Bản tọa chính là cổ ma thần thú, chúng sinh đều sợ hãi, thần cũng phải e ngại. Nếu như ngươi tha cho ta một con đường sống, ta nguyện trung thành với ngươi, thậm chí làm tọa kỵ cũng được. Mặc dù bây giờ ta chỉ còn là một sợi tàn hồn nhưng chưa hắn sẽ không có khả năng có thể tu luyện lại thành thần. Khó mà tin được một đại hung thú như khiếu thiên tam âm hổ lại cúi đầu xin tha mạng không có chút cốt khí gì của cổ ma thần thú, tuyệt đối không có chút sáng vẻ ngông nghênh hung hăng nên có nào hết. Đây cũng bởi vì thời gian mà khiếu thiên tam âm hồ bị phong ấn quá lâu, nhuệ khí và hung tính đã bị tuế nguyệt cơ bản mài mòn hết rồi, sống dai rằng mấy chục vạn năm trong bóng tối vĩnh hằng còn khó chịu hơn là chết, so với bị giết đi còn khó chịu gấp trăm ngàn lần. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội chạy đi, nếu như tiếp tục phải chịu cảnh phong ấn thì dĩ nhiên sẽ e ngại rồi. À, không phải người nào cũng có tư cách trở thành tôi tớ của ta, người có giá trị gì. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Nghe vậy, khiếu thiên tam âm hồ thiếu chút nữa tức chết. Hắn đã gặp qua nhiều người ngạo mạn nhưng đến cỡ cuồng vọng thế này thì mới là lần đầu. Hắn đường đường là một trong cửu đại hung thú, một ma thần thú mà cả nhân, thần đều sợ. Sao lại bị người khác hỏi có giá trị gì? Ở thời đại thượng cổ, dù là tổ thần trí cao ra mặt hắn cũng chưa chấp nguyện ý làm vật cưỡi. Nếu không phải năm đó Ngọc Yên thượng thần thừa dịp hắn trọng thương mà âm thần thiết hạ cạm bẫy, lại quả quyết dùng cả tính mạng thì sao có thể phong ấn hắn lại? nếu bản tọa hóa thành thú thì vạn thú thần phục nếu hóa thành người thì nhân thần cúng bái ngươi nói xem bản tọa có tác dụng gì khiếu thiên tam âm hổ hơi ngửa đầu cao ngạo nói đó là ngày trước tịch thiên dạ thản nhiên nói vẻ kiêu ngạo của khiếu thiên tam âm hồ lập tức ưu xìu lại đúng vậy hảo hắn không nhắc lại chuyện năm xưa huống chi bây giờ hắn còn đang nằm trong tay người khác chỉ cần cho bản tọa cơ hội tu luyện về lại cảnh giới đó chỉ là chuyện sớm muộn khiếu thiên tam âm Hổ hử lạnh huống chi năm đó bản tọa tung hoàng khắp thái hoang lịch duyệt phong phú cỡ nào chứ hơi chỉ điểm một hai vấn đề tu luyện cho các ngươi thì các ngươi cũng đã thu được lợi ích không nhỏ khiếu thiên tam âm hổ thấy mình nói hồi lâu mà trong mắt tịch thiên dạ vẫn bình thản như không hiểu ra những điều mà hắn vừa nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn gì với tiểu tử trước mắt này tên tiểu tử này vô cùng thần bí dù là hắn cũng không nhìn thấu chưa hắn sẽ quan tâm đến những thứ kia thế là chuyển sang đề tài khác với cả năm đó chiến loạn thời điểm bàn tọa quét ngang thiên hạ đã tích lũy được năm tòa bảo khố cỡ lớn năm tòa bảo khố đó được giấu ở năm nơi bí ẩn trên thái hoang chỉ có bản tọa biết được vị trí của nó bất luận đạt được bảo khố nào cũng có thể khiến ngươi một bước lên trời tu thành thần cũng không phải vấn đề khó ồ oh, tịch thiên dạng rốt của có chút hứng thú cuối thời đại thượng cổ chiến loạn tứ phương không ít thần tông thần tộc bất hủ đạo thống đã triệt để bị xóa bỏ chiến tranh là thứ giúp cho việc thu thập tài nguyên dễ dàng nhất không có bất kỳ thủ đoạn vô vét tài phú nào trực tiếp thô bạo hữu hiệu nhanh chóng như phát động chiến tranh Hiếu Thiên Tam Âm Hổ là một trong cửu đại hung thú của Thái Hoang, ma thần thú đứng ở thượng tần, tài phú vơ vét được cũng khiến cho Tịch Thiên Dạ động tâm. Năm tòa bảo tàng cỡ lớn kia được giấu ở giữa lưỡng trọng không gian, chỉ bản tọa biết vị trí cụ thể, nếu như bản tọa chết rồi thì ai cũng đừng hòng tìm được. Hiếu Thiên Tam Âm Hổ thấy Tịch Thiên Dạ có chút động tâm liền vội vàng nói, lập tức rèn sắt khi còn nóng, Hàn Ngọc khẽ cau mày, làm sao chúng ta có thể tin ngươi được, ngươi chính là cổ ma thần thú a, à, một khi bước ra khỏi đây thì làm sao chúng ta có thể khống chế nổi? Hiếu thiên tam âm hổ nghe thế, hiểu được đã có hy vọng, mừng thầm trong lòng, yên tâm, bản tọa có thể lập cổ thần ma thánh thể ước, đó là thể ước đáng sợ nhất ở cổ ma giới, một khi lập thì không thể nào vi phạm, nếu không đừng nói một ma thần thú nhắc nhỏ như ta, dù là tổ thần cũng sẽ chết đi. Hàn Ngọc nghe vậy, nhìn về hướng tịch thiên dạ, nàng cũng đã nhìn thấy qua cổ thần ma thánh thể ước trong truyền thuyết kia trong một số điển tịch cổ xưa, hình như đối với cổ ma tộc có lực trói buộc rất mạnh nếu khiếu thiên tam âm hổ nguyện ý lập của ma thệ ước thì thu phục nó chính là kết quả tốt nhất dù sao thì thu phục một đầu ma thần thú cũng là một chuyện kinh thế hại tục huống hồ tại nhân tộc thiên vực đã mấy chục vạn năm rồi không xuất hiện thần linh nếu trong trận doanh của nhân tộc xuất hiện một đầu ma thần thú vậy thì thế cục trước mắt sẽ được cải thiện rất nhiều hơn nữa khiếu thiên tam âm hổ không phải ma thần thú phổ thông nó chính là thái hoang cựu ác tiếng tam lừng lẫy đại biểu ý nghĩa vô cùng to lớn bản tọa bị cầm tù mấy chục vạn năm trải qua sinh hoạt sống không bằng chết hiện tại bản tọa chỉ muốn đi ra ngoài nếu các ngươi nguyện ý thả cho bản tọa một con đường sống thì bản tọa liền lập cổ ma thệ ước vĩnh viễn hiệu chung với ngươi hiếu thiên tam âm hổ nhìn tịch thiên dạ dường như nó hận không thể lập tức tuyên thể hiệu chung nó tin tưởng không ai có thể cự tuyệt chuyện này một đầu ma thần thú đã chết thì có giá trị gì chứ chỉ có một đầu ma thần thú còn sống mới có thể đem lại lợi ích lớn nhất chờ sau khi lừa gạt thành công hai tiểu bối này nó có rất nhiều biện pháp giết chết bọn hắn nói như vậy người cũng có chút tác dụng, cái gọi là cổ ma thệ ước kia thì không cần, khống chế ngươi không cần phiền toái như vậy. Tịch thiên dạ sở cầm, khẽ gật đầu nói, năm tòa bảo tàng cỡ lớn, hắn tự nhiên là rất hứng thú, thế gian không có gì hấp dẫn hơn thế. Nói xong, tịch thiên dạ điểm một chỉ tại mi tâm khiếu thiên tam âm hổ, từng sợi chỉ đen tràn ra từ đầu ngón tay hắn, sau đó điên cuồng thẩm thấu vào trong tàn hồn của khiếu thiên tam âm hổ. Đó là vật gì vậy? Khiếu thiên tam âm hổ thầm giật mình, cảnh giác nói, buông lòng tâm thần, chớ phản kháng tịch thiên dạ thản nhiên nói khiếu thiên tam âm hổ khẽ cao mày nó ý thức được mình đang bị tịch thiên dạ hạ một loại cấm chế nào đó thế nhưng nó lại không phản kháng mà dựa theo lời của tịch thiên dạ mà buông lòng tâm thần lúc này nó đã không có tư cách để bàn điều kiện chỉ có thể nói gì nghe nấy bằng không kết cục của nó liền là bị phong ấn đến chết thế nhưng nó cũng không lo tịch thiên dạ sẽ hạ được loại cấm chế gì có thể chân chính ước thúc nó dù sao người thanh niên trước mắt cũng chỉ là một tu sĩ đại thánh cảnh mà thôi chỉ cần cho nó thời gian thì khẳng định nó sẽ có biện pháp phá giải từng sợi chỉ đen chui vào trong tàn hồn khiếu thiên tam âm hồ sau đó hóa thành từng cái hồn ấn thần bí rồi biến mất tại sâu trong thức hải một lúc sau tịch thiên dạ thu hồi ngón tay sắc mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt còn khiếu thiên tam âm hồ thì đã không nhẹ nhõm như trước nữa trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi không thôi đến cùng thì người thanh niên trước mắt đã hạ loại cấm chế gì vào linh hồn nó tại sao nó cứ có cảm giác mình vĩnh viễn không thể giải trừ hơn nữa loại cấm chế kia không chỉ giam cầm linh hồn thậm chí còn có thể thay đổi suy nghĩ nó chợt phát hiện thời điểm bản thân nhìn tịch thiên dạ trong lòng không tự chủ được liền dâng lên một cỗ kính sợ cùng suy nghĩ thần phục căn bản là không thể khống chế làm sao có thể hắn chính là thượng cổ ma thần thú không ai có thể khiến nó thần phục cho dù hiện tại nó chỉ còn là một sợi tàn hồn dù sao thì nó cũng chính là khiếu thiên tam âm hổ một trong thái hoàng tử ác từ nay về sau ngươi liền tên là hồ tam âm ly tịch thiên dạ thản nhiên nói khiếu thiên tam âm hổ nghe vậy thì không nguyện ý hắn đường đường là ma thần thú khiếu thiên tam âm hổ sao có thể lấy cái tên tầm thường như thế dù gọi là Hồ khiếu thiên thì cũng bá khí hơn nhiều so với hổ tam âm hổ tam âm nghe có vẻ chẳng tốt lành gì nhưng mà dù khiếu thiên tam âm hổ có ý cự tuyệt nhưng nó lại kinh hãi phát hiện bản thân không thể nói ra ý muốn cự tuyệt dường như những gì người trước mắt nói ra liền là thiên mệnh chỉ có thể thần phục vĩnh viễn không thể kháng cự cần tuân chủ nhân Khiếu Thiên Tam âm hổ rất cung kính kho mình hành lễ, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn, nó đã chính thức bị dọa sợ, bởi vì nó không hề có suy nghĩ kia, nhưng lại nghe theo mệnh lệnh một cách tự nhiên. Khiếu Thiên Tam âm hổ thật sự có chút sợ, đến cùng thì người kia hạ cái cấm chế gì tại linh hồn mình, sao lại quỷ dị như vậy? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, không để ý đến ý nghĩ cùng biểu lộ của khiếu Thiên Tam âm hổ, rơi vào tay hắn còn muốn chạy trốn sao? Hiện tại ta không có thân thể thích hợp cho ngươi, trước mắt có hai cái luyện thi này, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Tịch Thiên Dạ chỉ Kim Ti La Hoàng Minh Điều cùng Càn Thâm Dịch nói, dù sao thì Khiếu Thiên Tam Âm Hổ cũng chỉ là một sợi tàn hồn, trước hết cứ kiếm cho hắn một bộ thân thể đã. Khiếu Thiên Tam Âm Hổ liếc nhìn Kim Ti La Hoàng Minh Điều cùng Càn Thâm Dịch, nói thật nó chướng mắt với cả hai thứ kia, nhưng nó cũng biết bản thân không còn lựa chọn nào khác, nó không chút lưỡng lự hóa thành một đoàn hắc quang chui vào trong cơ thể Kim Ti La Hoàng Minh Điều, ít nhất thì thân thể Kim Ti La Hoàng Minh Điều mạnh hơn nhiều so với thân thể nhân loại kia kim ti la hoàng minh điều bị tàn hồn hổ tam âm xâm lấn cũng không hề phản kháng rất nhanh một tiếng hú to thật dài liền vang vọng trời cao sóng âm vẽ qua bầu trời tựa hồ có thể tê liệt cả bầu trời vậy đồng thời kim ti la hoàng minh điều cũng phát sinh biến hóa cực lớn chỗ cổ bị xé rách rồi chui ra hai cái đầu hóa thành một con phượng hoàng ba đầu kỳ quái ba cái đầu đều không giống nhau tương tự với ba đầu của kiếu thiên tam âm hổ phân biệt là thiên âm thú địa âm thú cùng huyết âm thú tịch thiên dạ thấy vậy thì khẽ gật đầu có tàn hồn hổ tam âm dung nhập kim ti la hoàng minh điều đã mạnh lên không ít hàn ngọc lối ra đã bị ngọc thần sơn thần bố trí cấm chế ngươi có pháp môn đi ra không tịch thiên dạ nhìn về phía vòng xoáy huyết sắc thản nhiên nói vòng xoáy huyết sắc kia có lực lượng cấm chế của thần linh bảo hộ đó cũng là lý do vì sao từ trước đến nay không ai có thể sống sót đi ra khỏi đây tịch thiên dạ không phải không có phương pháp cưỡng ép phá giải chỉ là có chút phiền phức hàn ngọc chính là truyền nhân của ngọc yên thượng thần vậy thì cấm chế nơi này sẽ không thể không cho nàng rời đi Hàn Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ cần mang theo tín vật của Ngọc Yên Thượng Thần, liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Tịch thiên dạ bước ra một bước liền xuất hiện trên lưng Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Rất nhanh, Kim Ti La Hoàng Minh Điểu liền chở mấy người phóng lên tận trời, bay thẳng về phía vòng xoáy. Sau khi đám huyết ma thú trong nguyên thủy hoang lâm phát hiện ra mục tiêu thì lập tức điên cuồng đuổi theo, nhưng chúng đều không thể đuổi kịp kiếu thiên tam âm hổ đã biến thành Kim Ti La Hoàng Minh Điểu. Hắc viêm của phượng hoàng khổng lồ xẹt qua trời cao đầy hoa lệ, chớp động mấy cái liền xuất hiện tại sâu trong vòng xoáy huyết sắc, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên Cự Sơn, so sánh với một tháng trước thì càng thêm náo nhiệt phi phàm, bởi vì Long Quả Thịnh hội được chờ mong đã lâu đã chính thức bắt đầu, khách khứa từ bốn phương đều tề tụ, một vài tồn tại đế cảnh tôn quý cũng dồn dập hiện thế, vạn sạm sơn hà như ca như vẽ. Tịch Thiên Dạ cưỡi Kim Ti La Hoàng Minh điểu bay lượn trên trời, hắn vừa tiến vào phạm vi Thiên Cự Sơn liền bị hàng loạt tu sĩ phát hiện, mau nhìn xem trên cự điều màu đen kia là nhiếp thái tử đã mất tích vào một tháng trước sau cuối cùng hắn cũng xuất hiện người của tử tiêu vương chiều xém chút nữa đã lật ngược cả thiên cự sơn những người đó đơn thuần là quan tâm mù quáng ở thiên cơ thánh thành có ai dám đụng vào nhiếp thái tử chứ không chỉ có nhiếp thái tử các người xem càn thâm dịch đằng sau hắn không phải cũng rất tốt sao tịch thiên dạ và càn thâm dịch xuất hiện đã làm xôn xao thiên cự sơn hai người họ đã mất tích hơn một tháng nếu là những người khác thì sẽ chẳng ai quan tâm nhưng Nhếp thái tử và càn thâm dịch thì khác hai người họ đều là con em quyền quý và có tầm ảnh hưởng rất rộng bọn hắn lặng lẽ biến mất khiến cho các tán sĩ liên minh gần như nhận được lệnh tìm kiếm gì chứ bọn họ sao có thể còn sống trở về dương thiên khuyết bên trên long quả thịnh hội trông thế tịch thiên dạ và càn thâm dịch cả người đều cứng đờ hắn đã tận mắt nhìn thấy hai người họ đi vào thượng cổ cấm trận nơi đó được xem như có đi mà không về chỉ có chết chứ không thể sống từ trước đến nay chưa từng có ai có thể sống sót ra ngoài có người hoài nghi rằng cho dù là đế giả vào đó cũng có thể mất mạng với tu vi của nhiếp nhân hùng và càn thâm dịch sao lại có thể sống sót trở về dương thiên khuyết nắm chặt nắm đấm trong lòng đầy bất phục và kinh ngạc bang bang kim ti la hoàng minh điều lượn quanh bầu trời vài vòng rồi xuất hiện trên vòng trời thính vũ các nó phát ra khí tức làm cả tu sĩ thiên cự sơn đều phải âm thầm sợ hãi tu sĩ có nhãn lực sẽ nhận ra tu vi của phi điều to lớn đó ít nhất cũng là bán đế cảnh những tu sĩ bình thường đều không dám tin vào việc cưỡi bán đế cảnh sợ là cũng chỉ có nhiếp nhân hùng hoàng kim quý tộc mới có đủ tư cách không ít người cảm khái nhìn lên bức tranh trên bầu trời nhiếp huynh nhiếp huynh người cuối cùng cũng về rồi người mà còn không về thì ta sẽ bị người của tử tiêu vương triều hại chết một âm thanh khẩn trương vang lên trong hoàng nguyệt uyển chỉ thấy chu bách hà lao ra khỏi sân không ngừng ngoắc tay lên trời đám người đi sau lưng chu bách hà từng người đều bước đi mạnh mẽ huy vũ khí tức cường thịnh toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo cùng sơ xác đế tiền cấm vệ bái kiến thái tử điện hạ sau khi nhìn thấy tịch thiên dạ họ đều quỳ một chân trên đất hành lễ tất cả có tám người khi tức mỗi người đều cuồn cuộn ngất trời bọn họ đều là bán đế cảnh tồn tại toàn bộ nằm quỳ trên đất kia khiến cho tu sĩ bên trong thính vũ các điều rung động trong lòng chỉ có tử tiêu vương triều cấm vệ mới có khí thế như vậy bách tướng quân sao các ngươi lại tới đây tịch thiên dạ nói tám tên đế tiền cấm vệ chính là người của nhiếp thiên đế cung nên tịch thiên dạ đương nhiên nhận ra người cầm đầu là bách hành vũ là một trong tứ đại phó thống lĩnh bán đế đã vượt qua hai lần sinh tử kiếp hắn gần như sắp thành vô thượng đế giả trong truyền thuyết mà tướng nhận lệnh của đế chủ đến đây hộ vệ thái tử điện hạ bách hành vũ nói đứng lên cả đi không cần phải đa lễ tịch thiên giả bay xuống từ trên không trung xua tay nói nhiếp huynh ngươi trở về rồi ta nói ngươi sẽ không sao mấy tên ác nô nhà ngươi lại nhất quyết không tin nhất định phải nhốt ta bên trong hoàng nguyệt uyển nói rằng ngươi một ngày không trở lại thì ta cũng không thể rời đi hại ta đến long quả thịnh hội cũng không thể đi tham quan đầu tiên trong mắt chú bách hà đầy u oán người của tử tiêu vương chiều căn bản là không giảng đạo lý thái tử của bọn họ mất tích thì liên quan gì đến hắn tịch thiên giả lại không để ý đến chu bách hà nhìn vào chỗ sâu trong sân thản nhiên nói ngọc châu tỉ nếu đã tới đây sao lại không xuất hiện điện hạ tha tội ngọc châu đang chuẩn bị ra bái kiến nào dám thất lễ một giọng nói thanh lệ vang lên trong nơi sâu hoàng nguyệt uyển một cung nữ xuất hiện trước mặt tịch thiên giả cung kính hành lễ một vạn phúc nàng mắt ngọc mày ngài da trắng như tuyết tuy không thể so sánh được với họa tâm tiên nữ nhưng mỹ mạo lại ngăn ngừa trương huân y nàng có một ấn tượng sâu trong trí nhớ của nhiếp nhân hùng cũng là người làm bạn với hắn trong thời gian dài nhất từ nhỏ đã là thị nữ kiêm hộ vệ thân thiết của hắn một tất cũng không rời cũng bởi vì nhiếp nhân hùng bị họa tâm tiên nữ mê hoặc mới lén chạy đến đây nếu không họa tâm tiên nữ muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng điện hạ sao người lại lén chạy ra ngoài có biết đã dọa sợ ngọc châu không ngọc châu bước lên phía trước đứng bên vị trí thân cận với tịch thiên dạ trong mắt đầy u oán nói, chỉ là đi rèn luyện một phen, nếu có người đi theo sợ là sẽ rèn luyện không hiệu quả, Tịch Thiên Dạ cười nói, Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra trong mắt Ngọc Châu có sự nghi ngờ, nhưng cố ý xấu đi để thăm dò hắn. Tịch Thiên Dạ trước kia chỉ thích luyện khí và không thích đi ra ngoài, tu vi cũng chỉ là một tu sĩ hết sức bình thường, nhưng Tịch Thiên Dạ ở Vân Hoang Liệp Giả Thành và Thiên Cự Sơn làm mưa làm gió, thậm chí giết chết bảy tám tên đại thánh trước mặt mọi người, nhiếp nhân hùng trước đây vốn không có khả năng này, đừng nói là đại thánh cảnh đến cả tu sĩ viên mãn thánh cảnh hắn còn không thể địch lại biến hóa lớn như vậy đương nhiên khiến ngọc châu có sự nghi ngờ muốn làm rõ nguyên nhân đồng thời đây cũng là ý của nhiếp thiên đế chủ nhưng ngọc châu không ngờ rằng thái tử điện hạ vừa lướt mắt một cái đã phát hiện ra nàng tịch thiên giả không định để lộ thân phận dù sao hắn cũng cần dùng thân phận nhiếp nhân hùng để tiếp tục tìm kiếm ngũ hành linh tài quý báu cho nên tiếp xúc với người tử tiêu vương triều thì hắn phải tận lực ngụy trang thần thái và tính cách của nhiếp nhân hùng chẳng hạn nhiếp nhân hùng không thích tự xưng là bản thái tử bản điện hạ hắn liền một câu cũng không nói điện hạ người đột nhiên biến mất một tháng rốt cuộc là đã đi đâu làm ngọc châu lo lắng gần chết ngọc châu dò hỏi hai mắt trong veo nhìn chăm chú lên người tịch thiên dạ một tháng trước đột nhiên có cảm ngộ về tu luyện nên ta chỉ tìm một nơi yên tĩnh để bế quan mà thôi tịch thiên dạ lạnh lùng nói ngọc châu nghe vậy càng thêm ngạc nhiên thái tử điện hạ trước nay không thích tu luyện mà lại chủ động bế quan nàng có thể nhìn ra điện hạ bây giờ đã đột phá lên đại thánh cảnh tu vi khá thâm hậu không còn vô dụng như trước đây thì ra như vậy, điện hạ không xảy ra chuyện là Ngọc Châu yên tâm rồi. Ngọc Châu mỉm cười, ánh mắt nhìn Càn Thâm Dịch phía sau. nàng đương nhiên biết Càn Sương Tông thiếu chủ Càn Thâm Dịch trước đây không lâu lại phát sinh mâu thuẫn với điện hạ của mình rồi cùng lúc biến mất một tháng. người của Càn Sương Tông vẫn đi tìm tung tích của hắn nhưng không nghĩ lại ở cùng một chỗ với điện hạ của mình. nữ tử áo trắng thì nàng lại không biết, dung mạo đã bị một lớp mạng màu trắng che lại không thể nhìn thấy chân dung, nhưng với khí chất tên thân hình đã cho nàng một mỹ cảm không gì sánh bằng có thể nói là hoàn mỹ không khuyết điểm họa tâm tiên nữ mà thái tử một mực mê luyến cũng không đem lại cho nàng cảm giác này điện hạ từ nơi nào lại tìm được một cô nương kinh diễm như vậy ngọc châu nghi hoặc đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thăm lai lịch của hàn ngọc thì một âm thanh trong trẻo thanh tao vang lên từ trên chín tầng trời nhiếp huynh nếu đã trở về sao lại không đến họa các một lần họa tâm chắc chắn sẽ quét dọn bầy rượu ấm để đón tiếp âm thanh kia phát ra từ trên chín tầng mây xanh trong nháp mắt đã vang vọng toàn bộ thiên cự sơn toàn bộ tu sĩ thiên cự sơn nghe vậy đều nhìn về chủ phong âm thanh họa tâm tiên nữ quả nhiên là từ tòa chủ phong truyền đến long quả thịnh hội khắp chốn mừng vui nhưng những người có thể chân chính bước vào thiên cự sơn chủ phong tham gia long quả thịnh hội chính thống lại không nhiều vì chỉ những người có được thư mời của tán sĩ liên minh và vạn vật liên minh mới có thể bước vào khu vực trung tâm nhất tịch thiên dạ nhìn về hướng phát ra âm thanh thấy bên kia những áng mây bay và hào quang ngút trời chuông cổ lễ vật không ngừng vang lên bên tai tuy trang nghiêm nhưng náo nhiệt giọng nói của họa tâm tiên tử vọng xuống bảy sắc cầu vồng lộng lẫy từ trên buông xuống một đường vượt ngang thiên địa kéo dài vạn dặm từ bên trong thượng ma phong thính vũ các rời đúng chuẩn trước mặt tịch thiên dạ. nếu tiên tử đã mời nhiếp mỗ sẽ đến đó không chờ ngọc châu tiếp tục hỏi thăm tịch thiên dạ mang theo hàn ngọc cùng càn thâm dịch đạp lên cầu bảy sắc cầu vồng đi về thiên cự sơn chủ phong ngọc châu cùng hàn bách vũ thấy vậy chỉ có thể đi theo phía sau nhiếp huynh mang ta theo chu bách hà quát lên một tiếng liền nhảy lên cầu bảy sắc cầu vồng mặt dày theo sau tịch thiên giả hắn không có thư mời thì không cách nào tham gia long quả thịnh hội chân chính chỉ có nịnh bợ nhấp nhân hùng mới có cơ hội đi tới thiên cự sơn chủ phong cầu bảy sắc cầu vòng rực rỡ lên đến tận chín tầng mây bọn hắn không cần phải đi mà chính nó sẽ trực tiếp dẫn bọn hắn đến họa cát đứng trên cầu bảy sắc cầu vòng có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh thiên cự sơn hùng vĩ mỹ lệ cực điểm bạn đang xem thiên đế trùng sinh độc đoán vạn cổ tại kênh youtube gì các phim qua thật náo nhiệt và phồn hoa những người thanh cao của vạn vật liên minh lại nguyện ý ra biểu diễn cơ quan luyện đan luyện khí được tinh chế tại chỗ quả không hổ danh là long quả thịnh hội hiếm có trông thấy cảnh tượng bên trên chủ phong chu bách hà hưng phấn kêu to như chưa từng gặp qua những điều hiếm lạ trên đời long quả thịnh hội không ở trên mặt đất mà là ở trên trời chỉ thấy ngàn vạn đào nhỏ trôi nổi dày đặc trên vùng trời thiên cự phong 12 hai chủ phong như là những ngôi sao trên trời mỗi một tòa đảo nhỏ lơ lửng đều có một vạn vật liên minh đại sư cấp nhân vật tọa chấn hoặc là luyện khí đại sư luyện đan đại sư giả kim đại sư năng lượng đại sư thuần thú đại sư bọn họ chiếm cứ một đảo riêng như hiện trường luyện khí hiện trường luyện đan hiện trường chế tác máy móc những đồ vật được luyện chế tốt sẽ được mua bán tại chỗ được đấu giá hoặc là lấy vật đổi vật các tu sĩ tham gia long quả tịnh hội có thể qua lại tự nhiên đi dạo giữa những đảo nổi xem những đại sư luyện chế bảo vật học tập tham khảo hoặc mua những bảo vật mà mình ngưỡng mộ trên nam man đại lục có rất ít những trường diện hùng vĩ cao cấp như vậy vì được vạn vật liên minh toàn lực ủng hộ nên mới có thể được hoang nghênh trên đại lục như thế ngoại trừ những huyền không đảo trên bầu trời còn lơ lửng hàng loạt lầu cát đình đài phòng nhỏ trúc uyển thậm chí là cung điện những kiến trúc nhỏ tinh xảo hoặc to tráng lệ hoặc độc đáo vừa bay lượn qua lại trên không trung tùy tâm bay tới những huyền không đảo những người trong lầu cát gần như không cần phải ra ngoài cũng có thể quan sát được các đại sư luyện khí và mua sắm bảo vật tuy nhiên không phải ai cũng có tư cách bước vào bên trong những kiến trúc bay lượn kia chỉ có những người thân phận và địa vị đủ cao mới có thể ngồi trong những kiến trúc đó mà tham gia long quả thịnh hội chẳng hạn họa các của họa tâm tiên nữ chính là một tòa kiến trúc bay lượn, cũng chính là nơi xa hoa trắng lệ nhất trong tất cả những tòa kiến trúc bay lượn. tuy nhiên chỉ có người được họa tâm tiên nữ tự mình mời mới có thể bước vào họa các, còn tất cả những người khác đều không thể vào. nhìn đoàn người tịch thiên giả bay về phía họa các, không ít người trên thiên cự sơn đều lộ rõ sự hâm mộ. cũng chỉ có nhiếp thái tử mới có tư cách khiến họa tâm tiên tử tự mình mời lên mà thôi. chỉ chốc lát sau đoàn người tịch thiên giả đã xuất hiện tại họa các cổng nhưng khiến người khác bất ngờ hơn chính là họa tầm tiên nữ lại tự mình ra ngoài tương ứng, cười nói tự nhiên đứng đợi tại cửa ra vào. Một cảnh như vậy không chỉ khiến vài tu sĩ trên thiên cự sơn khiếp sợ, mà những khách quý được mời đến họa các cùng với những người bên cạnh tịch thiên dạ đều phải kinh ngạc. Nhếp thái tử mặc dù là hoàng kim quý tộc, nhưng họa tâm tiên nữ cũng là thiên tri kiêu nữ của tán sĩ liên minh, mà lại là tồn tại trên thiếu đế bảng. Cho dù là địa vị hay sức ảnh hưởng của họa tầm tiên tử đều không hề thua kém nhếp nhân hùng, nếu chỉ vì khách sáo thì không cần phải như vậy. Trừ phi giống như truyền thuyết nói, không ai biết được mối quan hệ đặc thù giữa nhếp nhân hùng và họa tâm tiên tử. Nhếp huynh, họa tâm đợi đã lâu, xin mời vào trong. Họa tâm tiên tử nhẹ nhàng bước đến vị trí tịch thiên dạ, thần thái và động tác đều khá thân mật, thậm chí những người được tịch thiên dạ mang theo đều bị chen ra ngoài. Ánh mắt Ngọc Châu không ngừng chuyển động trên cơ thể tịch thiên dạ và họa tâm tiên tử, ánh mắt thâm sâu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Theo như nàng biết, thái tử điện hạ tuy thích họa tâm tiên tử nhưng tiên tử vẫn luôn không để tâm đến hắn. Thái độ hiện tại so với trước kia dường như là hai người khác nhau, đám người Bách Hành Vũ sau lưng Tịch Thiên Dạ thì không bất động thanh sát như Ngọc Châu, cao ngài cảnh giác nhìn Họa Tâm Tiên Tử, Tịch Thiên Dạ nở nụ cười, chẳng hề phân biệt được sự nhiệt tình của Họa Tâm, vừa cười vừa nói bước vào Họa Các cùng Họa Tâm Tiên Tử, bên trong Họa Các ngoài Tịch Thiên Dạ còn có những khách nhân khác, dù sao trên Long Quả Thịnh Hội cũng có nhiều thượng tầng quyền quý trên đại lục đến đây, rất nhiều người có tư cách để Họa Tâm Tiên Tử gửi lời mời, chẳng hạn như Dương Thiên Khuyết, hắn cũng ở bên trong Họa Các. Mặc dù hắn không thể nào được họa tâm tiên tử chào đón, nhưng nàng vẫn phải mời hắn vào họa các theo lễ phép và tôn trọng. Chỉ là lúc này nhìn thấy họa tâm tiên tử và tịch thiên dạ thân mật đi lại trong đám người thì trong mắt hắn tràn đầy sự ghen ghét. Hắn nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao nhấp nhân hùng có thể sống sót rời khỏi không hồn sơn. Bước vào họa các, họa tâm tiên tử không để tịch thiên dạ ngồi ở khách vị mà mang theo hắn đến ngồi ở chủ vị. Bản thân dường như không còn là một tiên nữ cao quý lạnh lùng mà chỉ là một chú chim nhỏ, rất đầy chén trà và cùng nhau nâng chén nhìn thấy họa tâm tiên tử như vậy sắc mặt không ít người bên trong họa các điều trở nên khó coi có người không quá tin vào những tin đồn trước đây nhưng lúc này tận mắt chứng kiến thì không thể không tin thần thái và ánh mắt của họa tâm tiên tử so với nhìn tình nhân thì khác nhau chỗ nào cơ chứ bên trong họa các ánh mắt của đám khách hứa đều có chút phức tạp họa tâm tiên tử làm việc không kiên kỵ cách nhìn của người khác giống hệt lời đồn đại trong lòng mọi người họa tâm tiên tử cao quý như tiên nữ trên trời tại thiên cơ thánh thành không biết có bao nhiêu người ái mộ Mặc dù nhếp nhân hùng là hoàng kim quý tộc cao quý nhưng cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi, tu vi thường thường, tài hoa cũng thường thường, ngoại trừ việc có lão ba vô cùng lợi hại thì chẳng còn gì khác. Thành thật mà nói, sợ là tất cả mọi người đều cho rằng nhếp nhân hùng không xứng với họa tâm tiên tử. Nhếp huynh mất tích hơn một tháng không có tin tức gì, có biết đã hù chết thiếp thân. Sau khi nhập tọa, họa tâm tiên tử thân mật bóc hoa quả cho nhếp nhân hùng, đôi mắt ngập nước vẫn không quên u oán nhìn hắn tịch thiên dạ nghe vậy thì dùng ánh mắt mà chỉ họa tâm tiên tử mới hiểu để nhìn nàng bật cười lớn nói chỉ là bế quan tu luyện một quãng thời gian mà thôi hổ thẹn đã khiến tiên tử bận tâm đều tại ta sớm biết phải bế quan thời gian dài như vậy thì ta đã nói với tiên tử một tiếng thái độ của họa tâm tiên tử càng thêm ái muội hiển nhiên là đang cố ý diễn kịch cho người khác xem làm như thế có mục đích gì thì hắn không biết nhưng hắn không đâm thủng vì hắn cũng muốn nhìn một chút xem cô nàng họa tâm này đến cùng là muốn làm cái gì hai người cứ tình trạng ý thiếp kiến cho người bên cạnh xấu hổ không thôi tỉ như ngọc châu và bách hành vũ ở sau lưng tịch thiên dạ ngồi bên cạnh nói chuyện cũng không phải không nói lời nào cũng không được cuối cùng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ ngay cả ngọc châu cũng đã bắt đầu có chút hoài nghi phải chăng điện hạ và họa tâm tiên tử đã thực sự nảy sinh tình cảm tại sao họa tâm lại có thể thích hắn trong họa các một thanh niên mặc tử kim long bào ngưng trọng nhìn nhiếp nhân hùng dám mặc từ kim long bào ở long quà thịnh hội thì chỉ có hoàng tử dòng chính của tử tiêu vương triều mới có đủ tư cách đương nhiên thanh niên kia không chỉ là hoàng tử dòng chính của tử tiêu vương triều mà chính là một trong tam đại thái tử cao quý của tử tiêu vương triều bối phận không kém gì nhấp nhân hùng tử tiêu vương triều có ba vị đế chủ nên cũng đồng thời có ba vị thái tử thanh niên trước mắt chính là trần như phong thái tử của thương viêm đế chủ trong ba vị thái tử tại tử tiêu vương triều thì nhấp nhân hùng có danh tiếng lớn nhất tại thiên cơ thánh thành không ai không biết nhưng nếu nói cả thế gian đều chú ý, thì trong ba người không ai có thể hơn được Trần Như Phong. Nếp nhân hùng đi trên đường cái thì sẽ chẳng có ai nhận ra hắn, nhưng đổi lại là Trần Như Phong thì sẽ lập tức có người nhận ra, bởi vì Trần Như Phong không chỉ là thái tử của tử tiêu vương triều mà còn là một trong sáu người của thiên cơ thánh thành có tên trên đại lục thiếu đế bảng, được danh cùng họa tâm tiên tử. Điện hạ, chẳng phải họa tâm tiên tử cũng biết người vẫn luôn thích nàng sao, tại sao nàng lại cùng tên phế vật nhiếp nhân hùng kia, ở cùng một chỗ hơn nữa thương viêm đế chủ đã từng nói đùa trước mặt mọi người muốn thay người tìm một cô vợ trẻ trước mắt ứng viên hài lòng nhất chính là họa tâm tiên tử mặc dù đế chủ không chính thức tới tán sĩ liên minh cầu hôn nhưng cũng đã biểu lộ có ý cầu hôn dù thế nào thì điện hạ ngài cũng mạnh hơn nhiếp nhân hùng gấp vạn lần sao họa tâm tiên tử lại thích hán được một tên tùy tùng bên cạnh trần như phong thấy tâm tình của thái tử điện hạ không tốt nhịn không được lên tiếng rèm pha nhấp nhân hùng khuôn mặt trần như phong âm trầm không nói một lời bình rượu trong tay bị nắm chặt đến nỗi có thể vỡ nát bất cứ lúc nào mặc dù ba vị thái tử đều là thái tử của tử tiêu vương triều nhưng lại chẳng có liên hệ gì với nhau mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc đã gặp mặt một lần quan hệ và tình cảm đều rất bình thường trong mắt trần như phong thì nhiếp nhân hùng chưa từng được coi là uy hiếp một kẻ chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết cũng có tư cách làm đối thủ của hắn sao chỉ là hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới trên võ đạo nhiếp nhân hùng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn nhưng trên đường tình thì lại hung hăng cho hắn một cái bạt tai hơn nữa còn là tình huống hắn không có cả cơ hội để phản kích, không chỉ mình Trần Như Phong tâm tình tích tụ mà toàn bộ họa các cùng với Thiên cự Sơn đều có thể bắt gặp người có tâm tình không tốt, họa tâm tiên tử và nhấp nhân hùng không coi ai ra gì ân ân ái ái, không chỉ lực sát thương rất lớn mà tổn thương cũng rất rộng, nghe đồn lại có thể là thật, họa tâm tiên tử đã là danh hoa có chủ, ông trời ơi, tại sao phải tổn thương ta như thế? đáng giận a, à? nếu họa tâm tiên tử không có tình lang thì ta còn có thể huyễn tưởng một ít, nhưng bây giờ đau lòng không thể thở a. À? Hư, nhếp nhân hùng tu luyện không được, không nghĩ số đảo hoa lại quá lớn như thế. Trước đây không lâu mới nghe đồn công chúa hải tộc bị hứa gả cho hắn, xưa nay chưa từng có, không biết đã tiện sát bao nhiêu người, hiện tại lại cùng họa tâm tiên tử ở cùng một chỗ, chẳng lẽ hắn muốn hốt sạch toàn bộ tiên tử trong thiên hạ sao? Nhếp thiên đế chủ hao tổn tâm cơ mới có thể thành công thông gia với hải tộc, chính là thiên thu hoàng đồ đại nghiệp, nhất nhân hùng lại ân ái với họa tâm tiên tử trước mặt công chúng như thế, chẳng lẽ hắn không sợ ảnh hưởng đến việc thông gia với hải tộc sao? công chúa hải tộc cao quý xinh đẹp lại gà cho dạng người này thật sự là không đáng tiếng nghị luận không ngừng vang lên tại long quà thịnh hội gần như tất cả mọi người đều đang đàm luận việc này tích cực hơn nhiều so với việc quan sát tại sư luyện khí luyện đan hai đi tìm kiếm bảo vật bỗng nhiên một đoàn ánh sáng màu lam phóng lên trời thẳng trên chín tầng trời hóa thành một màn ánh sáng màu lam như biển tình huống đột ngột xảy ra khiến mọi người nhịn không được lập tức nhìn về phía ánh sáng màu lam dám không chút kiên kỵ phi hành tại long quả thịnh hội hiển nhiên không phải người bình thường chỉ thấy ở trung tâm thiên Cự sơn có một con thất thải hải loa khổng lồ tản ra ánh sáng bảy màu bay ra từ trên ngọn núi trực tiếp sạch qua chân trời xuất hiện trên vùng trời họa cát con thất thải hải loa to tới cực điểm sợ là có thể so với một hòn đảo phía tên nó có một tòa lầu các tinh mỹ được bao phủ bên trong quầng sáng bảy màu lộng lẫy như là tiên cung tòa tiên cung xinh đẹp kia trôi nổi trên vùng trời họa cát tản mát ra một cỗ uy áp khủng bố kinh tâm động phách như là mười vạn cân nước nổi giữa trời nghe nói họa tâm tiên tử khuynh quốc khuynh thành Thượng nhân Như Ngọc, mỹ mạo vô song, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra từ trong thất thải hải loa, thanh âm trong vào động lòng người, nhưng ẩn chứa một cỗ uy nghiêm không gì sánh kịp, cao quý cùng bàng bạc, phảng phất như thanh âm của biển cả, ôn nhu mà lại vô cùng rộng lớn, cùng với sự xuất hiện của thanh âm kia, một thân ảnh tuyệt thế cũng xuất hiện trên mái hiên tiên cung tản mát ra hào quang xanh thẳm như hải dương, nhuộm cả bầu trời thành màu lam mặc dù chỉ là một thân ảnh mơ hồ nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một vẻ đẹp kinh tâm động phách chỉ cần lướt mắt lên nhìn một cái thì trong nội tâm liền không nhịn được xuất hiện cảm xúc chấn động hải tộc thất thải hải loa kia chính là bảo vật hải tộc nghe nói có thể so với phủ không phi toa cấp đế đạo bảo vật chỉ có hải tộc mới có trọng bảo này công chúa hải tộc vậy mà đến trên thiên cự sơn có ý tứ có ý tứ công chúa hải tộc trong tuyển thuyết đây sao thật đẹp khí chất kia tựa như vì sao trong biển sâu mỹ lệ không gì sánh bằng Trương Huân Y cũng đang ở thịnh hội Long Quả, cùng một chỗ với trưởng bối sư môn kiếm đế cung, khi nhìn thấy công chúa hải tộc thì nàng mới hiểu đồn đại không phải giả, trong ánh mắt rung động vô cùng. Vẻ mỹ lệ của công chúa hải tộc đã một mực nổi tiếng lâu năm, bất quá người thực sự được gặp mặt công chúa hải tộc ở trên đại lục sợ là lác đắc không có mấy, dù xưng là phượng Mao lần giác cũng không đủ, bởi vì công chúa hải tộc rất ít kia xuất thế, luôn ở trong địa trung hải cho nên có khi trăm ngàn năm cũng chưa chắc hiện thế một lần. Những tư sĩ tham gia thịnh hội Long Quả đến từ ngũ hồ tứ hải, cơ hồ đại biểu cho phần lớn thế lực và địa khu trên đại lục diện tích bao phủ không thể nói là không rộng nhưng người từng gặp qua công chúa hải tộc thì căn bản không có mấy ai ha ha công chúa hải tộc vậy mà cũng tới thiên cự sơn ha ha tốt rất tốt nhiếp nhân hùng để ta nhìn xem ngươi sẽ làm gì bây giờ trong mắt dương thiên quyết tràn đầy vui mừng công chúa hải tộc khí thế hùng hồ đến đây trực tiếp giá lâm trên họa các với uy áp như biển hiển nhiên đến đây không có ý tốt nếu không phải nhắm vào nhiếp nhân hùng thì chính là họa tâm tiên tử bất luận là nhắm vào ai thì đối với hắn cũng đều là tin tức tốt tốt nhất là công chúa hải tộc dưới cơn nóng giận quấy nhiễu sự thông gia giữa hải tộc và tử tiêu vương triều đi như vậy thì thật quá hoàn mỹ tân khách ở trong họa các không ít nhưng đều là những người tai to mặt lớn có lai lịch không nhỏ tất cả mọi người ngừng đầu nhìn lên không trong mắt có kinh ngạc có ngoài ý muốn có hy vọng mà cũng có cảm giác không biết nên khóc hay cười ai mà nghĩ công chúa hải tộc sẽ ở ngay trên thiên cự phong chứ thiên cự phong là ngọn núi đứng đầu thiên cự sơn luôn luôn không mở cho người ngoài. Thời kỳ thịnh hội Long Quả chỉ có đế giả và một chút tần khách đặc thù mới được phép tiến vào thiên cự phong nên là không ai rõ ràng tình huống bên trong ra sao. Đây cũng là lý do vì sao những tu sĩ phía ngoài trước đó không hề hay biết rằng công chúa hải tộc đang ở ngay trên thiên cự sơn. Tin tức nhiếp thái tử của tử tiêu vương triều đính hôn cùng công chúa hải tộc đã được lan truyền khắp cả đại lục, đồng thời cũng được xưng là nhân duyên thế kỷ, trước nay chưa từng có. Kết quả là ở ngay trong thịnh hội Long Quả, nhiếp thái tử và họa tâm tiên tử ân ái trước mặt mọi người, không chút nào quan tâm đến cảm thụ của người khác mà còn ngay trước mặt hải tộc thì sao hải tộc lại có thể không tức giận được đây có trò hay để xem chu bách hà tràn đầy phấn khởi phảng phất chỉ cần có chuyện nóng để hóng hớt thì hắn liền vui vẻ linh quang ở trên trời cao đặc biệt trầm trọng như là từng tầng từng tầng hải dương chấn áp xuống cấm cố họa các lại khiến cho không cách nào phi hành một thân ảnh tuyệt thế khuynh thành bước ra từ trong cung điện hải loa đi về hướng họa các đối với việc công chúa hải tộc xuất hiện thì tịch thiên dạ cũng là không có dự liệu được nhìn qua nữ nhân khí thế hung hăng đi tới kia rốt cuộc hắn đã hiểu mục đích của họa tâm tiên tử khó trách lần diễn kịch này của họa tâm tiên tử vượt xa so với ở bách hoa cùng lúc trước sợ là nàng đã sớm biết công chúa hải tộc đang ở trên thiên cự sơn đi tịch thiên dạ như có thâm ý nhìn về phía họa tâm tiên tử mặc dù hắn vẫn không cách nào khẳng định họa tâm tiên tử muốn giết hắn nhưng có thể khẳng định rằng mục đích lần này của họa tâm tiên tử chính là muốn phá hư việc thông gia của hắn với hải tộc thải lân công chúa người đến dương oai đến địa bàn của ta là muốn gì họa tâm tiên tử vươn người đứng dậy không chút yếu thế nào lạnh lùng nói với công chúa hải tộc trên bầu trời cái gì thải lân công chúa vị trên bầu trời kia chính là thải lân công chúa của hải tộc trong truyền thuyết sao toàn bộ người ở trên thiên cử sơn đều bị chấn động đồn rằng hải tộc có bảy vị công chúa bất kỳ một vị nào cũng đều xinh đẹp như hoa dung mạo tuyệt thế thiên phú và tài nghệ đều là tuyệt thế hiếm gặp có thể nói rằng tùy tiện một vị công chúa hải tộc cũng đều là nữ tử mà tất cả tu sĩ trên đại lục này mơ ước ngày đêm mà Thái Lân công chúa còn là người khuynh thành tuyệt diễm nhất trong bảy vị công chúa. Thiên phú của nàng được xưng là mười vạn năm mới có một của hải tộc, dung nhan của nàng cái thế vô song, độc nhất vô nhị, mấy vị đế giả từng gặp qua nàng đều không một ai có thể so sánh. Dần dần, Thái Lân công chúa liền được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của thiên hạ nhưng mà người được thực sự gặp nàng không có mấy ai. Một vị nữ tử có rất nhiều sắc thái truyền kỳ như thế đang xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thái Lân công chúa đã hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn mấy bước thải lân công chúa liền xuất hiện trước cổng họa các bất quá không có bước vào cả người được bao phủ trong quang mang màu xanh thầm mông lung như có một cơn sóng mãnh liệt của hải dương ngăn cách tầm nhìn lại bất quá mặc dù không được chiêm ngưỡng dung nhan của thải lân công chúa nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng họa tâm tiên tử tản ra thất thải quang mang hòa làm một thể với họa các tranh phong với thải lân công chúa không chút yếu thế nào bản công chúa không có ý gì hết chỉ là nhìn người nào đó chẳng những vóc người xấu mà còn thích thông đồng với phu quân tương lai của người khác có chút không quen mắt mà thôi." Thải Lân công chúa thản nhiên nói, "A, à, chuyện thông gia vừa mới được định ra mà Thải Lân công chúa đã ăn giấm nhanh như vậy rồi sao?" Họa Tâm Tiên Tử a một tiếng, vô cùng khiêu khích nhìn Thải Lân công chúa, mà còn không quên quay đầu liếc mắt đưa tình với Tịch Thiên Dạ, không một chút xấu hổ nào hết. Cái gì? Người đính hôn với Nhấp Nhân Hùng chính là Thải Lân công chúa? Tin tức mà họa Tâm Tiên Tử hỏi ra tiếp tục gây nên chấn động cực lớn, như là sóng thần đổ ập vào đất liền ánh mắt mà mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ đều không giấu đi vẻ ghen ghét hận không thể giết chết hắn để thế vào đấy họa tâm tiên tử trung tình với hắn thì cũng thôi đi nhưng đến cả đệ nhất mỹ nữ trong truyền thuyết cũng muốn đính hôn với hắn mọi người vốn cho rằng người đính hôn cùng nhiếp nhân hùng chỉ là một vị công chúa hải tộc không nổi danh lắm mà thôi nhưng dù là thế thì đã khiến không ít người hâm mộ muốn chết vậy mà hóa ra nhiếp nhân hùng lại đính hôn với đệ nhất công chúa của hải tộc đệ nhất mỹ nữ thiên cơ thánh thành bởi vì trong nhận thức của mọi người thì nhiếp nhân hùng căn bản không xứng Thái lân công chúa, Dương Thiên Khuyết ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trái tim có quắp lại, cả người như muốn nổ tung. Hắn sắp điên rồi, dựa vào cái gì mà cùng là con người với nhau, nhiếp nhân hùng lại có thể đạt được mọi thứ mà bọn hắn mong ước cũng không có được, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Điều mà làm cho người khác không thể nào tiếp nhận hơn là việc này không cần hắn tự mình cố gắng, người trong nhà đã xử lý xong cho hắn rồi, ông trời cũng quá mức bất công rồi, họa tâm, ta khuyên người nên cách xa nam nhân của ta một chút. Âm thanh của Thải Lân công chúa mặc dù không lớn, nhưng lại cho người ta cảm thấy một cỗ bá khí không thể làm trái, như là nữ hoàng trong thiên địa. Tất cả tu sĩ trên thiên cự sơn đều là trợn mắt há mồm, không hổ là Thái lân công chúa, dám trực tiếp nói ra lời nói bá khí như thế trước mặt mọi người. Họa tâm tin tử tựa hồ bị Thái lân công chúa làm cho tức giận không nhẹ, gương mặt ửng hồng lên, trong đôi mắt sáng nén giận nói, nam nhân của ngươi, thải lân công chúa không phải quá mức tự cho mình là đúng đi, ngươi mới chỉ là đính hôn với nhiếp lang mà thôi, còn chưa có chính thức kết hôn, kết quả cuối cùng như nào còn chưa nhất định đâu huống chi trước khi tử tiêu vương triều và hải tộc thành thông gia ngươi đã từng gặp nhiếp lang chưa đã từng cầm tay hắn chưa đã từng ngửi qua hương vị trên người hắn chưa ai ra thật không phải ngươi chưa từng làm gì hết ngươi có tư cách gì gọi hắn là nam nhân của ngươi không sợ nói cho ngươi biết ngươi chưa từng làm nhưng mà ta đều đã làm rồi ta với nhiếp lang chính là hai bên tình nguyện mà ngươi bất quá chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi họa tâm tin tử phản kích sắc bén từng câu từng chữ đều khiến cho mọi người trên thiên cự sơn đều há hốc mồm. Họa tâm, mặc dù ta không có làm gì, nhưng thì có làm sao nào, đáng tiếc là ngươi dù nói nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ ngươi tình sâu như biển, yêu thương sâu đậm thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật là nhiếp nhân hùng sắp trở thành hôn phu của hải tộc. Ta chính là người được hắn cưới hỏi đàng hoàng, thiên địa chứng giám, người người đều biết, mà ngươi bất quá chỉ là một người phụ nữ bên ngoài của hắn, vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thải lân công chúa thản nhiên nói, đôi mắt cao quý, thần thái và lời nói kia tựa như chính thất đang thẩm phán tình nhân của phu quân vậy. Nữ nhân khi tranh giành tình nhân với nhau quả thực rất đáng sợ, lời gì cũng dám nói ra, chỉ thiếu một trận đánh. Vẻ mặt tịch thiên dạ cổ quái, cũng không ngờ rằng công chúa hải tộc thế mà thật sự bị họa tâm tiên tử khích tướng. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng thải lân công chúa bởi vì thích nhiếp nhân hùng nên mới tranh phong cùng họa tâm tiên tử. Đúng như họa tâm tiên tử đã nói, cả hai trước đó căn bản chưa từng gặp mặt, vốn không quen biết sao có thể nói thích hay không thích được từ hành động ra sân của thải lân công chúa tịch thiên dạ liền nhìn ra điều vị công chúa này là một người tương đối bá đạo cường thế trong mắt tuyệt đối không được có một hạt cát với tính tình của nàng như vậy thì há có thể nhẫn việc họa tâm tiên tử tình trạng ý thép với hôn phu trên danh nghĩa trước mặt mình sợ là họa tâm tiên tử cũng biết điều này nên mới làm ra bộ dáng kia thải lân công chúa dù là thần cũng không thể nào ngăn cản tình yêu giữa người với người huống chi là một tờ hôn thư hắn không phải nam nhân của ngươi ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được hắn đâu mà ta cũng sẽ không bao giờ rời xa hắn họa tâm tiên tử như là một nữ tử si tình không chút mẩy mai quan tâm cái gọi là danh chính ngôn thuận đứng trước mặt thải lân công chúa dùng lý lẽ để biện luận không ít nữ tử trên thiên cự sơn bị lòng dũng cảm và kiên định của họa tâm tiên tử làm cho xúc động có chút người nhớ lại tao ngộ của mình càng là không nhịn được khóc lóc giữa tình yêu và lợi ích đôi khi sẽ vô cùng mâu thuẫn với nhau nhất là bên trong những đại gia tộc phần lớn các nàng khi đối mặt với loại mâu thuẫn này đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp rất ít người dám đứng ra phản kháng huống chi dù có phản kháng thì hy vọng thành công cũng vô cùng xa vời trong lúc nhất thời họa tâm tiên tử đạt được không ít nữ tử ở thiên cự sơn ủng hộ một cách hiếm thấy họa tâm tiên tử nói không sai thần cũng không cách nào ngăn cản tình yêu con người trời không già đất không khô thế gian không hủy diệt thì chân tình sẽ một mực tồn tại một tờ hôn thư mà thôi có phải thần binh gì đâu chứ chỉ có thể đại biểu hoạt động bẩn thỉu giữa hai thế lực mà thôi nhiếp thái tử không yêu ngươi hắn sẽ mãi mãi không thuộc về ngươi dù ngươi có bắt hắn lại cũng sẽ không chiếm được trái tim hắn Tình yêu chân thành tha thiết chính là thứ chân quý nhất, ít ra họa tâm tiên tử còn có tình yêu, mà ngươi chỉ có một cái danh phận mà thôi. Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ của thiên cơ thánh thành cơ chứ, ta thấy còn chưa chắc đẹp bằng họa tâm tiên tử. Tất cả nữ nhân trên thiên cự sơn cơ hồ đều ủng hộ họa tâm tiên tử, làm cho đám tu sĩ nam nhân bên cạnh đều mắt chữ A màu chữ O. Nữ nhân thật sự là một sinh vật kỳ quái. Họa tâm tiên tử chưa hẳn toàn bộ đều chiếm lý, thải lân công chúa cũng chưa chắc là phạm tội tay trời A làm sao mà trong mắt nàng họa tâm tiên tử đã trở thành một con cừu nhỏ có vận mệnh bi thảm thái lân công chúa thì trở thành độc phụ dơ gậy đánh đuôi uyên ương rồi sắc mặt thái lân công chúa trắng bệch vẫn như là khổng tước trên trời cao không chút nào để ý đến lời đàm tiếu của những nữ nhân kia phảng phất không quan tâm chút nào hết chỉ là đôi bàn tay trắng như phấn dấu ở bên trong ống tay áo kia đã nắm chặt lại thái lân nàng đã khi nào phải chịu cảnh đàm tiếu chỉ trích thế này họa tâm tiên tử rõ ràng biết nàng đang ở ngay trên thiên cự sơn mà còn cố ý dây dưa với nhiếp nhân hùng không chút kiên kỵ nào trước mặt công chút không hề để vị hôn đề danh chính ngôn thuận nhìn nàng vào mắt kết quả cuối cùng thì nàng lại trở thành kẻ ác họa tâm thì thành người tốt đáng thương họa tâm ta khuyên ngươi nên cách xa hắn một chút nếu không đừng trách ta không khách khí Thải lân công chúa lạnh lùng nói không khách khí ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao họa tâm tiên tử thản nhiên nói vừa dứt lời họa tâm tiên tử liền phóng ra một cỗ uy áp kinh thiên động địa cỗ uy áp ấy vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể tranh phong với thải lân công chúa. Khí tức thật là đáng sợ, bán đế phổ thông sẽ không có hơi thở đáng sợ cỡ này đi, chí ít cũng phải vượt qua một lần sinh tử kiếp rồi. Một lần sinh tử kiếp, ngu ngốc, khí tức kia chỉ có nhị kiếp bán đế mới có thể có. Họa tâm tiên tử thật sự không hổ là kỳ tài khoáng cổ tuyệt kim, nghe nói tuổi tác còn chưa đến 200 đã tu thành nhị kiếp bán đế, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Điều nói thải lân công chúa là kỳ tài vạn năm không một của hải tộc, ta thấy họa tâm tiên tử chưa chắc sẽ kém hơn thải lân công chúa đâu ở trên thiên cự sơn lúc này tự nhiên không thiếu bán đế cho nên một khắc mà họa tâm tiên tử phóng xuất ra khí tức thì cơ bản tất cả bán đế đều chấn kinh trong đôi mắt có chút khó tin họa tâm tiên tử trở thành bán đế không lâu thế mà trong thời gian ngắn ngủi liền vượt qua hai lần sinh tử kiếp thật là đáng sợ nhị kiếp bán đế xem ra ngươi rất có tự tin về bản thân a à? hẳn là còn muốn khiêu chiến ta sao thải lân công chúa cười lạnh đôi mắt như hai viên lam bảo thạch hờ hướng nhìn họa tâm tiên tử Thải Lân công chúa từ vài thập niên trước đã danh chấn khắp thiên cơ thánh thành, luận danh khí tự nhiên ta không bằng, bất quá ta rất là hoài nghi liệu đệ nhất nhân trên thiếu đế bảng của thiên cơ thánh thành trong truyền thuyết có phải hư danh hay không. Họa Tâm tiên tử thản nhiên nói, bước ra từng bước, trực tiếp đi về hướng Thải Lân công chúa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, họa tâm tiên tử hẳn là chuẩn bị động thủ với thải lân công chúa sao? Có ý tứ, như thế cũng tốt, nếu để ta chủ động xuất thủ thì lại có người nói ta lấy lớn hiếp nhỉ. Thải lân công chúa chắp tay, nàng cũng không ngờ họa tâm tiên tử lại chủ động khiêu chiến nàng dù sao nàng cũng đã thành danh từ lâu đội tình càng sâu hơn thải lân nếu người đã tự phụ như thế không bằng chúng ta đánh cược đi nếu như người thua thì liền rời xa nhấp làng vĩnh viễn không bước vào phạm vi 30 mươi trượng quanh hắn khí tức trên người họa tâm tiên tử càng ngày càng cường thịnh từng đạo thất thải quang mang ảo mộng như là tự thành thiên địa phủ lên thế gian này sắc thái chuyện cổ tích nếu như người thua thì sao thải lân công chúa bình tĩnh hỏi lại nếu như ta thua thì mặc người xử trí ánh mắt họa tâm tin tử lạnh như bằng phảng phất như đánh bạc hết thảy tìm đường sống trong chỗ chết thải lân công chúa nghe vậy khinh thường cười nói buồn cười họa tâm ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao muốn phá hư liên minh giữa tử tiêu vương triều và hải tộc ta khuyên ngươi nên từ bỏ hy vọng đấy đi nếu không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn vừa dứt lời khi tức trên người thải lân công chúa đã cường thịnh đến cực điểm hải thần tam xoa kích màu xanh đậm như nước biển xuất hiện trong tay cổ tay nàng chấn động một cái hải thần tam xoa kích dài mười trượng trong tay nàng linh hoạt như là rơi mây hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng đâm về phía họa tâm tiên tử vạn tầng sóng biển theo hải thần tam xoa kích từ trên chín tầng may buông xuống như là hải dương lập úp thiên địa điên đảo cỗ sóng lớn kia dọa người đến cực điểm tin rằng dù là bán đế phổ thông cũng sẽ bị đánh tan thành cho bụi trong nháy mắt căn bản không có chút khả năng chống cự nào ta chỉ là muốn giữ lại người mình yêu mến mà thôi không có nhiều âm mưu quỷ kế như người nghĩ đương nhiên họa tâm tiên tử sẽ không thừa nhận mục đích của mình từ đầu đến cuối vẫn luôn là bộ dạng si tình, một thanh thất thải cổ kiếm xuất hiện trong tay nàng, khí tức phát ra không hề kém hơn Hải thần Tam xoa kích, hiển nhiên đây cũng là một thanh đế đạo bảo kiếm hiếm thấy, từng vòng từng vòng huyễn thải quang mang hư ảo được phóng thích ra từ trên thân kiếm, Và chạm với vạn tầng sóng biển của Thái Lân công chúa, ầm ầm, thiên địa rung mạnh, linh áp kinh khủng quét ngang thiên cự sơn, hải dương màu lam đan xen một chỗ cùng thất thải nguyễn sắc, bao trùm toàn bộ thiên địa, nếu không phải thiên cự sơn có chí cường đế trận bảo hộ, sợ là chỉ một kích này đã đủ để đánh chết hàng ngàn hàng vạn thánh nhân phổ thông đến đây tham dự thịnh hội long quả hai đạo thân ảnh khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ vô cùng không ngừng điên cuồng giao chiến trên bầu trời lờ mờ cuốn lên gợn sóng kinh thiên độc địa bạn đang xem thiên đế trùng sinh độc đoán vạn cổ tại kênh youtube gì các phim được bảo hộ dưới đế trận của thiên cự sơn đám người tự nhiên không lo lắng cho an nguy của mình phấn khích nhìn lên bầu trời quan sát trận chiến kịch tính kia không hổ là hai vị nữ tử sinh đẹp diễm lệ nhất thiên cơ thánh thành dù là chiến đấu cũng mỹ lệ động lòng người như thế. Đương nhiên, ngoài trừ sự ưu mỹ, xinh đẹp của hai vị tuyệt thế giai nhân kia thì điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là ai sẽ chiến thắng. Thải Lân công chúa thành danh tương đối sớm, chính là đệ nhất thiên kiêu trên thiếu đế bảng của Thiên Cơ Thánh Thành, được xưng là đệ nhất thiên tài của Thiên Cơ Thánh Thành. Về phần họa tâm tiên tử thì kém hơn mấy chục năm, bất quá danh tiếng những năm nay cũng tương đối lớn, thực lực chưa hẳn sẽ kém hơn Thải Lân công chúa bao nhiêu. Cả hai đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại cả đám tự nhiên chờ mong kết quả thắng bại sau cùng của trận chiến này trong họa các ánh mắt trần như phong ngưng trọng nhìn chăm chăm vào cuộc chiến trên bầu trời sao họa tâm lại mạnh như thế hắn khá giật mình và khó hiểu thời gian đột phá bán đế của hắn và họa tâm không sai biệt lắm nhưng nàng lúc này đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu trước đây không lâu hắn mới đột phá đến nhất kiếp bán đế mà thôi vậy mà họa tâm tiên tử đã là nhị kiếp bán đế rồi chẳng những vậy mà lại cường đại đến độ có thể phân cao thấp với thải lân công chúa Thiên phú của một người dù cao cũng không thể cao đến mức thái quá thế chứ, dù sao Thái Lân công chúa đã đột phá nhị kiếp bán đế từ mười mấy năm trước rồi. Trên yến tiệc, Tịch Thiên Dạ lẳng lặng uống rượu ngon ăn sơn hào hải vị, từ đầu đến cuối không nhìn về chiến đấu trên trời một cái. Phảng phất mưa to gió lớn đang nổi lên bên ngoài không hề có liên quan đến hắn trước nào. Ngọc Châu kinh ngạc nhìn điện hạ nhà mình, mặc dù trước kia điện hạ cũng vốn lạnh nhạt không thích náo nhiệt, nhưng một người trẻ tuổi trung quy vẫn thiếu sót, thời điểm gặp chân chính gặp chuyện sẽ không có khả năng bảo trì tình trạng lạnh nhạt nhưng giờ phút này điện hạ lại phảng phất đã đền bù được khuyết điểm này không chỉ là tùy tâm mà còn nhiều hơn mấy phần ổn trọng sắc sảo hẳn là chuyến đi xa một mình này đã khiến cho điện hạ có cải tiến rất lớn sao Ngọc Châu thầm nghĩ trong lòng chiến đấu trên bầu trời càng ngày càng gay cấn và kịch liệt phảng phất muốn đánh nát cả bầu trời mỗi một đòn mà hải thần tam xoa kích đánh ra đều như quấy động cả hải dương vạn tầng sóng biển khiến người khác cực kỳ kinh hãi cũng cực kỳ cường thế bá đạo bên ngoài thì họa tâm tiên tử như đang rơi vào thế hạ phong nhưng lại như là đắng ngầm nơi biển rộng, mặc cho mưa to sóng lớn đến đâu vẫn luôn sừng sững bất động, trong lúc nhất thời cả hai rơi vào trạng thái giằng co. Ngay khi mức độ chiến đấu chuẩn bị lao thang, cả hai sắp sửa toàn lực ứng phó thì một giọng nói lớn bỗng vang lên trong thiên địa. Tốt rồi, cãi nhau ở trên thịnh hội long quả thì còn ra thể thống gì nữa. Theo giọng nói đó vang lên, một đạo lam quang xuất hiện trên thiên cự phong, trực tiếp tách thải lân công chúa và họa tâm tiên tử ra. Đế giả, vô thượng đế khí, đó là lực lượng đế giả rốt cuộc có đế giả ra mặt can thiệp những tiếng kinh hô vang lên trên khắp thiên cự sơn ánh mắt mọi người tràn đầy kính ý nhìn về phía thiên cự phong nơi đó có đế giả chân chính có tồn tại trí cao vô thượng chân chính trên đại lục nam man ở đó trước mặt đế tất cả cuộc chiến đấu dù kịch liệt ra sao cũng chỉ như tiểu hài tử cãi nhau mà thôi thải lân công chúa và họa tâm tiên tử bị một đạo màn sáng từ đế khí ngưng tụ mà thành tách ra cách ly hai bên trong lúc nhất thời chỉ có thể dừng tay dù sao thì đế giả đã ra mặt các nàng cũng không thể tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Họa tâm tiên tử, người có chút vượt qua dự liệu của ta. Thải lân công chúa lạnh lùng nhìn về phía họa tâm tiên tử, thản nhiên nói. Một mực có đồn địa rằng họa tâm tiên tử sắp trở thành thành viên mới của thiếu đế bằng, vốn là nàng cũng không có tin, dù sao thực lực mà họa tâm tiên tử biểu hiện ra trước đó căn bản không có tư cách đứng trên thiếu đế bằng. Nhưng bây giờ nàng đã nhận ra rằng họa tâm tiên tử không hề đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, ẩn giấu quá nhiều, một mỹ nhân lại ẩn giấu sâu như vậy nếu nói không có vấn đề gì thì nàng sẽ không tin thải lân công chúa cũng không có gì đặc biệt hết nhỉ họa tâm tiên tử thản nhiên đáp lại trong mắt có mấy phần khiêu khích giữa ngươi với ta trung quy sẽ có một trận chiến hy vọng tới lúc đó ngươi còn có thể kiên cường đứng trước mặt ta mà nói những lời này thải lân công chúa lường họa tâm tiên tử một cái sau đó không để ý nàng nữa ngược lại đưa ánh mắt về phía tịch thiên dạ trong đôi mắt lam bảo thạch ấy phát ra uy nghiêm kinh người lạnh lùng nói nhiếp nhân hùng đi theo ta đi vì sao Tịch Thiên Dạ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua Thái Lân công chúa, Thải Lân công chúa sững sờ, có chút không biết trả lời thế nào, dù sao nàng mới chỉ là tạm thời đính hôn với Nhiếp Nhân Hùng, còn chưa có thành hôn, nếu như nàng quản quá nhiều chuyện đúng là không thích hợp lắm. Ở trước mặt Họa Tâm Tiên tử thì Thái Lân công chúa cường thế bá đạo vô cùng, nhưng khi đối mặt với chính chủ chân chính thì vẫn có chút xấu hổ, dù sao có nhiều người trên Thiên Cự Sơn đều đang nhìn a, à, Họa Tâm người này tâm tư khó lường, chủ động tiếp cận ngươi khẳng định còn có một mục đích nào đấy mà không thể cho ai biết tốt nhất ngươi nên cách xa nàng một chút thải lân công chúa lạnh lùng nói vậy còn ngươi chẳng lẽ mục đích của ngươi rất đơn thuần sao tịch thiên dạ cười nói nhiếp nhân hùng căn bản không quen biết gì thải lân công chúa hết gặp còn chưa gặp nói gì đến nảy sinh tình cảm hay không hải tộc đáp ứng thông gia khẳng định có mục đích nào sau đấy thải lân công chúa nghẹn lời một lúc sau hử lạnh một tiếng xoay người rời đi hiển nhiên không muốn nói chuyện với tịch thiên dạ nữa nhiếp nhân hùng hy vọng ngươi nhớ kỹ bất kể thế nào thì ngươi cũng đã là thông gia với hải tộc phụ mẫu đã quyết làm thông gia thì không thể làm trái lại đã là hôn phu của hải tộc vậy ngươi cũng nên có dáng vẻ của một vị hôn phu hải tộc đừng làm cho ta mất mặt ở bên ngoài thải lân công chúa đạp không lên trời mấy bước liền trở về hài loa tiên cung nhưng giọng nói bá đạo cường thế vẫn vang vọng trong thiên địa họa tâm tiên tử nhìn qua bóng lưng thải lân công chúa lâu mày cao lại Người này quả nhiên không dễ đối phó một phen diễn kích của nàng không mang lại bất cứ hiệu quả nào tịch thiên dạ cũng nhìn theo thải lân công chúa đột nhiên cười lớn rồi cúi đầu lạnh nhạt uống rượu nhiếp huynh vị hôn thê này của ngươi thật là hung hăng à ngươi thật sự muốn cưới nữ nhân như thế làm vợ sao không sợ hôm sau liền phải quỳ xuống ván gỗ cụi gai à ánh mắt chu bách hà cổ quái nhìn về phía tịch thiên dạ nhếp lang đừng sợ nếu sau này nàng dám khi dễ ngươi thì ta nhất định không bỏ qua cho nàng họa tâm tiên tử lén trở về bên cạnh tịch thiên dạ trong đôi mắt có ba phản u oán ba phần ảm đạm ba phần bất đắc dĩ bộ dáng kia thật là khiến người khác thương tâm đến rơi lệ trái tim những người ái mộ họa tâm tiên tử trong họa các điều đau như cắt nước mắt đầm đìa tràn đầy oán niệm nhìn về tịch thiên dạ vì sao họa tâm tiên tử lại thích tên hỗn đã nhiếp nhân hùng kia cơ chứ tha rằng vì hắn mà chịu ủy khuất vì hắn thương tâm rơi lệ cũng nhất quyết không rời bỏ tiên tử cần gì như thế chứ tịch thiên dạ thản nhiên nói ý đồ muốn phá hư sự đính hôn giữa hắn và thái lân công chúa đã không thành rồi mà vẫn còn tâm tình diễn kịch sao Nhiếp lang đừng nản trí rồi chúng ta sẽ có biện pháp thôi họa tâm tiên tử chủ động ôm lấy tay tịch thiên dạ phẳng phất còn an ủi ngược lại hắn chu bách hà hứng thú nhìn qua họa tâm tiên tử mặc dù hắn không rõ giữa nhấp nhân hùng và họa tâm tiên tử xảy ra chuyện gì nhưng với những hiểu biết của hắn về nhấp nhân hùng thì khẳng định hắn không quá quan tâm đến họa tâm tiên tử nếu nói giữa hai người có cái gì mà tình sâu như biển thì khẳng định là giả thời gian sau đó bầu không khí trong họa các tương đối cổ quái tất cả mọi người đều uống rượu dài sầu không ai nói chuyện dù chỉ một hai câu cũng không hề có trải qua màn nháo động trước đó họa tâm tiên tử tựa hồ càng không quan tâm cách nhìn của người khác cứ dính chặt lấy tịch thiên dạ còn người tinh xảo thi thoảng nhìn vào phía thiên cự phong tựa hồ đang cố ý chọc giận vị thải lân công chúa kia bất quá so với thải lân công chúa điều mà họa tâm tiên tử tò mò hơn cả chính là vì sao nhấp nhân hùng không phải trần nàng mà kệ nàng diễn kịch càn quấy chọc giận thải lân công chúa theo lý mà nói thì một người bình thường sẽ không thể nào giúp đỡ kẻ thù đi chọc giận hôn phu của mình được chứ dù rằng chưa từng thấy vị hôn thê kia phần nào căn bản không có bất cứ cảm tình gì nhưng thế thì vẫn phải mạnh hơn so với kẻ thù a à, chẳng lẽ nhấp nhân hùng thật sự thích nàng sao chẳng biết tại sao trong lòng họa tâm tiên tử như có con mèo bắt được thứ gì đó hành vi cổ quái của nhấp nhân hùng khiến cho nàng rất muốn biết nguyên nhân trong đó hải loa tiên cung phóng thẳng lên trời rất nhanh liền biến mất trong mây mù thải lân công chúa chắp tay sau lưng đứng bình tĩnh ở trên cung điện đôi mắt lam ngọc lạnh lùng nhìn về phía họa các xa xa công chúa cần gì phải tức giận một nam nhân thối mà thôi mà nghe nói tên nhiếp nhân hùng kia còn văn không thành võ chẳng phải chính là một công tử hoàn khố vô năng một cung nữ xinh đẹp đứng sau thải lân công chúa bất bình thay cho chủ nhân của mình họa tâm có vấn đề hành vi của nàng đều chỉ đơn thuần muốn chọc giận ta mục đích hẳn là muốn phá hư liên minh giữa tử tiêu vương triều và hải tộc thải lân công chúa thản nhiên nói còn có một câu mà nàng chưa nói đó là khi giao thủ với họa tâm nàng từng phát giác được một cỗ sát khí khiến cho đến cả nàng cũng kinh sợ trong nháy mắt luồng sát khí này vô cùng đáng sợ tuyệt đối không chỉ đơn giản như tranh giành tình nhân như thế nàng tin rằng chỉ cần có cơ hội họa tâm tuyệt đối sẽ không do dự xuất thủ giết chết nàng nàng ta chắc chắn có vấn đề gì đó thải lân công chúa nói khẽ sau khi trở về nhất định phải điều tra tỉ mỉ lai lịch của họa tâm một chút thời điểm họa tâm vang danh thiên cơ thánh thành năm đó tương đối đột nhiên nói không chừng trong đây còn có bí mật gì không muốn người khác biết công chúa sao người lại muốn gả cho nhấp nhân hùng hắn căn bản không xứng với ngài a tiểu cung nữ tuổi không lớn tuổi lắm kia vẫn có chút bất bình cho công chúa nhà mình ủy khuất nói công chúa nhà nàng chính là đệ nhất thiên tài đệ nhất mỹ nữ của thiên cơ thánh thành mà càng là hải hoàng tương lai nhất nhân hùng căn bản không xứng với công chúa thiên kiêu kinh diễm tuyệt thế trẻ tuổi trên đại lục nhiều như vậy sao hết lần này đến lần khác lại chọn một tên thái tử cực kỳ phế vật này chứ ồ vậy ngươi cho rằng người nào xứng với bản công chúa thải lân công chúa thích thú hỏi lại tiểu cung nữ này tương đối được thải lân công chúa sủng ái cũng không cố kỵ gì trực tiếp nói chí ít cũng nhất định phải là thiên kiêu tuấn kiệt trên thiếu đế bảng mới xứng với công chúa điện hạ đi như là mộ thương phi tuyết mới xứng với công chúa tiểu cung nữ có chút hương phấn nói trong đôi mắt của cô nàng khi mà nhắc đến mộ thương phi tuyết tràn đầy vẻ sùng bái mộ thương phi tuyết thải lân công chúa khẽ lắc đầu thản nhiên nói hắn cũng không xứng tiểu cung nữ sững sờ thầm tặc lưỡi mộ thương phi tuyết còn không xứng sao tầm mắt của công chúa nhà mình thật là cao hơn cả trời nha bất quá ngay cả mộ thương phi tuyết mà công chúa còn chướng mắt sao lại vừa ý nhiếp nhân hùng chẳng lẽ nhất nhân hùng còn ưu tú hơn bộ thương phi tuyết đây đúng là chuyện cười ai nói bản công chúa muốn gả cho nhất nhân hùng thải lân công chúa hơi ngạc nhiên hỏi lại ơ nhưng mà tiểu cung nữ có chút không rõ ràng lắm là nhất nhân hùng muốn gả cho bản công chúa thải lân công chúa thản nhiên nói tiểu cung nữ nghe vậy trợn mắt lên thế thì khác nhau chỗ nào chứ bất quá rất nhanh vẻ mặt của tiểu cung nữ liền ngưng trọng lại ngạc nhiên nhìn về phái công chúa nhà mình kinh ngạc thốt lên chẳng lẽ nhất nhân hùng muốn ở rể hải tộc chúng ta làm sao có thể nhiếp thiên đế chủ sao có thể đáp ứng được hắn chỉ có độc nhất một nhi tử ta trong thế giới người bình thường cái gọi là ai gả cho ai cũng đều không có gì khác biệt không có khái niệm cưới vợ và ở rể gì hết nhưng hôn nhân chính trị giữa hai thế lực với nhau thì mối quan hệ ở đây lại tương đối nghiêm trọng thường ảnh hưởng đến lợi ích và địa vị nếu tin tức thái tử tử tiêu vương triều ở rể hải tộc được truyền đi thì danh dự của tử tiêu vương triều cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ không phải ở rể chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi nhiếp thiên đế chủ đáp ứng sẽ để nhiếp nhân hùng lưu lại hải tộc một thời gian nhưng cũng không phải là ở rể thải lân công chúa lắc đầu nói ở rể là một phương thức thông gia không bình đẳng sau khi gả vào nhà gái thì cần đổi tên sửa họ nói cách khác thì từ nay về sau sống là hải tộc chết cũng là hải tộc thái tử tử tiêu vương triều không đến mức bị coi khinh đến thế đi nếu không chuyện liên minh giữa tử tiêu vương triều và hải tộc các nàng dù là bước đầu cũng không thể thành công họa các bao quanh thiên cự sơn đi qua các phủ không đảo dựa theo tuyến đường cố định mà không ngừng vòng đi vòng lại du khách bên trong họa các thỉnh thoảng nhìn thấy những bảo vật mình ngưỡng mộ sẽ chi ra rất nhiều tiền để mua chúng tịch thiên giả không có hứng thú hắn chỉ cần có nguyên vật liệu những hoang khí hay máy móc khôi lỗi hắn đều cảm thấy chứng mắt long quả thịnh hội kỳ trước là tú tràng của những đại sư vạn vật liên minh nên ít nhất trước một tháng sẽ không xuất hiện đấu giá đương nhiên long quả thịnh hội kỳ sau sẽ có một đấu giá hội cỡ lớn đến lúc đó đủ loại kỳ chân dị bảo đều sẽ được xuất thế chu bách hà như thể rất thân thuộc hắn là người nhiều lời nhất trong bữa tiệc thích đuổi theo bên cạnh tịch thiên dạ để hỏi lung tung này kia nhưng lại không có mấy ai để ý đến hắn họa tâm tiên tử quả không hổ là tuyệt thế thiên kiều so sánh với những người trên thiếu đế bảng chỉ sợ là không hề thua kém chu bách hà thấy ngọc châu không để ý tới hắn nên chuyển sang nịnh mạt họa tâm tiên tử họa tâm tiên tử lướt mắt lườm chu bách hà thản nhiên nói công tử quá khen tuy họa tâm có thể lao lên thiếu đế bảng nhưng cũng chỉ xếp danh phía cuối ít nhất cũng có thể so được với công chúa cường đại kia họa tâm tiên tử khiêm tốn rồi đứng được trong thiếu đế bảng đều có thể ngạo thị thiên hạ chu bách hà cười lớn dĩ nhiên lời nói của họa tâm tiên tử không hoàn toàn khiêm tốn tu vi bán đế leo lên thiếu đế bảng hoàn toàn chỉ có thể đứng ở cuối bảng thiếu đế bảng đại khái chia làm ba cấp độ tầng thấp nhất chính là những bán đế tu sĩ tuổi tác không cao khoảng 300 tuổi tầng trung gian là những đế cảnh tu sĩ tuổi tác cũng không cao khoảng 300 tuổi tầng cao nhất là những người như thần long thiên nữ long thiên nhi nhất kiếm khuynh thiên mộ thương phi tuyết ma vân thôn nhật ma phệ thiên là một nhóm nhỏ người đứng trên đỉnh của thiếu đế bảng Đương nhiên cũng có những tu sĩ không đủ 300 tuổi có thể đột phá lên đế giả, nhưng ở Thiên Cơ Thánh Thành lại không có. Hơn nữa bên trong tất cả nhân loại tu sĩ, ngoại trừ mộ Thương Thánh Thành thần bí nhất thì những nơi khác cũng đều không có. Những nhân vật đáng sợ chưa đủ 300 tuổi đã thành đế đều là những sinh linh đặc thù huyết mạch của ma tộc và yêu tộc, hoặc là một vài đặc thù dị tộc bên trong Thiên Lan thế giới. Nói đúng ra, hải tộc công chúa được xưng thành Thiên Cơ Thánh Thành đệ nhất thiên tài cũng không phải là nhân loại. Nhân loại từ xưa đến nay đều không chiếm ưu thế về mặt tu luyện. Chu Thiên Cảnh Đại Tông Sư tự mình xuất hiện rồi, bên trong họa các đột nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc, dám người nghe vậy đều dồn dập nhìn sang. Chu Thiên Cảnh là luyện khí Đại Tông Sư bên trong vạn vật liên minh, không chỉ luyện khí tạo nghệ vô cùng tinh thông mà còn là một vị vô thượng đế giả vô cùng cao quý. Nếu không phải vẫn luôn không có cách để luyện chế ra đế khí thì Chu Thiên Cảnh đã không chỉ là luyện khí Đại Tông Sư mà chính là luyện khí đế sư trong truyền thuyết. Đáng tiếc vạn vật liên minh sau ngày thiên lan chung kết liền có rất nhiều cổ lão luyện khí sư đều đột phá làm đế nhưng vẫn không thể thành đế sư chân chính, vì cho đến tận hôm nay vẫn không có người nào có thể luyện chế ra đế khí chân chính, Chu Thiên cảnh đại tông sư tự mình xuống luyện khí, thật khiến người khác mong đợi, có thể tận mắt quan sát đế giả luyện khí quả là vinh hạnh. Dường như tất cả mọi người trên Thiên Cự Sơn đều nhìn về một tòa huyền không đảo ở giữa, chỉ thấy một vị lão giả áo trắng đứng trên đài luyện khí ở trung ương huyền không đảo, tràn đầy khí tức xuất thần, hắn đứng ở đó không hề phát ra bất kỳ khí thế nhưng tự nhiên lại trở thành trung tâm của toàn thế giới như thể cả thế giới đều xoay tròn quanh hắn. Đó chính là đặc thù khí chất mà chỉ những đế giả chân chính mới có, tương hợp với trời như thể mọi quy tắc đều nằm trong tay hắn. Hắn chính là chúa tể của một phương thế giới, long quả thịnh hội ngàn năm khó gặp, lão hủ cũng đến góc vui một chút. Lần này ta chuẩn bị luyện chế một thanh đế đạo bảo vật đặc thù, cũng là bảo vật mà ta vẫn luôn muốn luyện chế. Nếu đã biểu diễn cũng là hoàn thành tâm nguyện của ta, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Châu Thiên Cảnh vuốt vuốt sợi dâu trắng cười nói, âm thanh không lớn nhưng có thể khiến cho người của cả thiên cự sơn đều nghe rõ ràng không có khí thế của một đế giả tuyệt bá thiên hạ mà chỉ giống như một lão nhân bình thường không ít tu sĩ bên trên thiên cự sơn đều hít một hơi lạnh ánh mắt rung động luyện chế đế đạo bảo vật tại hiện trường thật là một quyết định lớn không sợ luyện chế thất bại sẽ xấu hổ sao đế đạo bảo vật trước mắt chính là hoang khí mạnh nhất trên đại lục cho dù là tu vi đế giả luyện khí tông sư đến luyện chế thì tỷ lệ thất bại cũng rất cao trước nay không có bất kỳ ai dám lấy luyện chế đế đạo bảo vật ra để biểu diễn Chu Thiên Cảnh đại tông sư thật là quyết đoán, tại hạ bội phục, có điều ta rất hiếu kỳ, nếu luyện chế thành công cũng sẽ giống những luyện khí sư khác, sẽ được đấu giá trên Long Quả Thịnh hội sao? Một âm thanh uy nghiêm vang lên phía trên Thiên Cự Sơn, người vừa nói ra đương nhiên cũng là một vị đế giả, âm thanh không lớn nhưng vừa phát ra là khiến tất cả những âm thanh khác trên Thiên Cự Sơn đều tự nhiên biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại một giọng nói đang vang vọng, đế giả nói thì chúng sinh đều không thể nói, đương nhiên nếu đã luyện khí tại long quả thịnh hội thì phải tuân thủ theo quy tắc của nó chu thiên cảnh đại tông sư đáp lại rất tốt tại hạ đang mong chờ âm thanh cười lớn sau đó liền biến mất tầm mắt tất cả tu sĩ trên thiên cự sơn đều nóng rực luyện chế đế đạo bảo vật tại hiện trường sau đó sẽ được đấu giá thật khiến người khác kích động nếu đế đạo bảo vật thật sự luyện chế thành công thì có thể khẳng định nơi sâu mây mù của thiên cự sơn lập tức sẽ có rất nhiều đế giả xuất hiện bày ra một trận tranh đoạt kịch kiệt có điều luyện chế đế đạo bảo vật kia lão hủ còn thiếu mất một vật chính là kim ti la hoàng điều hồn thú và tinh huyết nghe nói đã có người đoạt được không biết đó là ai dựa theo ước định lão hủ nguyện ý lấy lượng thân luyện khí đại thánh chi khí để trao đổi nói xong chu thiên cảnh nhìn bốn phía về những phi các phủ ôm trên bầu trời một vài tu sĩ trên thiên cự sơn nghe vậy liền tình ngộ thì ra thần bí luyện khí đế giả dẫn đến việc tranh giành kim ti la hoàng minh điều chính là chu thiên cảnh đại tông sư khó trách cũng chỉ có lời nói của chu thiên cảnh đại tông sư mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy Lúc đầu có đến hơn nửa thế lực ở Thiên Cơ Thánh Thành đều đi tới Vân Mãng Sơn để tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Minh Điểu là ai đã đạt được, vì sao lại không hiện thân. Chu Thiên Cảnh không thấy ai trả lời liền hỏi thêm lần nữa. Thời gian trước đã nghe thấy có người đã đạt được Kim Ti La Hoàng Minh Điểu hồn thú cùng tinh huyết, nếu đã đạt được, vì sao lại không ra cùng hắn trao đổi? Hầu hết các tu sĩ trên Thiên Cự Sơn đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một vài người theo bản năng nhìn lên họa các, đến mức những tu sĩ bên trong họa các đều nhìn về phía tịch thiên dạ liên quan đến việc họa tâm tiên tử giết chết kim ti la hoàng minh điều sau đó tặng cho tử tiêu vương triều thái tử nhất nhân hùng đã không còn là bí mật trên thiên cự sơn rất nhiều người đã biết về điều đó tịch thiên giả thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình nên hắn mới chậm chậm nhìn về chu thiên cảnh thản nhiên nói kim ti la hoàng minh điệu hồn thú cùng tinh huyết là thứ ta muốn không có cách nào đưa ngươi được cái gì lời hắn vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều sững sờ kim ti la hoàng minh Điều hồn thú cùng tinh huyết đổi lấy một thanh đại thánh binh dành cho bản thân chỉ sợ là ai cũng không do dự mà nguyện ý đổi. Dù sao Kim Ti La Hoàng Minh Điều cũng chỉ là yêu thú đại thánh cảnh, tuy vô cùng hiếm nhưng tác dụng lại có hạn. còn đại thánh binh là báu vật vô giá trên đại lục, bất luận là một cái nào cũng đều là vô cùng chân quý. Chu Thiên Cảnh nghe vậy cao mày lãnh đạm nói, nhất thái tử chẳng lẽ cho rằng điều kiện ta đưa ra là không đủ, có điều kiện gì người cứ nói. Hắn thấy tịch thiên dạ không phải không muốn bán Kim Ti La Hoàng Minh Điều hồn thú cùng tinh huyết, mà chỉ ác ý muốn lên giá tại chỗ. Nếu không phải là lời luyện khí sư và luyện đan sư, Kim Ti La Hoàng Minh điều hồn thú cùng tinh huyết cho dù có tìm được nhưng không có tác dụng lớn gì. Những tu sĩ bên trên thiên cự sơn nghe vậy mới phản ứng, ánh mắt cổ quái nhìn về phía tịch thiên dạ. Sợ là cũng chỉ có nhiếp nhân hùng mới lên giá ngay tại chỗ để dọa dẫm một vô thượng đế giả, không nói đến việc không đủ can đảm, cho dù có đủ can đảm cũng đã bị chu thiên cảnh đại tông sư một tay đập chết. Nhiều người lắc đầu cười khổ, nhiếp thái tử không thẹn là nhiếp thái tử, làm việc quả nhiên không từ thủ đoạn, chu tông sư hiểu nhầm rồi, bổn nhân nói không bán thì chính là không bán tịch thiên giả lắc đầu nói kim ti la hoàng minh điều đã bị hắn luyện chế thành minh hoàng luyện thi hơn nữa lại còn bị tàn hồn khiếu thiên tam âm hồ chiếm cứ nên không thể nào xuất bán chu thiên cảnh nghe vậy hơi nhíu mày với lịch duyệt của mình hắn có thể nhìn ra nhấp nhân hùng thật sự không muốn bán kim ti la hoàng minh điều cho hắn vậy thì khó rồi đổi lại là người khác thì hắn còn có thể sử dụng một thủ đoạn khác để mua lại nhưng với nhấp nhân hùng hắn lại không có cách nào Chủ yếu là nếu hắn muốn luyện chế Đế Đạo bảo vật, kia thì nhất định phải có vật liệu trên người Kim Ti La Hoàng Minh Điểu mới chế luyện được, nếu không thì không thể nào luyện chế được, thật sự không thể thương lượng. Chu Thiên Cảnh chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, Tịch Thiên Dạ lắc đầu, toàn bộ Thiên Cự Sơn vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra sự khó xử của Chu Thiên Cảnh đại tông sư. Đương nhiên không có vật liệu trên người Kim Ti La Hoàng Minh Điểu thì Chu Thiên Cảnh không thể biểu diễn luyện chế Đế Đạo bảo vật tại hiện trường, dù sao những vật liệu để luyện chế Đế Đạo bảo vật cần có tài liệu vô cùng trân quý một đế giả cả đời thu thập không biết bao nhiêu nhưng nếu thiếu mất một vật liệu không phải nói gom là có thể gom góp ra được ngay trong lúc bầu không khí có chút ngượng ngùng trên chín tầng trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét sau một lúc long trời lờ đất sấm sét cuồn cuộn cả bầu trời trong xanh ngàn dặm bỗng nhiên hóa thành lôi vân vạn rằm, ánh sáng bị che lấp những tia âm u bao phủ toàn bộ thiên cự sơn đó là thân thể chu thiên cảnh chấn động ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía chân trời trong chớp mắt đông cứng lại ha ha Chu Thiên Cảnh, không ngờ người lại bị một tên nhóc con bỡn cợt, thế nào? Vạn Vật Liên Minh đến một vật liệu luyện chế Đế Đạo bảo vật cũng thu thập không đủ sao? Chỉ bằng đến mộ thương thánh thành chúng ta làm, cảm đoan đãi ngộ sẽ nhiều hơn ở Vạn Vật Liên Minh. Một âm thanh phách lối tùy ý trên chín tầng trời vang vọng, âm thanh kia vô cùng đáng sợ, vừa xuất hiện liền hóa thành một vòng ngợn sóng bao trùm toàn bộ Thiên Cự Sơn, tràn ngập thật lâu không tiêu tan. Hầu hết tu sĩ bên trên Thiên Cự Sơn bỗng nhiên phát hiện bản thân không thể nào động đậy, áp lực vô tận bao phủ lên toàn thân. Tựa như trên chín tầng trời có một con mắt thần linh đang nhìn chăm chú bọn họ từ trong ra ngoài, từ huyết dịch đến linh hồn đều đang run sợ. A, à, Tịch Thiên giả khẽ a à một tiếng, tầm mắt mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía cửu thiên. Sao hắn lại chạy đến đây? Chu Bách Hà sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái nói. Họa tâm tiên tử cao mày, ánh mắt đông cứng nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra vài tia kiêng kỵ cùng run sợ. Không khí xung quanh nặng nề trầm động như thủy ngân, cho dù nàng di chuyển một chút cũng khó khăn. Có thể nghĩ ra được người đó có tu vi đáng sợ như thế nào sắc mặt đoàn người ngọc châu cùng bách hành vũ đằng sau trắng bệch thân thể run rẩy cảm xúc bên trong đều là khủng hoảng và sợ hãi thiên cự sơn lớn như vậy trong nháy mắt liền hoàn toàn yên lặng tất cả mọi người như bị định thần thuật định trụ mộ thương thánh thành đồng tử chu thiên cảnh siết chặt chăm chú nhìn lên bầu trời gằn từng chữ một thật có lỗi trong mắt tại hạ vạn vật liên minh là tốt nhất mộ thương thánh thành tuy tốt nhưng cũng là nhà của người khác ha ha người đó nghe vậy bỗng cười lớn một trận toàn bộ thiên địa đều vang động theo tiếng cười của hắn vạn dặm lôi vân không ngừng có những cột lôi điện lớn bắn ra khí tức hủy diệu bao trùm toàn bộ thiên địa như thể tận thế đang đến gần phốc phốc sắc mặt chu thiên cảnh tái đi rồi lui lại 300 bước không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt ảm đạm tất cả mọi người đều chấn động ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc chu thiên cảnh đường đường là một đế cảnh nhân vật đứng trên đỉnh phong kim tự tháp thế mà lại bị một chàng cười làm ói máu rút lui người đó rốt cuộc tu vi đáng sợ đến mức nào đều nói cửu an ra nghịch tặc những năm này đã để cho người thiên cơ thánh thành các người quá an nhàn nên liền nghĩ đến việc tự lập làm vương chẳng lẽ ngươi cho rằng đột phá lên mấy đế cảnh giới liền có thể không còn là nô tài của mộ thương thánh thành rồi hay sao âm thanh của người đó vang vọng lại còn nói chủ thiên cảnh và toàn bộ thiên cơ thánh thành đều là nô tài tất cả tu sĩ trên thiên cự sơn đều chấn động trong lòng một vài tu sĩ có tu vi cao biết được một chút tình hình bên trong nghe vậy sắc mặt trắng bệch trong mắt đầy sự kinh sợ mây đen cuồn cuộn nơi chỗ sâu của lôi vân phân thành hai một đầu lôi cầu lan ra từ chỗ sâu của tầng mây chỉ thấy một lão già với một áo choàng xanh lục ăn mặc hình thủ kỳ quái dạo bước ra từ trên lôi cầu từng bước một hướng đến thiên cự sơn đế sứ thiên cơ thánh thành chúng ta yên phận thủ thường lâu nay ngươi cần gì phải dồn ép không tha nơi sâu của đỉnh thiên cự vang lên tiếng thở dài tham thầm an phận thủ thường ha ha xem ra lòng các ngươi đã không còn an phận nói chuyện cùng với bản tọa lại dám không hiện thân hành lễ ngươi có biết đó chính là tội lớn lão già áo lục cười lạnh vẫy tay một cái trên bầu trời liền xuất hiện một cự thủ khổng lồ dài mấy trăm dặm hung hăng vỗ tới hướng thiên cự phong trước thiên cự phong uy nga có vô số lôi đình bao phủ trăm dặm không thể nói hết sức to lớn nhưng không biết vì sao đám người lại có một loại ảo giác dường như thiên cự phong to lớn vạn dặm sẽ bị những lôi đình bàn tay trăm vạn dặm kia đập nát không phải vì lý do gì mà chỉ là một đòn tùy ý mà thành kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người